Ừ, anh là thị trưởng, dự quân 5 phương hướng, tăng cường tác phong làm việc của cán bộ. Anh cần cân nhắc chính sách tinh thần của Trung ương để đưa ra biện pháp. Làm như thế nào xây dựng xã hội hài hòa, thực hiện xã hội hài hòa, thực tế có rất nhiều công việc có thể làm. Nhất là tôi cảm thấy xu thế phát triển kinh tế của Ninh Lăng rất tốt, các anh không nên làm cho mọi người cứ nghĩ tới Ninh Lăng là nghĩ tới phát triển kinh tế nhanh, GDP cao, tại sao không đổi phương pháp suy nghĩ để đột phá từ phương diện khác. Triệu Quốc Đống nâng chén trà lên uống. Giải quyết một vài vấn đề nóng của dân chúng là một phương pháp. Tôi lấy ví dụ như tài nguyên giáo dục các nơi bây giờ rất thiếu hụt, đặc biệt là mấy đô thị lớn, con em công nhân từ ngoài vào đi học khó khăn. Ninh Lăng mặc dù là thị xã nhưng do kinh tế phát triển nhanh nên hiện tượng này khá đột xuất. Ninh Lăng có thể dựa vào tài lực hiện nay để tiến hành cải cách chế độ giáo dục trong phạm vi quyền hạn, giải quyết vấn đề khó khăn của dân chúng không? Mắt Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh sáng lên. Đề nghị của Triệu Quốc Đống khá mới mẻ độc đáo, mặc dù cũng có người đề cập qua vấn đề này nhưng không giống bây giờ tăng lên độ cao là xây dựng xã hội hài hòa, vừa lúc phù hợp chính sách tinh thần của Trung ương, đây không phải điểm sáng chói mắt sao? Có những lúc tất cả mọi người đều muốn làm việc nhưng phải xem ai nắm bắt được trước. Quyển 19, chương 4. Các anh không nên đứng ở cục bộ nhìn nhận vấn đề, phải có tinh thần khai thác, thu thập ý dân, suy xét dân tình, xem dân chúng quan tâm vấn đề gì nhất hiện nay. Sau đó từ điểm bọn họ quan tâm để áp dụng vào công việc của chúng ta. Triệu Quốc Đống cố ý nhắc hai người. Trung ương bây giờ rất coi trọng dân ý, đã đưa lên độ cao chính trị. Có thể nói kỳ họp tới sẽ xoay quanh ý dân, dân tình. Xây dựng xã hội hài hòa cũng là nhằm vào dân tình dân ý. Y tế, giáo dục, nhà ở, hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, dược phẩm, an toàn sản xuất, xã hội ổn định đều là điểm nóng, tại sao lại thành điểm nóng? Nó nói rõ công việc của chính quyền chưa làm tốt, còn tồn tại vấn đề như vậy, làm dân chúng không hài lòng. Như vậy xây dựng xã hội hài hòa muốn tiến hành từ đâu? Tôi cảm thấy bắt đầu từ phương diện này. Triệu Quốc Đống lần này nói rất cụ thể. Có vài vấn đề không phải thoáng cái là giải quyết xong. Các anh có thể bỏ sang bên, nhưng có vài điểm chính quyền địa phương phải gánh vác trách nhiệm, như vậy các anh phải tiến hành. Chủ nhiệm Triệu, tôi cảm thấy được Ninh Lăng đi trước trong xây dựng nhà xã hội, điểm này ngài cảm thấy chúng ta có thể nào? Trung Dược Quân thử hỏi. Tại sao không thể? Đương nhiên có thể, giá nhà cũng là điểm nóng. Mấy năm qua giá nhà luôn tăng cao làm dân chúng rất không hài lòng, giá nhà tăng vượt quá tăng thu nhập của dân chúng, đây là vấn đề. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề nhà ở cho mọi người nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết cho một bộ phận người áp lực nhất, cần nhất. Đó là người thu nhập thấp, người làm thuê, chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết cho bọn họ. Triệu Quốc Đống hài lòng gật đầu, Trung Dược Quân coi như biết một phương pháp. Tiêu Phượng Minh cũng hiểu ý gật đầu, đề tài xây dựng xã hội hài hòa là rất rộng. Có không ít thứ có thể tiến hành. Mấy ví dụ mà Triệu Quốc Đống đưa ra có thể tiến hành vào trong công việc. Chủ nhiệm Triệu, vừa nãy Bí thư Dược Quân cũng nói vấn đề nhà xã hội thì Ninh Lăng chúng ta có thể tự khen. Trước ngài đã tạo trụ cột, Ninh Lăng vẫn đi trước toàn tỉnh, vứt các nơi khác khá xa, thậm chí ngay cả không ít người ở thị xã cũng cảm thấy đi quá nhanh. Nhưng tôi và Bí thư Dược Quân vẫn cảm thấy chuyện này sớm muộn cũng phải làm, thế tại sao chúng ta không đi đầu? Tiêu Phượng Minh cười nói. Bây giờ xem ra người tốt sẽ được báo đáp, lần này có thể đến lượt chúng ta biểu diễn công việc xây dựng xã hội hài hòa của Ninh Lăng đã đạt thành tích gì. Đúng, chủ nhiệm Triệu, giá nhà Ninh Lăng tăng lên một cách ổn định, dân chúng cũng có ý kiến nhưng so sánh với các nơi xung quanh thì giá nhà Ninh Lăng là khá bình ổn. Nhất là khi Ninh Lăng phát triển kinh tế nhanh như vậy, lượng dân cư từ ngoài vào tăng mạnh, giá nhà của Ninh Lăng vẫn thấp hơn Tân Châu, Vĩnh Lương, Đường Giang. Không thể không nói đây là do nhà xã hội tạo được tác dụng khống chế nhất định, nhất là với tầng lớp thu nhập thấp thì cũng phản ứng rất tốt với nhà xã hội. Năm nay chúng tôi dự định tiếp tục xây dựng 5.000 căn hộ loại này, so sánh với các nơi khác chỉ có 200-300 căn thì Ninh Lăng đáng để tuyên dương. Lúc trước khi Triệu Quốc Đống đưa ra xây dựng nhà xã hội thì Trung Dược Quân còn thấy không đúng. Sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, Trung Dược Quân mặc dù trong lòng muốn cắt giảm nhưng lại nghĩ đây là do Triệu Quốc Đống hết lòng thúc đẩy. Y mà sửa đổi sẽ không thích hợp. Vì thế mặc dù Cố Vĩnh Bân mãnh liệt yêu cầu giảm quy mô xây dựng nhà xã hội trên diện rộng nhưng Trung Dược Quân vẫn không chấp nhận. Xây dựng nhà xã hội của Ninh Lăng vẫn đi đầu cả tỉnh, sở xây dựng đã sớm coi Ninh Lăng là điển hình hy vọng các nơi khác học tập Ninh Lăng. Chẳng qua chuyện này nhiều nơi đều có thái độ lạnh nhạt.
3 năm hoàn thành 15.000 căn hộ cho thuê, trong đó mặc dù có một bộ phận do các công ty lớn tiến hành xây dựng, chủ yếu là xây cho nhân viên nòng cốt và có thâm liên chủ yếu của các công ty bọn họ, nhưng có thể nói xây dựng nhiều nhà xã hội như vậy cũng khiến thị ủy, ủy ban Ninh Lăng được dân chúng khen ngợi, cũng khiến các công ty hoan nghênh. Đề nghị của Triệu Quốc Đống làm Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh thấy hứng thú, hai người bọn họ cũng từ từ suy nghĩ ý đồ của Triệu Quốc Đống. Đó chính là tạo ra thành tích, làm cho Ninh Lăng chẳng những phát triển kinh tế nhanh, ngoài ra còn phải có điểm sáng về sự nghiệp xã hội và cuộc sống dân sinh. Chỉ có làm Ninh Lăng không ngừng xuất hiện cái mới, làm cho cả nước chú ý đến Ninh Lăng thì hai người bọn họ mới giữ được vị trí, là cơ sở để đi lên. Như vậy Lăng Chính Dược khi động tới bộ máy Ninh Lăng nếu không phải để Chung Dược Quân Tiêu Phượng Minh lên chức rõ ràng thì sao có thể hục chúng. Hai người Chung Dược Quân hiểu được biện pháp mà Triệu Quốc Đống đưa ra là rất chính xác. Kinh tế Ninh Lăng đã bay tới độ cao này, nếu muốn cưỡng cầu duy trì tốc độ phát triển như mấy năm trước là không thực tế. Nhưng trụ cột đã có, hàng năm chỉ cần duy trì khoảng 30% là vẫn đứng đầu cả nước. Càng quan trọng hơn chính là thu tài chính từ thuế của Ninh Lăng 2 năm qua vượt xa các thành phố, thị xã khác trong tỉnh, kể cả An Đô. Khi thu tài chính của các nơi khác chủ yếu dựa vào bán đất nhưng Ninh Lăng lại khác. Mặc dù tổng thu tài chính từ bất động sản của Ninh Lăng vẫn tăng lên nhưng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, thu tài chính từ sản xuất công nghiệp và dịch vụ mới chiếm địa vị tuyệt đối. Thu tài chính từ bất động sản của Ninh Lăng bây giờ chiếm chưa đầy 10% tổng thu tài chính của thị xã, so sánh với các nơi khác chiếm từ 30 đến 40% mà nói thì là quá ít. Đồng thời điều này cũng làm chính sách đất đai của Ninh Lăng có thể ít chịu ảnh hưởng của các công ty bất động sản. Khi thu tài chính được đảm bảo, vậy thì ủy ban nên dùng khoản tài chính đó vào đâu? Ví dụ như xây dựng nhà xã hội thì Ninh Lăng đã đi trước một bước thậm chí vài bước so với các nơi còn lại ở tỉnh, cũng thuộc top đầu cả nước. Chỉ là trước đó kinh tế Ninh Lăng phát triển quá chói mắt, Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân vẫn nghĩ mãi nên không muốn bị người nói Ninh Lăng xây dựng nhà xã hội chủ yếu là để truyền thông chú ý nên không tuyên truyền. Chung Dược Quân lên thay cũng kéo dài chính sách của Triệu Quốc Đống, bây giờ là lúc nên thay đổi. Cũng giống như mấy vấn đề nóng khác mà Triệu Quốc Đống đề cập như giáo dục, vệ sinh, Ninh Lăng cũng có thể căn cứ tình hình thực tế mà đẩy mạnh. Ở điều kiện đủ tài chính thì nhiều việc tưởng như khó khăn thực tế lại dễ giải quyết. Trong thời gian ngắn làm tốt một hai việc đạt thành tích cũng là dễ dàng. Tìm được cách giải quyết, hai người Chung Dược Quân vui lên rất nhiều, nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Chủ nhiệm Triệu, chúng tôi không phải lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử nhưng động tác của Bí Thư Lăng làm chúng tôi không hiểu. Hai năm qua Vĩnh Lương đúng là phát triển chậm nhưng phải xem tình hình thực tế của Vĩnh Lương là gì. Bây giờ Vĩnh Lương đã thay đổi, chất lượng không khí đã đỡ hơn rất nhiều. Từ Ninh Lăng lên tỉnh đều phải qua Vĩnh Lương, chúng tôi đều thấy rõ điểm này. Chung Dược Quân có chút cảm xúc nói. Đây là do cái nhìn của lãnh đạo khác nhau. Lúc còn Bí Thư Ứng thì luôn nhấn mạnh phục vụ cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc của dân chúng, không ngừng phê bình Vĩnh Lương, yêu cầu Vĩnh Lương điều chỉnh sản nghiệp, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Bây giờ có thành tích thì Bí Thư Ứng lại đi, Bí Thư Lăng tới nói kinh tế của Vĩnh Lương phát triển quá chậm, trì trệ, điều này làm người ta không biết theo ai. Lão thôi cũng là bất đắc dĩ, lúc trước Bí Thư Ứng một năm hai lần tới Vĩnh Lương, hơn nữa điểm danh đi thăm mấy khu công nghiệp quanh nội thành chính là muốn xem việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của Vĩnh Lương như thế nào, hoàn cảnh được cải thiện không. Lão thôi có thể không ra tay tàn nhẫn sao? Tiêu Phượng Minh cũng lắc đầu nói. Nhưng thực tế mà nói lão thôi ra tay đúng là rất nặng và tạo được hiệu quả nhất định. Một ít công ty gây ô nhiễm môi trường quá nặng bị buộc đóng cửa hoặc chuyển đi, hoặc là dùng nhiều thiết bị bảo vệ môi trường đắt tiền, hoặc là thay đổi kết cấu sản nghiệp phứt ngành lạc hậu. Điều đó khiến kết cấu kinh tế của Vĩnh Lương thay đổi. Tôi cảm thấy Vĩnh Lương làm rất được, ai biết không hợp ý bên trên chứ. Tôi thấy là do có người định dở trò. Vĩnh Lương mạnh mẽ đóng cửa mấy công ty hóa chất và công ty vật liệu xây dựng có hiệu quả kinh doanh khá tốt, những người này đều có lai lịch, lợi ích bị tổn thất sẽ tạo thành sóng gió như vậy. Nhất là bây giờ Bí Thư Ứng đã đi thì có người muốn đổi chơi. Chung Dược Quân lạnh nhạt nói. Quyển 19, chương 5. Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh oán giận vấn đề gì, Triệu Quốc Đống đương nhiên biết rõ. Hai người lo lắng Chính Dược đây đang tạo dư luận để ra tay với Vĩnh Lương. Vĩnh Lương 2 năm trước vẫn phát triển đứng hàng đầu của tỉnh, 2 năm qua chậm lại mặc dù do có nguyên nhân nhưng Vĩnh Lương không thấy, hắn chỉ nhìn kết quả. Tình hình Ninh Lăng khá tương tự Vĩnh Lương, chính là thời gian trước phát triển nhanh, 2 năm nay tăng trưởng chậm lại.
rất khó nói Lăng Chính Dược có bấu lấy vấn đề này không. Vì thế đối sách của Triệu Quốc Đống chính là tạo xu thế, làm Ninh Lăng trở thành điểm sáng xây dựng xã hội hài hòa. Ở tình huống đó nếu Lăng Chính Dược còn mạo hiểm ra tay thì y sẽ phải suy nghĩ xem nên trả lời với Trung ương như thế nào, thậm chí còn là công khai nghi vấn thậm chí khiêu chiến quyết định xây dựng xã hội hài hòa của Trung ương. Triệu Quốc Đống tin với trí tuệ chính trị của Lăng Chính Dược sẽ không thể có hành vi ngu ngốc như vậy. Đương nhiên đây chỉ là kế sách nhất thời, trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả. Chỉ cần Lăng Chính Dược có ý đồ ra tay thì bộ máy Ninh Lăng cuối cùng vẫn sẽ bị điều chỉnh. Một khi để Lăng Chính Dược nắm được cơ hội, y sẽ có quyền ra tay vì là bí thư tỉnh ủy. Hiện nay Triệu Quốc Đống cũng chỉ nghĩ ra kế hoạch này. Ẩn số duy nhất hiện nay là sang năm Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung sẽ rời khỏi An Nguyên, chủ tịch và phó bí thư tỉnh ủy mới tới là như thế nào. Đây là ẩn số, chỉ có lợi dụng ẩn số này thì may ra mới có cơ hội thắng lợi. Được rồi, hai người đừng ngồi đây nói bóng nói gió. Lăng Chính Dược không phải kẻ bình thường. Y cân nhắc vấn đề cũng xuất phát từ góc độ chính trị. Bây giờ các anh xây dựng xã hội hài hòa là phù hợp ý đồ của Trung ương, tôi tin Lăng Chính Dược thấy điểm này cũng chỉ có thể khen các anh. Về phần sau này tôi nghĩ kể cả Lăng Chính Dược ở bên trong thì cũng không ai dám xác định sẽ như thế nào. Triệu Quốc Đống cười cười nói rõ. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều có chút xấu hổ chỉ là không nghe được một câu nói thật từ Triệu Quốc Đống, bọn họ không thể yên tâm. Triệu Quốc Đống nói rõ ở tình huống đó Lăng Chính Dược không thể động bọn họ coi như làm bọn họ chút đi gánh nặng. Cũng không biết tại sao bọn họ lại luôn tin vào lời Triệu Quốc Đống nói. Đây có lẽ do thời gian dài công tác và tín nhiệm nên mới vậy. Giải quyết xong vấn đề kia làm không khí trở nên dễ dàng hơn nhiều. Triệu Quốc Đống mời hai người ở lại dùng cơm, hai người cũng không hề khách khí. Có một thời gian không ngồi cùng ăn cơm với nhau, Trung Dược Quân. Tiêu Phượng Minh muốn nghe thêm về thay đổi trong phương hướng chính sách của Trung ương coi như sớm tạo con đường tham khảo cho sự phát triển của Ninh Lăng. Thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác, lời hắn nói có tính chỉ đạo, có tính vĩ mô. Hai người Trung Dược Quân cũng biết Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng không nhàn hạ, từ lúc nhận chức đến giờ gần như bị vây trong cơn gió lốc. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn lao ra được một con đường máu. Tuy bên ngoài nửa khen nửa chê về Triệu Quốc Đống, nhưng hai người Trung Dược Quân cũng có quan điểm của mình, người không bị mắng là kẻ bình thường, không rửa bát sẽ không bao giờ làm vỡ bát. Triệu Quốc Đống tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển chính là muốn làm việc gì đó. Chỉ cần không bị dân chúng mắng là thành công, mà bây giờ Triệu Quốc Đống đã làm khá xuất sắc. Nhất là công việc do Triệu Quốc Đống phụ trách bây giờ có thể nói liên quan tới quốc kế dân sinh càng chứng minh sự tin tưởng của Trung ương vào hắn. Điều này càng làm hai người thêm tin tưởng Triệu Quốc Đống hơn. Bọn họ báo cáo qua tình hình công việc gần đây của Triệu Quốc Đống. Ngoài vấn đề phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, hai người còn nói qua về ý tưởng nhân sự với hắn. Mặc dù thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã không thích hợp hỏi quá nhiều công việc cụ thể của Ninh Lăng, nhưng Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh đều biết tình cảm của hắn đối với Ninh Lăng. Vì thế Trung Dược Quân vẫn báo cáo qua với hắn. Hơn năm qua Trung Dược Quân về cơ bản duy trì cục diện cũ, chưa có động tác quá lớn với nhân sự Ninh Lăng. Nhưng lần này nhân sự của Ninh Lăng cũng có điều chỉnh. Đó chính là Trúc Văn Khôi sắp điều sang Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực, thị ủy Ninh Lăng đề cử Văn Ngạn Hoa làm thường vụ thị ủy cũng được tỉnh ủy đồng tình, còn thiếu một phó thị trưởng, Trung Dược Quân có ý muốn do bí thư huyện ủy Tào Tập, Cổ Bình Nguyên đảm nhiệm. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nghe Trung Dược Quân giới thiệu về biểu hiện của Cổ Bình Nguyên ở Tào Tập. Cổ Bình Nguyên làm bí thư huyện ủy Tào Tập hơn 2 năm, mặc dù thành tích công việc cũng khá tốt. Diện mạo Tào Tập tốt hơn so với lúc Thiết Minh làm bí thư huyện ủy nhưng trong lòng Triệu Quốc Đống vẫn có chút không thoải mái. Nếu nói về năng lực công tác và thành tích thì Ngụy Hiểu Lam kém. Đường Diệu Văn không bằng Cổ Bình Nguyên, Trung Dược Quân làm vậy là xuất phát từ tình cảm cá nhân. Tiêu Phượng Minh trước đó cũng đã hàm xúc đề cập việc này với Triệu Quốc Đống, cũng nói Trung Dược Quân tỏ ý mình đã trao đổi với Trung Dược Quân về việc Ngụy Hiểu Lam cùng Đường Diệu Văn thích hợp hơn nhưng Trung Dược Quân không tiếp nhận ý kiến của Tiêu Phượng Minh. Tuy không thoải mái nhưng Triệu Quốc Đống không lộ ra ngoài mặt, thậm chí không đặt câu hỏi về ý này. Theo hắn thấy Trung Dược Quân là bí thư thị ủy thì có quan điểm dùng người của mình. Tào Tập 2 năm qua phát triển khá tốt, Cổ Bình Nguyên coi như đạt thành tích tốt. Đương nhiên còn có chủ tịch Thôi Tú Phu cũng có công lao. Nếu như làm một bí thư thị ủy mà không có quyền lựa chọn phó thị trưởng thì đúng là không hay. Ở điểm này Triệu Quốc Đống mặc dù có suy nghĩ nhưng hắn chỉ có thể im lặng. Cổ Bình Nguyên cũng được,
Xê qua trong mắt hắn Ngụy Hiểu Lam cùng Đường Diệu Văn càng thích hợp hơn, nhưng ai có thể nói đây không phải do tình cảm chi phối. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười một tiếng, cho nên hắn không có ý kiến về quyết định của Trung Dược Quân. Thấy Triệu Quốc Đống khá bình tĩnh, Trung Dược Quân cũng yên tâm hơn. Đề cử Cổ Bình Nguyên làm phó thị trưởng thì y cũng biết trong thị ủy không nhất trí, hắn cũng biết mình còn chưa thể khống chế toàn bộ thị ủy như thời Triệu Quốc Đống. Vì thế ở vấn đề này y tiến hành trao đổi với không ít thường vụ mong được mọi người giải thích và ủng hộ. Nếu Cổ Bình Nguyên có thể lên chức thì sẽ củng cố thêm địa vị của Trung Dược Quân ở Ninh Lăng, Trung Dược Quân cảm thấy mình phải kiên trì. Tuần nghỉ lễ này đối với Triệu Quốc Đống mà nói là cơ hội thả lỏng, nghỉ ngơi. Nhưng khi Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh tới, hắn chỉ biết hy vọng đó là quá xa vời. Hàn Độ muốn đến Thượng Hải, bây giờ còn tạm thời chưa đi nhưng đã sang báo danh với Thành ủy Thượng Hải. Triệu Quốc Đống hỏi Hàn Đông thì biết Hàn Độ vẫn ở An Đô, hắn dù như thế nào cũng phải sang chào hỏi. Hàn Độ giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng từng đó năm qua hắn nhớ ngoài lần cùng Hàn Độ ăn vặt ở quán ven đường ra thì chưa có bữa nào chính thức ngồi ăn với Hàn Độ. Mặc dù nói một bữa ăn không đại biểu được gì nhưng ít nhất coi như là tâm ý. Sau khi Hàn Độ, Nhâm Vi Phong, Ứng Đông Lưu đi, cả tỉnh ủy An Nguyên bây giờ có mỗi Dương Kính Quang là đáng để hắn gặp. Dương Kính Quang đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh, Triệu Quốc Đống thấy mình nên đi chúc mừng một chút. Chỉ sợ Dương Kính Quang làm phó chủ tịch thường trực sợ là không dễ dàng. Ở vị trí này nếu muốn đạt thành tích gì đó thì phải chờ Dương Kính Quang chính thức xâm nhập hiểu rõ công việc bên chính quyền mới được. Triệu Quốc Đống cũng dự định đến gặp Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa bây giờ đã từ chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh, chỉ làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, xem như chính thức thanh nhàn. Hắn cũng cần tới chỗ Vương Phủ Mỹ, an ủi đối phương một chút. Chuyện của Vương Phủ Mỹ thì hắn không tiện nhiều lời vì hắn cũng đâu hơn gì. Vấn đề của Vương Phủ Mỹ coi như là nhắc nhở cho hắn mình phải cẩn thận. Sau đợt nghỉ lễ này, hắn lại tiến vào một chu kỳ làm việc mới. Phó Thủ tướng Tô tháng 10 sẽ viếng thăm mấy nước Myanmar, Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka cùng Bangladesh, hắn cũng đi cùng. Chuyến đi này có thể dính dáng đến một loạt hợp tác kinh tế, ngoại giao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 19, chương 6. Trung ương không ngừng đưa ra quyết định đóng cửa các mỏ tư nhân, lò luyện thép tư nhân, công ty phân bón tư nhân, công ty giấy tư nhân. Đây là hành động quyết đoán để giảm sản lượng lạc hậu, bảo vệ hoàn cảnh sinh thái. Nhưng tôi cảm thấy hiệu quả không được tốt. Từ tình hình mà các ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo lên thì có thể thấy các tỉnh đều tiến hành chính sách này, nhưng tôi cho rằng chủ yếu là hình thức, hoặc chính quyền địa phương không quyết tâm tiến hành công việc này. Phó Tuyền nói lúc cao lúc thấp đầy trầm bổng du dương. Nếu Trung ương đưa ra chính sách mà chính quyền địa phương lá mặt lá trái, không coi vào đâu thì đó không đơn giản là không thực hiện chính sách, mà đó là khiêu chiến quyền lực của Trung ương. Tôi không đờ không nói như vậy. Ý của tôi chính là mời Quốc vụ viện lập tổ giám sát về việc thực hiện quy định, chính sách của Trung ương trong cả nước. Căn cứ tình hình giám sát mà tiến hành xử lý người vi phạm, đồng thời phải tạm dừng việc xét duyệt hạng mục của các tỉnh vi phạm nghiêm trọng. Phó Tuyền nói làm cả hội nghị bàn tán, ngay cả Tằng Quyền Quân đều có chút bất ngờ. Văn bản chỉnh đốn công ty nhỏ của bốn ngành đã được Quốc vụ viện đưa ra văn bản vài năm qua, nhưng đóng mà không ngừng chính là vấn đề thường xuyên diễn ra. Tổ công tác tới thì làm ra vẻ đi kẹp trì mấy công ty bị phản ứng mạnh. Còn các công ty khác có thể giấu thì giấu, có thể bảo vệ thì bảo vệ. Đây đều là làm lấy lệ, các cấp bộ cũng biết rõ. Chủ nhiệm phó, hiện tượng này đúng là tồn tại nhưng hàng năm các bộ đều có tổ công tác đi tiến hành kiểm tra, tôi cảm thấy tình huống không nghiêm trọng như vậy. Các tỉnh có tình hình thực tế của mình, ở vấn đề này tôi cảm thấy phải chia làm hai mà đối đãi, không thể vì chút thành kiến mà một gậy đánh chết. Đồng Lập Quốc rất khó chịu. Phó Tuyền mới phụ trách mảng công việc này mà đã đưa ra vấn đề khắt khe như vậy, nếu vậy có khác gì cho rằng công việc trước đó mình làm có vấn đề. Phó Tuyền không để ý tới Đồng Lập Quốc mà tiếp tục nói theo dòng suy nghĩ của mình. Tinh thần kỳ họp thứ 6 Đại hội Đảng khóa 16 vừa qua đã nhắn nhủ tới ủy ban chúng ta. Tuần trước chủ nhiệm Quyền Quân cũng tổ chức mọi người học tập, yêu cầu so sánh, kiểm điểm với công việc trong tay. Tôi cũng tiến hành so sánh với các công việc mình phụ trách. Chỉnh đốn bốn loại công ty kia thoạt nhìn chỉ là một công việc bình thường, nhưng tôi cảm thấy nó thể hiện ra hiện tượng lá mặt lá trái của chính quyền địa phương với chính sách cửa Trung ương. Ý của tôi là không thể cứ để mặc như vậy. Văn phòng Quốc vụ viện và Thanh tra Chính phủ chuyển sang ủy ban ta không ít phản ánh về ô nhiễm môi trường,
sử dụng đất vi phạm pháp luật, tiêu hao điện năng quá lớn, lãng phí tài nguyên, nó tập trung chính trong 4 loại công ty. Tôi cho rằng đây là điểm đột phá. Trước đây các bộ tự tiến hành trong lĩnh vực của mình. Lần này chúng ta có thể tính tới mấy bộ lập tổ công tác một lần nữa cẩn thận giám sát, thông qua chế độ phương án và ngầm điều tra để thiết thực giải quyết vấn đề này. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, Phó Tuyền nói không mang theo chút tình cảm cá nhân nào mà rất bình tĩnh trình bày quan điểm cá nhân của y. Nhưng Triệu Quốc Đống biết Phó Tuyền tỏ thái độ kiên quyết như vậy cũng là do liên quan tới một việc xảy ra trong thời gian gần đây. Gần đây Quốc vụ viện hai lần thông báo về sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, một sự cố về an toàn lao động trong ngành hóa chất, khai khoáng. Lãnh đạo chủ yếu của Quốc vụ viện cũng phê bình một vài nơi không chấp hành tốt chính sách của Trung ương. Các ngành liên quan giám sát chỉ có hình thức, qua loa đối phó. Nhưng chỉ là vì nguyên nhân này thôi sao? Triệu Quốc Đống không dám xác định. Trong thời gian trước hắn có nói chuyện với Phó Tuyền, cũng nói đến nhiều chính sách, quy định mà ủy ban đưa ra nhưng không được chứng thực vào thực tế. Chính quyền địa phương không làm theo chính sách của Trung ương, nhiều công việc thường đùn đẩy kéo dài, hoặc là trong quá trình thực hiện có sự sai khác, hiện tượng này rất rõ ràng. Phó Tuyền lúc ấy mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng là Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương khá coi trọng ý kiến của mình. Mình lúc ấy cũng tỏ vẻ muốn trình bày trong hội nghị chủ nhiệm về việc phải tăng lực độ giám sát việc chấp hành chính sách của Trung ương ở các tỉnh, không ngờ Phó Tuyền lại đưa ra trước, hơn nữa còn đưa tới độ cao như vậy. Tinh thần kỳ họp thứ 6 chính là muốn xây dựng xã hội hài hòa. Mà phạm vi của vấn đề này là rất rộng, nhưng cuối cùng chính là lắng nghe dân tình dân ý, giải quyết các công việc mà dân chúng chú ý nhất. Bảo vệ môi trường và an toàn lao động chính là tâm điểm từ trước đến giờ. Bốn loại công ty kia không chỉ là thủ phạm chính gây lãng phí tài nguyên, hơn nữa còn tồn tại nhiều khuyết điểm trong bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Nhưng bốn loại công ty này lại là nguồn thu thuế chính ở nhiều nơi, nhất là ở các nơi điều chỉnh kết cấu sản nghiệp chậm chạp, thu hút đầu tư kém thì càng rõ hơn. Muốn tiến hành việc này thì nó còn có áp lực lớn hơn nhiều so với lúc trước mình thúc đẩy quyền nhập khẩu phân bón hóa học và chỉnh hợp ngành thép, phản ứng từ chính quyền địa phương sẽ làm nhiều công việc khó có thể triển khai được. Không biết sao Phó Tuyền lại đột nhiên nói ra vấn đề khó giải quyết này. Hội nghị cuối cùng dựa theo ý kiến của Phó Tuyền để hình thành quyết định trình ý kiến lên Quốc vụ viện, xin mời Quốc vụ viện tạo thành tổ công tác tiến hành kiểm tra việc chỉnh đốn bốn loại công ty trong cả nước, giữ gìn tính quyền uy của Trung ương. Dùng dao mổ trâu giết gà. Đồng Lập Quốc ném văn bản xuống bàn. Xem ra lão phó già nên lú lẫn rồi. Tôi thấy chưa chắc. Trương Ứng Bảo lắc đầu. Ở trong ủy ban thì Trương Ứng Bảo là trưởng ban thư ký, y khá khiêm nhường nhưng có thể ngồi lên vị trí trưởng ban thư ký này thì cũng có điểm hơn người. Ồ! Đồng Lập Quốc ngẩn ra một lần nữa đánh giá ý trong câu nói của đối phương. Anh là nó lão phó đột nhiên muốn làm như vậy là có ý gì? Tôi nhớ thời gian trước Triệu Quốc Đống từng nói tới vấn đề chỉnh hợp ngành thép và chỉnh hợp ngành khai khoáng. Hắn đưa ra việc chỉnh hợp ngành thép ngoài việc xúc tiến công ty khổng lồ liên hợp sát nhập còn muốn đẩy mạnh chỉnh đốn các cơ sở sản xuất kém hiệu quả, gây ô nhiễm, lãng phí tài nguyên. Chính quyền địa phương vì lợi ích của mình mà bỏ qua cho những nơi như vậy. Trương Ứng Bảo như nhớ lại quan điểm mà Triệu Quốc Đống trình bày trước đây, Thái độ chỉnh hợp các mỏ than thì hắn cũng có thái độ này. Các nơi không đảm bảo an toàn lao động thì phải đóng cửa toàn diện, phải có chế độ giám sát để thúc đẩy đảng ủy, chính quyền địa phương tiến hành việc này. Ồ, hắn lớn lối như vậy sao? Đồng Lập Quốc khinh thường nói. Tôi lúc ấy cũng cười nói cái này giống chế độ phong kiến thông qua quyền lực để đẩy mạnh chính sách. Triệu Quốc Đống lúc ấy nói chủ yếu là do chế độ chứng thực của chúng ta bây giờ không được, nhất là ở địa phương. Người lãnh đạo dù có vấn đề gì thì cũng có thể tìm ra một đống lý do giải thích. Kết quả cuối cùng việc ỉm đi. Trương Ứng Bảo trầm ngâm một chút. Cũng không đờ nói quan điểm này của Triệu Quốc Đống không có lý. Hắn cũng nói thực ra đây là do cơ chế khảo sát thành tích của Trung ương đối với địa phương có chuyện. Hừ, hắn nếu biết nguyên nhân của vấn đề còn nói như vậy sao? Ánh mắt Đồng Lập Quốc trở nên u ám. Ha ha, có thể hiểu mà, người trẻ tuổi luôn có nhiệt huyết, luôn nhìn vấn đề một cách quá đơn giản. Trương Ứng Bảo hời hợt đánh giá Triệu Quốc Đống. Nhưng lần này Phó Tuyền cũng nói rõ chỉnh đốn bốn loại công ty, điều này làm tôi có chút bất ngờ. Chẳng lẽ thời gian trước Thủ tướng Văn không điểm danh phê bình trong hội nghị thường trực Quốc vụ viện làm Phó Tuyền ngồi không yên sao? Đơn giản như vậy sao? Phó Tuyền làm bao năm rồi, mấy câu của Thủ tướng mà có thể dọa hắn sao? Việc này trách nhiệm chính ở chính quyền địa phương,
chúng ta có bao trách nhiệm chứ? Đồng lập quốc cũng dần bình tĩnh lại. Hai người bọn họ cùng có quan điểm như vậy đúng là có chút kỳ quái. Chủ nhiệm Đồng, tôi cảm thấy Trung ương trong thời gian này có vẻ rất không hài lòng với công việc của ủy ban chúng ta, nhất là một vài lĩnh vực xuất hiện tình huống đáng để Trung ương coi trọng. Phó Tuyền nói đến việc chỉnh đốn bốn loại công ty kia cũng là có ý đồ. Tôi thấy anh nên nói với lão Giản vài câu, đừng nghĩ Phó Tuyền lớn tuổi mà có thể lừa được. Tôi cuối cùng cảm thấy lão Giản luôn không coi ai ra gì. Trương Ứng Bảo có ý tốt nhắc nhở. Phó Tuyền bình thường mặc dù không tức giận nhưng nếu chăm chú thì chỉ sợ không dễ làm. Đồng lập quốc giật mình, Trương Ứng Bảo nói không sai, Giản công lược do mình một tay đề bạt, tên này có năng lực làm việc nhưng không quá chú ý trong công việc, trong thời gian này hình như còn cảm thấy vui vẻ vì ít bị lãnh đạo chú ý, chẳng lẽ là... Quyển 19, chương 7. Nghe nói anh phát biểu khá mạnh trong hội nghị chủ nhiệm. Tô Giác Hoa nhẹ nhàng nói một câu, Phó Tuyền vẫn có tính cách bình thản như trước, chẳng qua làm việc còn cần phải có chút ngọn lửa mới được. Có nhiều việc cần cẩn thận, nhưng nếu như cẩn thận quá mức sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc. Ha ha, gì mà phát biểu mạnh chứ? Tôi chỉ là cảm thấy có vài công việc làm theo hình thức, lãnh đạo bên trên như các anh toàn giơ cao đánh khẽ, như vậy làm sao đạt được mục đích? Phó Tuyền lắc đầu nói. Giác Hoa, như vậy không được, anh phải nói với Thủ tướng một chút. Không chú ý đến việc này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tô Giác Hoa C cảm động, tính cách Phó Tuyền rất thẳng thắn, có lẽ vì thế mà làm y khó lên chức. Bây giờ từng này tuổi nên có lẽ chỉ ngồi ở chức phó chủ nhiệm tới khi về hưu. Nhưng trong lòng Phó Tuyền vẫn đầy nhiệt huyết, biết chuyện này sẽ đắc tội người, thậm chí đưa tới nhiều làn tên mũi đạn nhưng vẫn quyết tâm làm. Lão Phó, có phải sợ Triệu Quốc Đống lại đứng ra không? Tô Giác Hoa thản nhiên nói. Giác Hoa, tôi không biết các anh suy nghĩ như thế nào về công việc của Triệu Quốc Đống nữa. Phó Tuyền bình tĩnh nói. Thời gian trước Triệu Quốc Đống đã thảo luận với tôi về việc chỉnh hợp ngành thép và chỉnh đốn các mỏ than nhỏ. Tôi cảm thấy cậu ta rất cẩn thận suy xét, cũng có quyết đoán. Nhưng ai cũng nói người nổi bật dễ bị đánh bật. Tôi cũng biết ý đồ của các anh là làm cho cậu ta rèn luyện nhiều hơn, gặp mưa gió mới trưởng thành nhanh được. Nhưng các anh cũng phải thấy nếu để cậu ta lao tới trước quá nhiều thì sẽ gặp áp lực rất lớn, cũng có thể tạo thành nguy hiểm vì được nuông chiều quá nhiều. Tô Giác Hoa nhìn Phó Tuyền, trong lòng khá vui vẻ. Phó Tuyền tuy nói khá nặng lời nhưng đây chỉ là trước mặt mình thì đối phương mới nói như vậy. Lúc trước điều Triệu Quốc Đống tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tuy Tô Giác Hoa có chút bội phục sự quyết đoán của Tiền Việt, sau đó y hỏi Liễu Đạo Nguyên về Triệu Quốc Đống. Liễu Đạo Nguyên dùng mấy từ để hình dung về Triệu Quốc Đống, kiên nghị, cương quyết, tâm trí cao vời. Có thể được Liễu Đạo Nguyên đánh giá như vậy đúng là làm Tô Giác Hoa khá giật mình. Có thể Liễu Đạo Nguyên mang theo tình cảm nên đánh giá như vậy, nhưng Tô Giác Hoa hiểu rõ con người của Liễu Đạo Nguyên. Được hắn đánh giá như vậy dù có hơi sai khác thì cũng không quá nhiều. Vì thế Tô Giác Hoa đã chuyên môn cho người tìm hiểu chi tiết tình hình công việc mấy năm qua của Triệu Quốc Đống. Nhất là biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Điền Nam, điều này càng chứng minh đặc điểm kiên nghị cương quyết mà Liễu Đạo Nguyên nói. Theo Tô Giác Hoa thấy biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng chính là giỏi nắm bắt cơ hội. Loại cán bộ này mặc dù hiếm nhưng tuyệt đối không thể được Liễu Đạo Nguyên đánh giá như vậy. Tô Giác Hoa càng chú trọng biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ muốn nói dễ làm cũng được, muốn nói khó cũng rất khó khăn. Một trưởng ban tổ chức cán bộ bình thường rất dễ làm. Làm một trưởng ban tổ chức cán bộ đủ tư cách thì hơi dùng chút đầu óc là có thể làm được. Nhưng muốn biểu hiện xuất sắc ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thì không dễ. Theo Tô Giác Hoa thấy thậm chí còn khó hơn là làm chủ tịch tỉnh nhiều. Có thể làm một trưởng ban tổ chức cán bộ tốt cũng có nghĩa là có tư cách làm một bí thư tỉnh ủy. Nhưng một chủ tịch tỉnh chưa chắc có thể gánh vác tốt chức phụ bí thư tỉnh ủy. Đây là đánh giá của Tô Giác Hoa. Chưa từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ hoặc phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng đàn thì theo Tô Giác Hoa thấy đều không hoàn chỉnh. Đảng có thể giành thắng lợi chính là tổ chức kiên cường vô địch. Nếu không có tổ chức kiên cường làm chỗ dựa thì tất cả đều là nói suông. Mọi người đều nói sợ nhất hai chữ, chăm chú, của đảng, nguyên nhân của nó ở đâu. Chính là tổ chức kiên cường, cho nên ai cũng nói pháo đài chỉ có thể công phá từ bên trong. Bên trong chỉ cái gì, chỉ chính là tổ chức. Mà Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ một năm đã khiến Điền Nam có sóng gió trong cả năm. Tô Giác Hoa cũng nghe không ít về cục diện chính trị Điền Nam năm ngoái biến động lớn.
mà Triệu Quốc Đống chính là nhân vật trung tâm trong cơn sóng đó, tất cả phong ba đều vây quanh Triệu Quốc Đống. Thậm chí ngay cả nhân vật chính là Thái Chánh Dương cũng được đẩy ra vòng ngoài. Triệu Quốc Đống đã thể hiện sự quyết đoán của mình, bảo sao Liễu Đạo Nguyên lại khen Triệu Quốc Đống như vậy. Cho dù ai làm bí thư tỉnh ủy cũng hy vọng có một trưởng ban tổ chức cán bộ như Triệu Quốc Đống. Tiền Việt nhìn chúng Triệu Quốc Đống chỉ sợ không chỉ đơn giản là do biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng, mà nguyên nhân là do Triệu Quốc Đống dám vượt khó khăn, kiên định với công việc lúc ở Điền Nam mới là nguyên nhân chủ yếu. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia chính là cần một nhân vật dám nghĩ, dám nói, dám làm như vậy. Phó Tuyền nói Tằng Quyền Quân quá cầu toàn, nhưng Tô Giác Hoa thấy Tằng Quyền Quân ngồi ở vị trí kia phải cầu toàn, mà người tiên phong phải cần người như Triệu Quốc Đống. Mà nếu như Triệu Quốc Đống cũng cầu ổn, cầu toàn ngồi đợi lấy lý lịch thì Trung ương đúng là phải thật sự cân nhắc về Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Lão Phó, cho nên anh chủ động nhận việc này. Tô Giác Hoa cười cười không nói nhiều. Đây vốn là công việc tôi phụ trách quản lý, chưa nói tới chủ động hay không. Chẳng qua chỉ là hơi đan xen vào công việc của Triệu Quốc Đống một chút mà thôi. Tôi đã nói chuyện với Lão Tằng, y đồng ý ủy ban lấy tôi làm chính, Triệu Quốc Đống làm phụ vừa lúc có thể thúc đẩy việc chỉnh hợp ngành thép, ngành than. Phó Tuyền có vẻ rất bình tĩnh. Trách nhiệm này không nhẹ đâu, dù là có văn phòng quốc vụ viện dẫn đầu nhưng khi tiến hành chỉnh hợp thì vẫn do ủy ban kế hoạch phát triển các anh phụ trách chính. Tôi nghe ý của anh chính là mượn cơ hội này xúc tiến các tỉnh chỉnh hợp ngành thép và than. Tô Giác Hoa trầm ngâm một chút. Sao, anh cảm thấy có gì không ổn sao? Phó Tuyền hỏi lại một câu. Không, đây là cơ hội nhưng tôi thấy phạm vi không nên quá lớn, cần phải chọn đúng điểm đột phá, tập trung làm tốt một việc. Nếu như cảm thấy điều kiện của ngành thép đã đủ thì tiến hành ở ngành này. Nếu cảm thấy ngành thép khó khăn thì có thể khởi động từ đóng cửa mỏ than tư nhân. Tô Giác Hoa suy nghĩ một chút. Trung ương cũng hạ quyết tâm một lần nữa chỉnh đốn các công ty nhỏ, kém hiệu quả. Cho nên anh ngồi bàn với Triệu Quốc Đống một chút, sau đó trao đổi với Tằng Quyền Quân. Ồ! Phó Tuyền dừng lại có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Giác Hoa đang chắp tay bước chậm. Trời mùa thu rất thích hợp, hai người bọn họ thường xuyên tới đây để giải tỏa áp lực công việc. Hôm nay sao lại tỏ rõ thái độ như vậy? Sáng mới tổ chức hội nghị thông báo vài số liệu. Thị trường thép năm nay khá nghiêm trọng, bên Bộ Thương mại đạt được một ít tin tức không quá lạc quan. Rất nhiều xưởng nhỏ đã khôi phục, chính quyền địa phương vẫn chần chừ khi chỉnh hợp ngành thép. Trung ương cảm thấy chuyện không thể kéo dài như vậy, nếu không cuối năm đàm phán giá quặng lại sẽ gặp tình hình bị ép giá như năm trước. Tô Giác Hoa hít sâu một hơi, áp lực công việc này là rất lớn. Thủ tướng đã trao đổi với tôi, y cũng có thái độ rất kiên quyết, muốn hoàn toàn phá vỡ cái gọi là chủ nghĩa địa phương. Tôi nói hôm nay sao thái độ của Lão Tằng khác như vậy, thì ra đã đánh hơi được. Nghĩ tới thái độ của Tằng Quyền Quân, Phó Tuyền lập tức có phản ứng. Vậy ý của Trung ương chính là chuẩn bị chỉnh đốn ngành thép. Trung ương hy vọng bắt đầu chỉnh đốn ngành thép nhưng cũng muốn. Tô Giác Hoa có chút do dự, y chưa nói xong đã bị Phó Tuyền cắt ngang. Vậy còn gì phải do dự, xương cứng luôn cần nhân vật quan trọng ăn. Triệu Quốc Đống không phải vẫn tức tối vì phương án chỉnh đốn của nhiều nơi sao? Chỉ cần Trung ương hạ quyết tâm thì dễ làm hơn nhiều. Lão Phó, Trung ương mặc dù quyết tâm nhưng chúng tôi cũng phải cân nhắc tình hình thực tế của địa phương. Chúng tôi không hy vọng biến thành việc cò kè mặc cả về lợi ích giữa Trung ương và địa phương. Tô Giác Hoa cười khổ nói. Đây vốn là cò kè mặc cả mà. Không có gì không tốt cả. Nhưng không chỉ là giữa Trung ương và địa phương. Đây là giữa lợi ích chỉnh thể và lợi ích cục bộ. Trung ương cần phải có thái độ kiên quyết ở vấn đề này, chỉ cần đối xử công bằng, công chính thì tôi nghĩ không gì không thể làm được. Phó Tuyền rất kiên quyết nói. Đám người ở địa phương không phải là không thấy vấn đề này. Chỉ là quá thông minh nên muốn lấy củi trong đống lửa, luôn cảm thấy có thể cò kè mặc cả với Trung ương. Ý đồ của bọn họ là gì ai chẳng biết. Ừ, Lão Phó, thực hiện sẽ có rất nhiều vấn đề. Cần chúng ta phải kiên nhẫn giải quyết. Triệu Quốc Đống có năng lực và quyết đoán nhưng cũng cần nhắc cậu ta không nên quá gấp gáp, cần phải phối hợp, trao đổi nhiều hơn, không nên cảm thấy quan điểm của địa phương luôn hạn hẹp, điều này không chính xác. Tô Giác Hoa gật đầu. Anh cần phải bàn bạc cụ thể với Triệu Quốc Đống, chuyện này mặc dù không thể kéo dài nữa nhưng cũng không nên vì thế mà. Tô Giác Hoa nói tới đây là dừng nhưng Phó Tuyền nghe ra ý của Tô Giác Hoa. Quyển 19, chương 8. Cậu nói gì? Mặc dù đã có chuẩn bị tư tưởng nhưng nghe được đề nghị của Triệu Quốc Đống thì Phó Tuyền vẫn giật mình.
chính quyền địa phương trong chiến lược chỉnh hợp này không tham gia mà chỉ phụ trách phối hợp. Đúng thế, tôi suy nghĩ như vậy. Ngành thép liên quan đến quá nhiều vấn đề lợi ích, chính quyền địa phương cũng có điểm khó xử của bọn họ, điểm này chúng ta cũng có thể giải thích. Nhưng bây giờ muốn thành lập nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phải để kinh tế thị trường quyết định tất cả. Thủ đoạn hành chính mặc dù có thể có hiệu quả trong lúc nhất thời nhưng cuối cùng phải trả giá lớn hơn nữa. Tôi cho rằng công ty có hiệu quả kinh doanh tốt, quy mô lớn, có nguồn nguyên liệu ổn định, con đường tiêu thụ tốt thì sẽ làm chủ thể chỉnh hợp, đẩy mạnh tiến hành chỉnh hợp ngành thép vượt phạm vi khu vực, quyền sở hữu, hoàn toàn phá vỡ giới hạn khu vực hành chính. Trung ương có thể căn cứ chiến lược, phương án phát triển của công ty đưa ra mà yêu cầu một cơ cấu chuyên môn tiến hành thẩm định, nói xem nó có phù hợp với chính sách chỉnh hợp không. Như vậy tôi cảm thấy càng khoa học hơn. Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến này cũng là do hắn suy nghĩ rất lâu. Ở vấn đề chỉnh hợp ngành thép thì hắn tốn nhiều tâm tư nhất, nhiều tinh lực nhất. Trong đó chỉ riêng việc trao đổi với lãnh đạo và công ty hai tỉnh ký chung, Tề Lỗ đã có vài lần. Ý của đối phương là gì thì hắn cũng đã biết, nhất là Trung ương khi có suy nghĩ bỏ qua giới hạn khu vực hành chính, bên Tề Lỗ cũng đã ý thức được nếu không quyết định ở vấn đề này thì chẳng những rơi vào bị động, hơn nữa rất có thể ảnh hưởng đến ngành thép của tỉnh. Phối hợp mà cậu nói có nghĩa là gì? Phó Tuyền dần bình tĩnh lại, y đang cẩn thận nghiền ngẫm ý của Triệu Quốc Đống. Một là gánh vác trách nhiệm hành chính kiên quyết đóng cửa các xưởng lạc hậu, trách nhiệm rõ ràng. Tôi tin rằng khi ý thức được thái độ kiên quyết của Trung ương, chính quyền địa phương cũng phải có quyết định. Triệu Quốc Đống nói đầy tự tin và kiên quyết. Hai là phối hợp các cơ cấu tài chính trong khu vực hành chính của mình để ủng hộ tài chính cho công ty sát nhập. Dù là ai mua lại ai thì đối với chính quyền mà nói đều là giống nhau, không nên câu nệ vấn đề quyền sở hữu, phải tích cực giải quyết những vấn đề tồn động sau khi chỉnh hợp, sát nhập. Vậy ủy ban sẽ có trách nhiệm gì? Phó Tuyền trầm giọng nói. Chỉ đạo về chính sách, cũng phối hợp với ngành tài chính ủng hộ, đưa ra chính sách dẫn hướng cho các công ty sau chỉnh hợp, giúp chính quyền địa phương giải quyết tốt vấn đề gặp phải sau khi chỉnh hợp, kể cả kỹ thuật, tài chính, chính sách và nhân viên. Triệu Quốc Đống đáp trả rất nhanh. Quốc Đống, xem ra cậu tốn không ít tâm tư nghiên cứu vấn đề này. Cậu chắc đã xác định thí điểm ở hai tỉnh ký lỗ, chỉ chờ Trung ương hạ quyết tâm thôi hả? Phó Tuyền gật đầu. Không giấu gì ngài, từ sau khi tôi tới ủy ban thì đây là công việc chủ yếu của tôi. Ngoài công việc hàng ngày ra thì tôi tập trung chính vào công việc này. Lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo các công ty tư nhân, công ty nhà nước, chuyên gia kinh tế, kể cả các đồng chí bên Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Viện Nghiên cứu của ủy ban thì tôi cũng mời bọn họ tới trao đổi. Số hội nghị chắc cũng đến 30, các hội nghị này chủ yếu là cẩn thận tìm hiểu ảnh hưởng đối với sản nghiệp sau khi chỉnh hợp, cố gắng giảm thiểu chấn động xuống mức nhỏ nhất. Triệu Quốc Đống nói làm Phó Tuyền khá hài lòng. Ít nhất ở vấn đề này Triệu Quốc Đống không hề có tâm lý vội vàng, nhiều lần ngồi trao đổi, phối hợp chính là muốn tiến hành chỉnh hợp được chót lọt. CCTV và Nhật báo Nhân dân hai ngày qua đều đăng tin việc Trung ương thúc đẩy việc chỉnh hợp ngành thép trong cả nước. CCTV tập trung đưa tin về tình hình chỉnh hợp ngành thép trong cả nước và phương hướng mà Trung ương đưa ra. Nhật báo Nhân dân lại trọng điểm phân tích khó khăn mà ngành thép trong nước và quốc tế gặp phải, nhất là ở tình huống giá quặng sắt liên tục tăng cao đã tạo ra nhân tố bất lợi cho ngành thép Trung Quốc. Hồng Hoán Quý vỗ vỗ tờ báo trong tay cười khổ nói với Nhâm Vi Phong. Bí thư Nhâm, xem ra lần này Trung ương hạ quyết tâm rồi. Truyền thông không ngừng đưa tin, tỉnh ta nếu không có động tác gì thì chỉ sợ không thể qua cửa. Lão Hồng, không phải nói chính quyền địa phương chỉ phụ trách phối hợp thôi sao? Công ty có thể tự chủ đàm phán thủ tục sát nhập mà. Nhâm Vi Phong một bên đọc văn bản, một bên thuận miệng nói. Nền kinh tế thị trường thì do chính quy tắc thị trường quyết định. Tôi thấy đây là chuyện tốt, tỉnh ta chỉ phụ trách phối hợp và đóng cửa các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, như vậy cũng đỡ mệt. Anh nói có đúng không? Hắc hắc, bí thư Nhâm, anh nói thì nhẹ nhàng nhưng chúng ta không thể so sánh với ký chung, tình hình của bọn họ sớm sáng tỏ. Kinh Cương và Đường Cương sớm đi lại, Bảo Cương và Hàm Cương sớm làm thông ra. Tôi đoán Kinh Cương và Đường Cương, Bảo Cương và Hàm Cương sẽ nhanh chóng sát nhập. Ủy ban tỉnh ký chung muốn để công ty trong tỉnh hợp lại với nhau là không dễ. Kinh Cương và Bảo Cương sẽ kiện cáo nói là anh có chủ nghĩa địa phương, dùng thủ đoạn hành chính can thiệp quyết định của công ty. Càng không cần phải nói bây giờ Trung ương càng rõ ràng không cho phép chính quyền địa phương tham gia sát nhập của các công ty, Triệu Quốc Đống cũng đang nhìn chằm chằm. Theo tôi biết hai vị lãnh đạo ký chung ở vấn đề chỉnh hợp này đều đập bàn kêu tức.
Hắc hắc, ghé non không sợ hổ, Bí thư Nhâm, nhân viên cũ của anh không đơn giản. Hồng Hoán Quý thở dài một tiếng. Nếu như Kinh Cương và Bảo Cương có tập đoàn nào thò tay vào mấy công ty thép tỉnh ta, chúng ta nên làm gì? Không cho phép can thiệp vậy không phải thành giống như ký chung sao? Vậy Bí thư Đạo Thành và Chủ tịch Nhiễm Lan còn không lột ra tôi sao? Nhâm Vi Phong bỏ văn bản xuống ngồi suy nghĩ. Vấn đề này tình vẫn tranh luận khá kịch liệt. Hồng Hoán Quý cùng Lý Bác Minh vốn kiên định ủng hộ tập đoàn thép Tề Lỗ sát nhập các công ty khác trong tỉnh để tạo thành tập đoàn duy nhất, lớn nhất tỉnh. Nhưng tập đoàn thép Bồ Châu kiên quyết phản đối, thậm chí còn phản ánh tình hình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Bọn họ cho rằng Bồ Châu dù từ hiệu quả kinh doanh, vận chuyển đến nguồn nguyên liệu và kết cấu sản phẩm đều trội hơn thép Tề Lỗ, cho rằng Bồ Châu sát nhập tập đoàn thép Tề Lỗ mới phù hợp quy tắc thị trường. Hơn nữa Trung ương cũng nói rõ không hạn chế quyền sở hữu càng làm bọn họ phấn chấn, cũng làm tỉnh rất xấu hổ. Triệu Quốc Đống lúc trao đổi với Hồng Hoán Quý cũng nói rõ mục đích chỉnh hợp ngành thép của Trung ương là muốn tạo ra ưu thế ngành nghề, không đơn thuần là biến thuyền nhỏ thành thuyền to, chỉnh là không hợp, hợp mà không mạnh thì không bằng không chỉnh hợp. Điều kiện chỉnh hợp chính là tốt hợp xấu, phải để công ty sau khi chỉnh hợp phát triển tốt, hình thành ưu thế hoàn thiện cả về cơ chế quản lý, quy mô sản xuất, con đường tiêu thụ, kết cấu sản phẩm và nguồn nguyên liệu. Đây là mục đích căn bản của việc chỉnh hợp. Hồng Hoán Quý đương nhiên nắm rõ chính sách tinh thần của Trung ương, nhưng để Bồ Châu sát nhập thép Tề Lỗ thì y lại không muốn. Hơn nữa thép Tề Lỗ đã sơ bộ liên hợp với tập đoàn thép Tề Dương, thép Lai Sơn, về quy mô đã vượt qua Bồ Châu. Chỉ là Triệu Quốc Đống lúc trao đổi đã rất khắt khe nói tập đoàn thép Tề Lỗ chẳng qua chỉ trên danh nghĩa liên hợp, hơn nữa không đạt được mục đích liên hợp. Hồng Hoán Quý cũng thừa nhận lời Triệu Quốc Đống nói là thật. Nhưng Bồ Châu sát nhập thép Tề Lỗ lại như rắn nuốt voi. Chính sách của Trung ương nếu rõ ràng đưa ra không cần chú ý đến quyền sở hữu, nhưng Bồ Châu có ăn được thép Tề Lỗ không? Làm như thế nào giải quyết được vấn đề thân phận của nhân viên tập đoàn thép Tề Lỗ? Đây mới là vấn đề khó khăn. Chỉ là bây giờ bước tiến của Tề Lỗ hơi chậm khiến cho không ít tập đoàn thép lớn trong nước phản ánh. Hơn nữa chính sách của Trung ương đã rất rõ ràng, nó cũng làm Ủy ban tỉnh Tề Lỗ cảm thấy áp lực. Hồng Hoán Quý cũng ý thức được lần này phải hạ quyết tâm nếu không mình sẽ có chuyện. Hồng Hoán Quý nhìn Nhâm Vi Phong đang cầm bút trầm tư. Y muốn xem suy nghĩ thật của đối phương là gì. Theo lý thuyết vấn đề này y không cần trao đổi với Nhâm Vi Phong. Nhưng Bí thư Đạo Thành lại muốn y trao đổi ý kiến nhiều hơn với Nhâm Vi Phong. Ý của Bí thư Đạo Thành là rất rõ, sang năm Bí thư Đạo Thành đã tới tuổi, Trương Nghiễm Lan lên làm Bí thư tỉnh ủy, Nhâm Vi Phong sẽ làm chủ tịch tỉnh. Vì thế nhanh chóng tạo được sự ăn ý trong công việc với Nhâm Vi Phong là rất cần thiết. Quyển 19, chương 9. Nhâm Vi Phong không chú ý đến ánh mắt dò hỏi của Hồng Hoán Quý. Y đang suy nghĩ đến vấn đề mà Hồng Hoán Quý đưa ra. Chính quyền địa phương đương nhiên là hy vọng chỉnh hợp trong tỉnh hình thành một tập đoàn nhà nước. Nhưng bây giờ tập đoàn Tề Lỗ sơ bộ liên hợp vài công ty khác cũng không có bao điểm sáng, sản xuất, kinh doanh chưa khởi sắc. Quy mô Bồ Châu nhỏ hơn một chút nhưng lại cùng Viện Nghiên cứu Thép Bắc Kinh cùng nghiên cứu kỹ thuật mới. Còn hợp tác đưa vào dây chuyền sản xuất tiên tiến của Đức, khí thế rất rõ ràng. Việc này thực ra khá tương tự như tập đoàn Tề Lỗ có ý muốn mua dây chuyền sản xuất mới của Ý. Nếu hai tập đoàn Bồ Châu, Tề Lỗ có thể hợp nhất thì là quá thích hợp. Chủ yếu là ai sát nhập ai, ai làm chủ thể. Mấy người Hồng Hoán Quý nhìn vấn đề này quá nặng nề, nhưng theo Nhâm Vi Phong thấy thì y không để ý nhà nước có chiếm ưu thế chủ đoạn trong tập đoàn mới hay không, chủ yếu là có thể dung hợp lại với nhau. Bổ sung cho nhau, hình thành tập đoàn thép hiện đại hóa hay không? Ngoài ra cũng chính là vấn đề thân phận của nhân viên tập đoàn Tề Lỗ. Đây là vấn đề không thể bỏ qua. Lão Hồng, tôi cũng thấy chúng ta nên hạ quyết tâm. Tôi đề nghị anh nên báo cáo với Bí thư Đạo Thành và Chủ tịch Nhiễm Lan, nhanh chóng xúc tiến sát nhập giữa Bồ Châu và tập đoàn Tề Lỗ. Chúng ta không chờ nổi, các công ty không chờ nổi, cũng không lợi cho sự phát triển của Tề Lỗ chúng ta. Hồng Hoán Quý chú ý đến cách dùng từ của Nhâm Vi Phong, Bồ Châu trước, hơn nữa còn dùng từ sát nhập. Được, vậy chúng ta cùng đi. Hồng Hoán Quý gật đầu. Được, Nhâm Vi Phong nhận lời ngay. Sau khi có quyết định thì nhanh chóng liên lạc với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Tôi đoán công việc sau đó còn rất nhiều. Bồ Châu nếu thật sự sát nhập với tập đoàn Tề Lỗ thì chúng ta cũng cần Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ủng hộ về chính sách. Tề Lỗ chúng ta nếu hạ quyết tâm thì phải làm thật tốt. Triệu Quốc Đống thật không ngờ Tề Lỗ lại phản ứng nhanh như vậy.
hắn còn nghĩ mình còn phải tới tề lỗ 2-3 lần, còn phải dùng miệng lưỡi vài lần thì mới xong việc. Không ngờ nhanh như vậy tề lỗ đã có ý kiến. Bí thư Vi Phong, cảm ơn tề lỗ đã ủng hộ công việc của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Triệu Quốc Đống gọi điện cho Nhâm Vi Phong. Quốc Đống, cậu nói gì vậy hả, thịt đều ở trong nồi. Lúc trước tỉnh cũng có vài suy nghĩ khác nhưng nếu chính sách tinh thần của Trung ương đã rõ ràng, tỉnh đương nhiên phải phục tùng. Ngoài ra tôi và cậu cũng hiểu thực hiện sát nhập ai chiếm thế chủ đạo không quan trọng, chủ yếu là làm tập đoàn mới mạnh lên, muốn cho tập đoàn thép tề lỗ chính thức trở thành tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, mà không phải là chiếc thuyền gõ to, vừa ra biển đã vỡ tan. Nhâm Vi Phong cười ha hả nói. Ha ha, dù nói như thế nào thì tề lỗ đã đạt được sự nhất trí cũng là đáng mừng. Tôi đồng ý quan điểm của ngài, chủ yếu là làm công ty đó mạnh lên, thu nhập của công nhân tăng lên, hiệu quả kinh doanh tốt hơn, sức cạnh tranh cao hơn. Đó mới là quan trọng nhất, tôi tin dù là ai cũng không cho rằng một công ty nhà nước kinh doanh thua lỗ mấy năm liên tiếp mà lại tốt hơn một công ty tư nhân kinh doanh có lãi. Vậy sẽ là giống như chủ nghĩa tư bản chứ không phải là xã hội chủ nghĩa. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, tôi nói trước đó, tề lỗ muốn sát nhập thì phải làm thành công. Không làm cái gì chỉnh mà không hợp, càng muốn cho công ty đạt được đủ điều kiện để phát triển. Trong này Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cần phải ủng hộ nhiều mới được. Tôi và Lão Hồng chờ cậu tới tề lỗ, đến lúc ấy chúng ta đi đến xem tình hình các công ty thuộc tập đoàn thép tề lỗ mới, giải quyết vấn đề ngay tại hiện trường. Được không? Nhâm Vi Phong không hề khách khí ép tới. Ồ, Bí thư Vi Phong, anh đúng là rất thực tế. Bên này vừa có ý mà đã đưa ra điều kiện sao? Triệu Quốc Đống cũng biết Nhâm Vi Phong có thể phát huy không ít tác dụng ở vấn đề này, cũng sẽ gặp áp lực khá lớn. Hắn có thể hiểu. Được, trong phạm vi có thể tôi đương nhiên sẽ hết sức. Ừ, tôi thật ra dự định sớm tới tề lỗ để tìm hiểu tình hình và ý tưởng các công ty. Dù sao tề lỗ khác ký chung, công ty tư nhân sát nhập tập đoàn nhà nước khổng lồ là chưa từng xảy ra, phải chuẩn bị rất nhiều. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút nói tiếp. Vậy thì quá tốt. Nhâm Vi Phong vui vẻ nói. Được, tôi xác định thời gian sẽ liên lạc với anh. Đến lúc ấy tôi cũng sẽ mời lãnh đạo các ngành liên quan đi cùng, tốt nhất là đến hiện trường tìm hiểu và giải quyết vấn đề thực tế. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Quốc Đống ngồi suy nghĩ ý đồ của bên tề lỗ. Không thể nghi ngờ Nhâm Vi Phong đóng vai trò khá lớn, Quách Đạo Thành là người tuyệt đối không là người tỏ thái độ ở công việc cụ thể. Mà Trương Nghiễm Lan thì hắn không xác định. Triệu Quốc Đống cũng đã gặp qua vị lão lãnh đạo tỉnh An Nguyên ngày xưa 2 lần. Người này không đến lúc cuối cùng sẽ không tỏ thái độ thật. Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương cũng không tuyệt đối bài trừ việc Bồ Châu làm chủ đạo sát nhập nhưng còn đợi chính sách của Trung ương. Lần này thông qua Nhâm Vi Phong để biểu lộ vài quan điểm, tề lỗ có thể nhường một chút nhưng hy vọng Trung ương cũng muốn ủng hộ sự phát triển của ngành thép tề lỗ, ủng hộ tập đoàn thép tề lỗ mới đi tới. Triệu Quốc Đống đoán lần này có lẽ tề lỗ sẽ muốn giao dịch gì đó. Nhưng đây là việc tốt, ít nhất cũng xua tan đám sương mù, nghênh đón ánh mặt trời. Xác định được phương hướng, sau đây chỉ là tiến vào giai đoạn thực hiện đó chính là chuyện của nhân viên chuyên môn và của các công ty đi làm. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng tốt, Ủy ban tỉnh cũng tốt, chủ yếu là muốn khiến các nơi nhanh chóng đạt thành nhất trí, tiến vào giai đoạn sát nhập thực tế, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để bước qua thời kỳ quá độ. Chủ nhiệm Triệu, chủ nhiệm Tăng mời ngài tới văn phòng. Âu Dương Cẩm Hoa gõ cửa đi vào nhỏ giọng nói. Tôi biết rồi, cậu sửa lại bài này hộ tôi. Tôi đã thêm vào điểm, ngoài ra điểm thứ 3 tôi thấy còn thiếu dẫn chứng. Cậu suy nghĩ giúp tôi một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu đứng lên. Âu Dương Cẩm Hoa trong thời gian này đúng là rất bận. Y cảm thấy sếp mình như người điên cuồng vì công việc, chỉ trong 2 tháng mà thường xuyên ra ngoài đến mấy tỉnh như Ký Trung, Liêu Đông, Tề Lỗ, Tam Tấn và Nội Mông. 2 công việc chỉnh hợp ngành thép và chỉnh đốn ngành than trở thành công việc chủ yếu trong giai đoạn này của sếp. Hơn nữa sếp cũng yêu cầu rất cao, tài liệu và báo cáo điều tra cần đều yêu cầu hoàn thành đúng thời gian. Làm cho Âu Dương Cẩm Hoa lúc nào cũng trong trạng thái chờ lệnh. Nhưng bây giờ cuối cùng đã thấy ánh rạng động, bên tề lỗ đã có phương án cuối cùng, nhất trí ý kiến của Trung ương, chỉ là trong chi tiết còn có vài tì vết gì đó. Nhưng điểm này khi tiến hành chứng thực cũng có thể tiêu trừ. Càng quan trọng hơn chính là tề lỗ đã chấp nhận để tập đoàn Bồ Châu sát nhập tập đoàn tề lỗ. Âu Dương Cẩm Hoa không khỏi bội phục nghị lực của sếp. Công việc này rất khó khăn vượt quá tưởng tượng của người bình thường.
chỉ riêng chỉnh hợp ngành thép ở Ký Trung mà sếp đã ngồi tọa đàm với Ký Trung không dưới 10 lần. Trải qua nhiều cuộc tọa đàm, lãnh đạo mấy tập đoàn thép lớn ở Ký Trung và tập đoàn Bảo Cương, Kinh Cương đều rất quen mặt với Âu Dương Cẩm Hoa, thậm chí đám tổng giám đốc kia thích rượu, thích thuốc loại nào thì hắn cũng biết. Mà sau nhiều cuộc trao đổi như vậy Âu Dương Cẩm Hoa cũng được lợi không ít, ít nhất có quan hệ với tổng giám đốc các tập đoàn kia, quan hệ này không chừng công việc sau này thì hắn sẽ có thể tận dụng. Âu Dương Cẩm Hoa cũng cảm thấy có vài điểm không đúng. Hình như sếp Triệu Quốc Đống đang cố ý thử thách mình, rất nhiều công việc đáng lẽ do các cục bên dưới làm nhưng đều giao cho mình, làm mình chủ động đi giao tiếp với các cục. Tần suất sử dụng thư ký của Triệu Quốc Đống nhiều hơn rất nhiều so với các lãnh đạo khác. Nhất là một ít văn bản quan trọng và phương án cải cách thì Triệu Quốc Đống đều chỉ đưa ra ý kiến sơ bộ, còn đâu để mặc Âu Dương Cẩm Hoa phát huy, cuối cùng giao cho trưởng ban thư ký viên chỉnh sửa rồi trình cho sếp xem. Việc này làm áp lực công việc của Âu Dương Cẩm Hoa tăng lên không ít, nhưng Triệu Quốc Đống mỗi một lần thẩm định văn bản đều sửa vài điểm và giao cho Âu Dương Cẩm Hoa sửa lại, cũng nhắc Âu Dương Cẩm Hoa cần phải chú ý nên cân nhắc ở góc độ nào. Đây là các kinh nghiệm rất quý đối với Âu Dương Cẩm Hoa. Quyển 19, chương 10. Năm 2006 chính là năm rất quan trọng đối với ngành thép Trung Quốc. Tập đoàn thép Bắc Kinh Trung Hoa Kinh Cương, sát nhập tập đoàn Đường Cương, chính thức mở ra cơn lốc trong ngành thép. Một loạt tin tức bên Ký Trung không khiến dư luận chấn động bằng việc tân tập đoàn thép Tề Lỗ thành lập. Trong đó tập đoàn thép Bồ Châu vốn là công ty tư nhân trước đây lại nắm cổ phần khống chế ở tập đoàn Tề Lỗ mới này. Đây là lần đầu tiên công ty tư nhân ngành thép sát nhập tập đoàn nhà nước khổng lồ, nó tạo ra chấn động rất lớn trong và ngoài nước. Cổ phiếu của hai công ty thép lớn trước đó đã liên hợp với tập đoàn thép Tề Lỗ là Tề Cương và Lai Sơn đều tăng giá mạnh sau khi có tin này. Chỉ trong vòng một tuần cổ phiếu đã tăng giá 33,8% và 34,6%. Trong lễ thành lập tập đoàn thép Tề Lỗ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, Tô Giác Hoa, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Tằng Quyền Quân, Bí thư tỉnh ủy Tề Lỗ Quách Đạo Thành, Chủ tịch tỉnh Trương Nghiễm Lan đều tham gia. Các tập đoàn thép lớn khác của Trung Quốc đều ý thức được tính khẩn trương của vấn đề. Trong mấy ngày Sa Cương, Võ Cương, Mã Cương đều phát hành kế hoạch của mình, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là Sa Cương và công ty Phục Hưng Kiếm Long, thuộc tập đoàn Phục Hưng tiến hành sát nhập. Hai công ty tư nhân thuộc khu vực Hoa Đông liên hợp khiến vô số người chú ý. Rồi đặt mục tiêu trở thành công ty thép lớn nhất khu vực vượt qua Nam Cương, Hàng Cương, Ninh Cương. Làm rất tốt. Liễu Đạo Nguyên vỗ mạnh lên vai Triệu Quốc Đống, y cười ha hả bưng chén lên nói. Quốc Đống, anh mời chú một chén. Công việc chỉnh hợp ngành thép anh nghe Phó Thủ tướng Tô nói chuyện mấy lần, nói rất khó giải quyết. Trung ương nghiên cứu, thảo luận mấy lần cũng khó có thể có kết luận. Trong này dính tới công ty nhà nước, công ty tư nhân, trung ương và địa phương. Không ngờ cuối cùng lại thành công trong tay cậu, đáng uống cạn chén. Triệu Quốc Đống vội vàng giơ chén lên cung kính nói. Liễu ca, anh đừng nói như vậy, em đâu thể nào khiến Trung ương hạ quyết tâm như vậy. Em cùng lắm chỉ là chân chạy mà thôi. Hơn nữa bây giờ cũng chưa nói hoàn toàn thành công, mới là mở đầu mà thôi. Quốc Đống, chú không cần quá khiêm tốn, chỉnh hợp ngành thép muốn khởi đầu là rất khó khăn. Chỉnh hợp ngành nghề vốn là cuộc mặc cả giữa nhiều lợi ích. Ví dụ như chỉnh hợp tài nguyên nguyên liệu phân bón ở Kiềm Nam vậy, làm anh nghĩ bạc cả tóc, đây còn là công việc do bên ủy ban tỉnh phụ trách, anh chẳng qua quan tâm chút mà thôi. Nước sâu hay nông thì anh hiểu rõ, chú đánh trận này là không dễ, anh biết. Liễu Đạo Nguyên lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống cũng thầm than, từ tháng 3 khi tới ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thì việc chỉnh hợp ngành thép này coi như rơi vào tay hắn, không chỉ có Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa thường hay quan tâm. Ngay cả Phó Thủ tướng Tiền Việt cũng rất quan tâm, thậm chí có hai lần đến trực tiếp báo cáo với Thủ tướng. Cái khác không nói nhưng trong thời gian này hắn cũng quen mặt với mấy vị lãnh đạo. Ai cũng biết việc này không dễ làm, chỉ là chọn hai tỉnh thí điểm đã rất đau đầu. Một phương án mà không ngừng được thảo luận nghiên cứu, khảo sát điều tra, nói chuyện trao đổi, tọa đàm trao đổi, thủ đoạn gì cũng đều xuất hiện. Có thể nói hắn tiêu hao tinh lực trong công việc này là nhiều hơn hẳn mọi việc hắn đã từng làm. Nhất là bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, 4 tháng này công việc khác chỉ có thể nói là làm qua loa, hắn một lòng một dạ làm công việc này. Đến bây giờ coi như miễn cưỡng xong việc, về phần công việc phía sau như thế nào thì không ai nói rõ được. Nếu nói chỉnh hợp ngành thép ở Ký Trung hắn chỉ có tác dụng phụ, kéo léo dùng lực lượng của tập đoàn nhà nước trực thuộc Trung ương để tiến hành chỉnh hợp ở Ký Trung.
như vậy chỉnh hợp ngành thép ở Tề Lỗ thì chính là khúc xương cứng. Chỉ riêng việc thúc đẩy cho tập đoàn Bồ Châu với tập đoàn Tề Lỗ gặp nhau, Triệu Quốc Đống đã bay tới Tề Lỗ không dưới 5 lần, đến Bồ Châu không dưới 3 lần, tiến hành hội đàm ở Tề Lỗ không dưới 8 lần, thậm chí còn ở Tề Lỗ 1 tuần, khiến cho mình thật sự có vẻ là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển Tề Lỗ. Trời không phụ lòng người, việc ở Tề Lỗ cuối cùng đã xong. Thép Bồ Châu và thép Tề Lỗ sát nhập thành tập đoàn thép Tề Lỗ mới. Chỉ riêng việc giải quyết giá cả của hai công ty lên thị trường chứng khoán của thép Tề Lỗ và cổ phần của thép Bồ Châu đã mất 1 tuần. Vì thuyết phục cổ đông của mấy công ty kia, Triệu Quốc Đống không tiếc ra mặt nói chuyện, đồng thời thuyết phục Bồ Châu phải có suy nghĩ lâu dài, lúc cần thiết phải nhường để tạo trụ cột tốt đẹp trong công việc sau này. Liễu ca, chỉnh hợp ngành thép liên quan tới chiến lược phát triển lâu dài của nước ta. Làm như thế nào vừa thực hiện ưu thế quy mô, đồng thời thành lập công ty hiện đại hóa, ngoài ra còn phải cân nhắc kết cấu sản phẩm, trong này có rất nhiều vấn đề. Em có thể nói mặc dù phương án chỉnh hợp hiện nay là tối ưu nhất nhưng trong đó vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Hơn nữa rất nhiều vấn đề còn có thể xuất hiện khi tiến hành chỉnh hợp, còn cần tiến hành giải quyết từng bước. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút nói. Em chỉ muốn lấy quy tắc kinh tế thị trường để giải quyết, coi như có khó khăn cũng là có thể giải quyết. Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống. Không ai có thể tưởng tượng nổi hơn chục năm trước Triệu Quốc Đống chỉ là một trưởng đồn công an nho nhỏ. Mà bây giờ chỉ còn kém mình một bước, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, mỗi chuyện qua tay hắn đều ảnh hưởng đến sự phát triển của một tỉnh. Ai có thể tưởng tượng được? Mặc dù là lúc trước mình đã cho rằng Triệu Quốc Đống không phải kẻ bình thường, nhưng không ngờ được Triệu Quốc Đống lại phát triển nhanh như vậy. Bảo sao Tiền Việt cùng Tô Giác Hoa đều coi trọng hắn như vậy? Có thể gánh trọng trách chỉnh hợp ngành thép và thúc đẩy được ngành này cũng đủ để tự hào. Uống vài chén vào bụng, Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi sau cơn hưng phấn. Công việc chỉnh hợp ngành thép coi như mở màn tốt, công việc phía sau còn rất nhiều. Nhưng chỉ cần khởi động được công việc này thì nó sẽ không bao giờ dừng lại, càng không thể quay đầu lại. Hai tỉnh ký chung, Tề Lỗ hiện nay về cơ bản bao gồm toàn bộ điển hình ngành thép cả nước. Như vậy các tỉnh khác tiến hành công việc này cũng có thể theo hướng này để tiến hành. Tên bắn ra không thể quay đầu lại, Triệu Quốc Đống có thể đoán được kết quả này. Quốc Đống, đúng như chú nói, chỉnh hợp ngành thép đã đi được bước thứ nhất, mặc dù không thể nói là hoàn toàn xong nhưng công việc của chú coi như đã kết thúc. Sau đây chủ yếu là chuyện của các công ty sát nhập. Chú sau đây định đẩy mạnh công việc nào? Liễu Đạo Nguyên nói với giọng trêu chọc. Anh có phải đang trêu em không? Công việc hàng ngày của ủy ban rất phức tạp, công việc trung tâm cũng phải xem an bài chung của ủy ban. Em có thể làm chủ sao? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút. Có một số việc em muốn làm nhưng điều kiện chưa cho phép, còn có việc thể chế hiện hành không thể giải quyết được, chỉ có thể làm vài việc chuẩn bị mà thôi. Ví dụ như điều tra, viết văn. Liễu Đạo Nguyên khẽ gật đầu, thu được, bỏ được mới là biểu hiện của sự trưởng thành. Nếu đánh giá quá cao năng lực của mình là điều rất đáng buồn. Đừng tưởng đẩy mạnh được một công việc thì công việc khác cũng sẽ làm được. Quyển 19, chương 11. Triệu Quốc Đống bỏ đũa xuống rất chân thành nói. Liễu ca, bây giờ em chưa có dự định gì khác. Em nghĩ Trung ương đưa em tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chắc cũng để em làm ở đây 2-3 năm chứ. Không thể bắn một phát súng rồi đổi lại một nơi chứ. Em dù có thích ứng nhanh đến đâu cũng không chịu nổi. Đúng thế, bất cứ công việc gì cũng cần một quá trình quen thuộc. Chẳng qua có những lúc chúng ta phải phục tùng chỉnh thể. Liễu Đạo Nguyên nói. Triệu Quốc Đống sau khi tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã bắn vài phát súng và tạo chấn động không hề nhỏ trong cả nước. Nhất là chỉnh hợp ngành thép từ năm 2004-2005 đã được Trung ương thúc đẩy nhưng không tạo được điển hình kinh nghiệm. Mãi tới khi Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì mới coi như chính thức nắm bắt công việc này. Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới quyết tâm của Trung ương. Tô Giác Hoa không ngừng khen biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Ý của Tô Giác Hoa rất rõ ràng Triệu Quốc Đống là người đáng bồi dưỡng. Sang năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 17, đây là hội nghị mang tính quyết định vận mệnh lịch sử của Trung Quốc. Các tinh anh chính trị sẽ tụ tập quyết định phương hướng phát triển mấy năm tới của Trung Quốc. Liễu Đạo Nguyên không xác định Tô Giác Hoa muốn thể hiện ý gì, nhưng có một điểm y chắc chắn biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã được Trung ương tán thành. Đây là điều không dễ với một cán bộ trẻ mới vào Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chưa lâu. Liễu Đạo Nguyên nói làm Triệu Quốc Đống giật mình. Hình như lời của anh có ý gì đó. Quốc Đống, sang năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng,
điều chỉnh năm trước chỉ là điều chỉnh nhỏ mà thôi. Chú đáng lẽ không xếp trong số người được điều chỉnh, nhưng sau đó lại điều chú tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì anh nghĩ Trung ương có ý đồ gì đó. Liễu Đạo Nguyên không vòng vo mà nói thẳng. Trung ương đây là hy vọng chú có thể rèn luyện ở nhiều cương vị khác nhau, tăng tính thích ứng toàn diện trong công việc của chú. Điểm này chẳng lẽ chú sẽ không cảm thấy sao? Triệu Quốc Đống im lặng không nói, hắn cũng có chút khó hiểu. Từ Ninh Lăng rời đi mặc dù hơi đột nhiên, sớm hơn hắn dự tính nửa năm tới một năm. Hắn vốn nghĩ mình sẽ ở Ninh Lăng đến đầu năm 2005, nhanh nhất cũng là nửa cuối năm 2004, không ngờ mới đến tháng 3 hắn đã đi. Nhưng đây cũng là bình thường, chỉ có đến Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì vị trí này làm hắn khá bất ngờ. Hắn vốn nghĩ mình sẽ đến một tỉnh có kinh tế tương đối phát triển nào đó làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh hoặc là bí thư tỉnh thành, hoặc làm phó chủ tịch thường trực tỉnh có kinh tế kém phát triển một chút. Dù sao hắn am hiểu công tác kinh tế. Nói thật hắn vốn nghĩ mình tới Côn Châu hoặc là Trường Sa đảm nhiệm bí thư thị ủy, không ngờ kết quả lại là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Một năm làm trưởng ban tổ chức cán bộ làm hắn được nhiều lợi ích, cũng làm hắn rất nhanh quên đi vài nghi hoặc của mình mà toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Nhưng đợt điều chỉnh nhân sự của Điền Nam vừa kết thúc thì hắn đã bị điều khỏi Điền Nam đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia làm phó chủ nhiệm. Điều này làm hắn vừa có chút hưng phấn vừa có chút buồn bực. Thích ứng một vị trí là không dễ dàng, nhất là ở Điền Nam vốn có tình hình khá đặc biệt. Triệu Quốc Đống tốn không ít tâm tư để mở cục diện nhưng Trung ương lại đột nhiên điều chỉnh hắn, không cho hắn cơ hội phản đối, suy nghĩ gì. Đương nhiên tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì Triệu Quốc Đống cũng vui mừng. Dù sao hai chức tuy đều là cấp phó bộ trưởng nhưng quyền lực lại khác nhau rõ rệt. Hắn tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tiếp xúc nhiều thứ hơn hẳn so với lãnh đạo địa phương. Có thể nói đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển một thời gian làm tầm nhìn của hắn khác trước. Trước đây chủ yếu là nhìn ở phạm vi trong tỉnh, cùng lắm là trong nước. Nhưng tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển thì hắn phải cân nhắc đến cả nhân tố quốc tế nữa. Hôm nay Liễu Đạo Nguyên đột nhiên đưa ra vấn đề này làm Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ việc Trung ương hai năm nay liên tục điều chỉnh vị trí của mình. Nếu như lời của Liễu Đạo Nguyên có ý gì đó, vậy ý nghĩa là không bình thường. Nghĩ vậy tim Triệu Quốc Đống không khỏi đập loạn lên. Sao, chẳng lẽ chú chưa từng nghĩ tới việc này? Liễu Đạo Nguyên cũng có chút kinh ngạc, theo lý thuyết Triệu Quốc Đống thông minh như vậy thì sao không nghĩ tới vấn đề này chứ? Nói thật em còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, em còn tưởng rằng Triệu Quốc Đống cũng hiểu được mình nói như vậy không hợp tình hợp lý, nhưng hắn đúng là chưa cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Lúc ấy chỉ có chút kinh ngạc sau đó bị công việc nuốt hết tâm trí nên không còn sức đâu nghĩ tới cái khác. Liễu Đạo Nguyên lắc đầu cười nói. Quốc Đống, chú bảo anh nói chú thế nào bây giờ? Bình thường chú rất thông minh, sao tới chuyện của mình lại thế? Chú cảm thấy có phải mình chú mới ngồi xuống được vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, hoặc là công việc chỉnh hợp ngành thép chỉ có chú mới thúc đẩy được? Trung ương không tìm được ai khác nữa sao? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ lắc đầu nói. Em không ngông cuồng tới mức như vậy, nhưng em đúng là không nghĩ quá sâu. Liễu Đạo Nguyên suy nghĩ một chút mới nói tiếp. Theo anh biết thực tế lúc chú làm ở Bộ Năng lượng đã làm một ít lãnh đạo Trung ương chú ý, cho rằng chú có suy nghĩ nhạy cảm, tầm nhìn rộng rãi, có cái nhìn đại cuộc chỉ là thiếu rèn luyện. Nhưng 3 năm chú ở Ninh Lăng đã trưởng thành rất nhanh. Trung ương cũng tán thành chú. Triệu Quốc Đống không nói, hắn biết Liễu Đạo Nguyên còn nói tiếp. Đến Điền Nam là một cách rèn luyện và thử thách chú. Biểu hiện của chú mặc dù không thể nói là hoàn hảo nhưng chú vừa nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ đã biểu hiện rõ về trí tuệ chính trị và năng lực của mình. Cục diện phát triển tốt đẹp của Điền Nam năm nay không phải không có quan hệ đến biểu hiện năm trước của chú. Chánh Dương đã cao độ khen thành tích của chú trước mặt một ít lãnh đạo. Liễu Đạo Nguyên mặc dù không nói rõ là vị lãnh đạo nào nhưng Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được một ít. Chẳng qua anh rất tò mò là chú muốn tiếp tục ở trên bộ hay muốn về địa phương. Liễu Đạo Nguyên từ tốn nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh. Hắn đang tự hỏi hàm ý của Liễu Đạo Nguyên. Chẳng lẽ Liễu Đạo Nguyên thay mặt ai đó tới tìm hiểu suy nghĩ của mình? Hay là còn có ý gì khác? Tháng 10 hắn cùng Phó Thủ tướng Tô đến năm nước Nam Á. Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống cùng lãnh đạo Trung ương đi ra nước ngoài sau khi tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Trên đường đi Phó Thủ tướng Tô ất quan tâm công việc của hắn, hỏi qua về tình hình công việc. Triệu Quốc Đống cũng chi tiết báo cáo suy nghĩ và quan điểm của mình, cũng thảo luận về vấn đề kinh tế của Trung Quốc.
Triệu Quốc Đống và Phó Thủ tướng Tô trò chuyện khá thoải mái. Phó Thủ tướng Tô cũng hỏi hắn có suy nghĩ gì trong công việc sau đây không? Lời nói lúc ấy khá hàm hồ, Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn hiểu ra. Hắn chỉ có thể tỏ vẻ hy vọng làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển vài năm để rèn luyện đề cao mình. Phó Thủ tướng Tô không nói gì thêm, chỉ nói cần nắm chắc thời gian chứng thực công việc. Không biết câu hỏi lúc ấy của Phó Thủ tướng Tô có ý gì không? Mặc dù là Liễu Đạo Nguyên hỏi thì Triệu Quốc Đống cũng không xác định. Liễu ca, đây hình như không phải điều em có thể cân nhắc mà. Triệu Quốc Đống cẩn thận nói. Em vừa mới quen thuộc một chút với công việc của ủy ban. Bây giờ công việc chỉnh hợp ngành thép coi như đi vào quỹ đạo, em có thể buông tay làm công việc khác. Em khá hài lòng với công việc hiện nay. Quốc Đống, vừa phải vùi đầu làm việc nhưng cũng cần ngẩng đầu nhìn đường. Sang năm diễn ra đại hội đảng, Trung ương sẽ có một loạt thay đổi từ chính sách đến nhân sự. Anh nghĩ chú cần cân nhắc một chút. Hiện nay Trung ương đang đẩy mạnh trẻ hóa cán bộ, cũng muốn lấy vài điển hình chứng minh việc này. Vì thế chú không nên băn khoăn, phải nắm bắt cơ hội thuộc về mình. Quyển 19, chương 12. Liễu Đạo Nguyên và Triệu Quốc Đống ăn xong vừa đi ra hành lang thì phía đối diện cũng có mấy người đi ra. Một thanh niên đi trên cùng rất nhanh chóng và tự nhiên đi tới tách hai người Liễu Đạo Nguyên sang hai bên. Ba người từ phía đối diện vừa nói chuyện vừa đi tới. Ngoài ra còn có hai người đàn ông theo sau xem ra giống như thư ký. Triệu Quốc Đống không ngờ ở đây lại gặp việc này, còn có người tách hắn và Liễu Đạo Nguyên sang bên để nhường đường cho ba người đang đi tới kia, để bọn họ có thể nhanh chóng vào thang máy. Liễu Đạo Nguyên thật ra rất bình tĩnh, bị người ngăn liền dừng lại. Triệu Quốc Đống vốn định đẩy đối phương nhưng thấy Liễu Đạo Nguyên lắc đầu nên cũng dừng lại. Ba người đối diện có lẽ do nguyên nhân ánh sáng hơn nữa đang nói chuyện vui vẻ nên không chú ý tới hai người, trực tiếp đi ngang qua. Tên thanh niên chắn trước người Triệu Quốc Đống và Liễu Đạo Nguyên đều khá chuyên nghiệp, thấy ba người kia đi liền đi tới, y đưa tay ra ra hiệu có thể vào thang máy. Nhưng y lại chặn Liễu Đạo Nguyên và Triệu Quốc Đống ở bên có lẽ không định làm hai người vào cùng. Triệu Quốc Đống có chút tức giận, thằng này thật quá đáng. Hai người mình đi trước nhưng lại bị đẩy sang bên. Tuy nói có thể tới đây dùng cơm không phú là quý nhưng làm cho mình và Liễu Đạo Nguyên đứng đây nhìn người khác đi thang máy, mình phải đợi thì đúng là quá khinh người. Triệu Quốc Đống không để ý tới ánh mắt ra hiệu của Liễu Đạo Nguyên, Triệu Quốc Đống kiên định đẩy thằng chắn trước mình ra. Anh làm như vậy có phải không quá thích hợp không? Có biết ai tới trước tới sau không? Tên bị đẩy không nhịn được dừng lại xoay người nhìn đầy tức giận. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống nhưng hai tay vẫn duy trì trạng thái ngăn cách. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn đối phương, không thèm để ý tới ánh mắt u ám của hắn. Ô, Tiểu Trần, không được vô lễ. Mấy người tiến vào thang máy liếc cái là nhận ra Liễu Đạo Nguyên đứng sau Triệu Quốc Đống. Một người vội vàng chạy ra ngăn đối phương lại. Bí thư Liễu. Ô, Bộ trưởng Thiết. Liễu Đạo Nguyên gật đầu bắt tay đối phương, hai người phía sau cũng đi theo ra. Bộ trưởng Thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mà người còn lại là Đào Hòa Khiêm cùng với một người Triệu Quốc Đống càng quen hơn. Thiết Như Sơn cùng Đào Hòa Khiêm nhìn Triệu Quốc Đống. Mặc dù Thiết Như Sơn không quá quen Triệu Quốc Đống nhưng tốt xấu công việc hay có qua lại nên gặp mấy lần. Y cười cười bắt tay xin lỗi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống tỏ vẻ không sao cả. Người còn lại Liễu Đạo Nguyên không quen nên Triệu Quốc Đống giới thiệu thay, Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Tương, Bí thư Thị ủy Tỉnh Thành Bạch Nhất Minh. Hai bên đều gật đầu chào nhau. Thiết Như Sơn mời hai người vào thang máy, Liễu Đạo Nguyên lắc đầu tỏ vẻ chiếc khác đã tới nên không cần. Đợi thang máy đóng lại, một thang máy khác cũng tới, hai người Liễu Đạo Nguyên tiến vào. Hai người đều im lặng không nói vì cảnh vừa rồi làm người ta phải suy nghĩ miên man. Về tới nhà Triệu Quốc Đống nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Câu nói của Liễu Đạo Nguyên làm Triệu Quốc Đống rất giật mình. Ý đồ của Trung ương, câu nói này làm hắn phải suy nghĩ. Liễu Đạo Nguyên nói làm hắn thoáng cái từ mớ hỗn đốn lao ra thấy trời đất rộng lớn hơn. Sao vậy anh? Lưu Nhược Đồng cảm thấy tâm trạng của Triệu Quốc Đống hơi khác. Trong thời gian trước Triệu Quốc Đống rất bận, về là lăn ra ngủ ngay. Bây giờ khó khăn lắm mới được nhàn vài hôm vậy mà sao Triệu Quốc Đống lại thành ra thế này? Không có gì. Triệu Quốc Đống thay đồ ngủ rồi ngồi xuống giường. Lưu Nhược Đồng có chút giật mình. Triệu Quốc Đống có trạng thái này thì nhất định có chuyện gì đó làm hắn không hiểu. Chẳng lẽ còn có việc không thể nói với em sao? Giọng Lưu Nhược Đồng rất bình thường nhưng cũng rất tự nhiên. Triệu Quốc Đống nhìn cô, quan hệ hai người trở lại trạng thái nhạt như nước ngày xưa.
Thời gian này công việc của Lưu Nhược Đồng cũng ít hơn, hai người tuy đỡ hơn trước đôi chút nhưng luôn thiếu cảm giác hoa lửa vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy loại quan hệ này mới là bình thường nhất, mà vấn đề giấu trong lòng hắn có lẽ chỉ có thể trao đổi với Lưu Nhược Đồng. Hắn nói qua những lời của Liễu Đạo Nguyên ra với cô. Anh cảm thấy Liễu ca giấu gì đó. Lưu Nhược Đồng nghi hoặc không rõ, hoặc là Liễu ca cảm thấy anh công tác ở địa phương sẽ phát huy được lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống miễn cưỡng nói. Đơn giản như vậy. Lưu Nhược Đồng một bên suy nghĩ một bên nói. Quốc Đống, có lẽ anh Bi mới coi như chính thức tới gần vòng tròn chính trị trung tâm. Trung tâm. Triệu Quốc Đống giật mình, từ này nghe rất xa lạ, chưa ai đề cập tới từ này. Kể cả Thái Chánh Dương cùng Liễu Đạo Nguyên, thậm chí Qua Tính cũng chưa nhắc tới, nhưng từ này lại đại biểu quyền lực lớn. Đại hội đảng sắp diễn ra, bộ máy trung ương mới sắp hình thành. Một nhóm lão đồng chí sẽ lui, một nhóm cán bộ trẻ sẽ lên. Chúc mừng cậu Quốc Đống, biểu hiện và thành tích của cậu được Trung ương tán thành, cũng có nghĩa là. Lưu Nhược Đồng lẩm bẩm câu nói của Liễu Đạo Nguyên. Trong câu này nhất định giấu ý gì đó nhưng chỉ có thể do Triệu Quốc Đống tự cảm nhận. Lưu Nhược Đồng mặc dù không rõ tình hình cụ thể nhưng cũng mơ hồ biết một chút. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết hàm nghĩa sau lưng đó. Mặc dù là lúc ăn cơm hắn vẫn còn mơ hồ nhưng khi ra tới hành lang thấy Thiết Như Sơn, Đào Hòa Khiêm cùng với Bạch Nhất Minh nói cười vui vẻ, hắn đã rõ. Mặc dù mục tiêu chính của Trung ương, chính phủ là dân giàu nước mạnh, nhưng khi chấp hành phương hướng này vẫn có khác biệt. Mập như vậy sẽ hình thành nhiều vòng tròn nhỏ muôn hình muôn vẻ. Tất cả đều muốn thông qua phương thức tập trung dân chủ của đảng để thực hiện quan điểm ý kiến của mình, làm quan điểm của mình thành chủ lưu. Như vậy mình sắp muốn tiến vào quần thể tinh anh của 1,3 tỷ cán bộ nhà nước thì không tránh khỏi bị người trong quần thể này chú ý. Vậy mình nên đối mặt như thế nào? Chú sao có thể tin rằng anh và lão Liễu không cùng đường? Hoặc là anh và hắn cũng có cùng suy nghĩ? Trên gương mặt béo của Hùng Chính Lâm hiện nụ cười như có như không. Hùng ca! Triệu Quốc Đống chấn động, mắt cũng sáng lên. Quốc Đống, rất nhiều chuyện chú sẽ từ từ hiểu. Vì thế thời gian làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển là rất quan trọng đối với chú. Nếu chú làm theo suy nghĩ trong lòng mình để làm được tất cả thì sao phải băn khoăn nhiều. Lão Liễu đây là trao đổi bình thường với chú và hắn coi như là đồng liêu đi. Hùng Chính Lâm lắc đầu cười nói. Chú đó, thật sự là cảm thấy chú lên quá nhanh cũng chưa chắc là việc tốt. Triệu Quốc Đống gật đầu. Lão Liễu nói không phải là chuyện xấu, giống như anh nói với chú vậy. Anh tin chú có sức phán đoán của mình, có những lúc cần nói ít làm nhiều hoặc ngược lại. Vẫn là câu kia, chỉ cần chú làm việc theo quan điểm của mình là đủ, không cần suy nghĩ nhiều. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia là nơi đưa ra quy hoạch, chính sách và phổ biến. Trước khi chính sách được đưa ra thì sẽ bị nhiều nhân tố ảnh hưởng. Hùng Chính Lâm không tin Triệu Quốc Đống hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ là do hắn không ý thức được mình nhanh như vậy đã đi tới cấp độ đó nên vô thức thấy có chút khẩn trương và sợ hãi. Hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị tư tưởng ở phương diện này. Nhưng với năng lực thích ứng của hắn thì Hùng Chính Lâm tin chỉ trong thời gian ngắn là hắn sẽ điều chỉnh được tâm trạng của mình, thản nhiên đối mặt tất cả. Tuổi trẻ đúng là tốt, nhìn tóc vẫn còn đen nhánh của Triệu Quốc Đống, lại nhìn mình đã có sợi bạc, trong lòng Hùng Chính Lâm dâng lên một cảm giác không nói thành lời. Có người trưởng thành sẽ có người già đi, Giang Sơn luôn xuất anh tài. Quyển 19, chương 13. Liễu Đạo Nguyên mang đến phiền não cũng chỉ làm Triệu Quốc Đống suy nghĩ trong thời gian ngắn. Hắn cảm thấy được công việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển mang tới cơ hội lớn cho mình. Mỗi ngày tiếp xúc được những thứ mà địa phương không thể tưởng tượng nổi. Kinh nghiệm này có thể nói là tài sản quý giá nhất trong đời hắn. Âu Dương, sau 10 giờ có lịch gì không? Triệu Quốc Đống bỏ bút xuống lớn tiếng nói. Âu Dương cầm hoa đi nhanh vào trong. 15 phút nữa chủ nhiệm Tằng cùng ngài sẽ gặp Tổng Giám đốc Trúc Dụ Dân Tập đoàn Trung Liên, Phó Tổng Giám đốc Cao Cẩm Xuyên, Tập đoàn Quốc Toàn, Tổng Giám đốc Ngô Hữu Đức, Tập đoàn Thiên Hoa, Giám đốc Hoàng Cẩm Sinh, Tập đoàn Jason To Bamian Indo, nghe bọn họ giới thiệu về hạng mục khí thiên nhiên ở đảo Isiseniolua. Ồ, thiếu chút nữa tôi quên mất. Triệu Quốc Đống vỗ đầu. Phòng Tử Toàn gọi điện tới nói lần này y sẽ không lấy thân phận chính thức gặp mình. Y dạo này đang ở bên Indo chạy hạng mục mới. Cuộc quyết chiến cuối cùng đã có kết quả vào tháng 12. Liên minh giữa năng lượng quốc toàn, công ty Jason To Bamian Indo cùng với tập đoàn Trung Liên,
tập đoàn dầu khí quốc gia Indo cùng tập đoàn Thiên Hoa đã đánh bại liên minh giữa tập đoàn Mitsubishi và tập đoàn Microin do đạt được hạng mục Isgseniolua. Năm tập đoàn góp vốn 2,1 tỷ USD tiến hành xây dựng nhà máy khai thác khí hóa lỏng có sản lượng 3 triệu tấn một năm. Mấu chốt của thắng lợi này chủ yếu là do kéo được tập đoàn dầu khí Indo vào. Tập đoàn này cùng với tập đoàn Azerbaijan to Bamiyan đều có sức ảnh hưởng lớn tại. Hơn nữa bên Trung Quốc thì tập đoàn Trung Liên cũng là một trong 4 tập đoàn dầu khí lớn nhất, mà năng lượng quốc toàn lại là tập đoàn khoáng sản tư nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành, tập đoàn Thiên Hoa cũng là tập đoàn tư nhân tiêu thụ dầu mỏ, khí thiên nhiên lớn nhất. Mấy tập đoàn hợp tác cuối cùng mới đoạt được hạng mục này. Hạng mục này coi như là thắng lợi hoàn mỹ của công ty Trung Quốc khi tranh đoạt thị trường năng lượng Indo với Nhật Bản, ủng hộ lớn sự tự tin đi ra nước ngoài của ngành năng lượng Trung Quốc. Năm tập đoàn hợp sức đã thể hiện rõ ưu thế của bọn họ với Bộ Năng lượng Quốc gia Indo. Tập đoàn dầu khí quốc gia Indo đại biểu cho sở hữu nhà nước Indo, mà tập đoàn Azerbaijan to Bamiyan lại là một trong những tập đoàn năng lượng có thực lực mạnh nhất Indo. Mà tập đoàn Trung Liên là một trong 4 tập đoàn năng lượng lớn nhất Trung Quốc, có kinh nghiệm thăm dò khai thác và đầu tư ra nước ngoài phong phú. Năng lượng quốc toàn đã sớm tiến hành khai thác than đá ở Indo, có tài nguyên kinh doanh và con đường tài chính rộng rãi ở Indo, Trung Quốc và Hong Kong. Tập đoàn Thiên Hoa lại là tập đoàn tư nhân kinh doanh và tiêu thụ lớn nhất về dầu mỏ, khí thiên nhiên của Trung Quốc. Cuộc tọa đàm diễn ra rất thuận lợi, tập đoàn Trung Liên giới thiệu qua về nội dung hợp đồng và tình hình hạng mục Isgseniolua. Trong hạng mục này 5 tập đoàn chiếm cổ phần khác nhau. 2 tập đoàn của Indo chiếm tổng cộng 39% cổ phần, tập đoàn Trung Liên chiếm 25%, năng lượng quốc toàn chiếm 12%, tập đoàn Thiên Hoa chiếm 24%. Việc tiêu thụ chủ yếu do đoàn Trung Liên cùng tập đoàn Thiên Hoa phụ trách. Tập đoàn Thiên Hoa có ý chuyển khí thiên nhiên tới tỉnh Ngạc và tỉnh An Nguyên. Còn tập đoàn Trung Liên chủ yếu tiêu thụ ở tỉnh Việt, Mân. Tọa đàm kết thúc, Triệu Quốc Đống thay mặt Tằng Trạch Quang đưa đoàn người tới cửa thang máy. Triệu Quốc Đống chú ý thấy vẻ mặt Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Hoa, Ngô Hữu Đức khá nhăn nhó, lúc đi vào thang máy liền mấp máy môi định nói lại thôi. Chủ nhiệm Triệu, vừa nãy Tổng Giám đốc Ngô, Tập đoàn Thiên Hoa hy vọng tôi cho y số điện thoại của ngài. Âu Dương Cẩm Hoa đi theo Triệu Quốc Đống vào văn phòng rồi cẩn thận nói. Ồ, Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Cậu cho chưa? Tôi cho số điện thoại công việc của ngài. Âu Dương Cẩm Hoa cẩn thận đáp. Tôi cảm thấy y hình như có tâm sự, có thể sẽ tìm tới ngài. Ồ, tôi biết rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Ngô Hữu Đức xem như người đứng đầu trong các công ty tư nhân trong lĩnh vực năng lượng. Đây không phải do tài sản của y lớn nhất mà y là người đầu tiên dám can đảm đặt câu hỏi về địa vị lũng đoạn thị trường năng lượng trong nước. Từ 2 năm trước tập đoàn Thiên Hoa đã liên hợp với không ít các công ty tư nhân kinh doanh dầu khí để lập Hiệp hội Dầu khí Tư nhân, y làm hội trưởng. Tập đoàn Thiên Hoa của Ngô Hữu Đức là tập đoàn tư nhân lớn nhất thông thành, tập trung vào khai thác than, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp và kinh doanh xăng dầu, đồng thời cũng là tập đoàn nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty thiết bị nông nghiệp hiện đại của thông thành. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết vài tâm sự của Ngô Hữu Đức. Căn cứ Hiệp định WTO, Trung Quốc phải mở thị trường kinh doanh xăng dầu, các tập đoàn nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng đang bắt đầu tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Mà 1-2 năm qua tập đoàn Thiên Hoa có quan hệ khá khó coi với tập đoàn Trung Thạch, tập đoàn dầu khí Trung Quốc, con đường nhập khẩu xăng dầu bị hạn chế rất lớn. Bây giờ y chỉ có thể dựa vào tập đoàn Trung Hải để kéo hơi tàn. Lần này gia nhập vào liên minh với tập đoàn Trung Liên chính là muốn kéo gần quan hệ với tập đoàn Trung Liên. Nhưng Ngô Hữu Đức vẫn đánh giá thấp hai tập đoàn lớn thuộc Bộ Năng lượng. Tập đoàn Thiên Hoa có thể mượn cơ hội kéo gần quan hệ với tập đoàn Trung Liên hay không cũng khó nói. Ít nhất theo Triệu Quốc Đống biết thì Bộ Năng lượng và Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia đều đang gây áp lực với Bộ Thương mại yêu cầu thắt chặt quyền nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trong nước. Mặc dù chưa chắc là nhằm vào tập đoàn Thiên Hoa nhưng tập đoàn Thiên Hoa cũng là cái đinh trong mắt mấy tập đoàn nhà nước khổng lồ kia. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng rất do dự. Phòng Tử Toàn từng đề cập việc này với hắn nhưng đây không phải chuyện do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quản lý, nó thuộc về Bộ Thương mại. Việc này giống như nhập khẩu quặng sắt vậy. Nó do Bộ Thương mại phụ trách, Ủy ban Kế hoạch Phát triển chỉ là phối hợp nhưng ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng chỉ mang ý kiến tham khảo, không có tác dụng quyết định. Âu Dương Cẩm Hoa thấy sếp nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt không quá tốt. Y biết sếp nhất định đang suy nghĩ chuyện quan trọng nên không dám nói gì mà lặng lẽ lui ra.
Nhưng Âu Dương Cẩm Hoa vừa ra tới cửa đã bị Triệu Quốc Đống gọi lại. Âu Dương Cẩm Hoa thấy Triệu Quốc Đống như muốn đưa ra quyết định gì đó nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm. Âu Dương Cẩm Hoa có chút kinh ngạc, đi theo Triệu Quốc Đống gần năm, Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng làm việc quyết đoán, không hề do dự. Âu Dương, cậu nói ngành năng lượng hoàn toàn do quốc gia lũng đoạn thì có thật sự vì an toàn kinh tế quốc gia không? Mà an toàn kinh tế quốc gia có phải yêu cầu ngành năng lượng phải vững vàng nằm trong tay nhà nước không? Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi. Thực ra Âu Dương Cẩm Hoa cũng mơ hồ đoán được sếp đang chần chừ vì việc gì. Nhưng loại vấn đề này hắn không có cơ hội lên tiếng. Nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã hỏi thì hắn không thể không trả lời. Chủ nhiệm Triệu, tôi cảm thấy cần phải nằm trong tay quốc gia. Dù sao như ngành dầu khí liên quan tới quốc kế dân sinh, quốc gia nếu như mất khống chế với ngành này thì khá nguy hiểm. Vấn đề nằm ở chỗ quốc gia khống chế có nhất định cần thông qua công ty nhà nước lũng đoạn để thực hiện không? Điểm này tôi thấy đáng để suy nghĩ. Hơn nữa đem quy định WTO thì Trung Quốc chúng ta sẽ phải mở cửa với tập đoàn nước ngoài. Những điều kiện với công ty kinh doanh xăng dầu thì một vài công ty tư nhân Trung Quốc khó đạt được nhưng đối với tập đoàn nhà nước và tập đoàn nước ngoài khổng lồ lại quá đơn giản. Đây thực tế có nghi ngờ áp chế công ty tư nhân. Âu Dương Cẩm Hoa từ tốn nói. Vấn đề này Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Âu Dương Cẩm Hoa vài lần, chẳng qua không nói thẳng như hôm nay mà thôi. Bây giờ Bộ Thương mại mãi không có thái độ rõ ràng việc tập đoàn xác bài Đài Loan mua lại tập đoàn Thống Nhất, xem ra cũng khó xử. Dư luận trong nước không ngừng phản đối nhất là Thống Nhất là thương hiệu lớn ở trong nước. Tôi thật ra cảm thấy chúng ta cần làm là tạo được hoàn cảnh cạnh tranh công bằng giữa công ty tư nhân và công ty nước ngoài, thậm chí là công ty nhà nước. Âu Dương Cẩm Hoa nói làm Triệu Quốc Đống thấy hứng thú. Mặc kệ đối phương có ý lấy lòng mình không nhưng có thể đưa ra quan điểm này là không dễ dàng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ở mấy vấn đề này tôi thấy ủy ban cần phải có thái độ. Âu Dương Cẩm Hoa không tiện trả lời vì nó ở độ cao khác cấp bậc của hắn. Âu Dương Cẩm Hoa thử hỏi. Vậy nếu Tổng Giám Đốc Ngô gọi tới xin gặp ngài, ngài xem. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tạm thời từ chối, tôi còn phải báo cáo với chủ nhiệm quyền quân xong mới có quyết định. Quyền 19, chương 14. Từ sau buổi nói chuyện với Liễu Đạo Nguyên cùng Hùng Chính Lâm, Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy hình như góc độ mình suy nghĩ vấn đề cũng phong phú hơn. Lúc trước cân nhắc vấn đề thì luôn nghĩ mình sẽ gặp phải lực cản gì, lãnh đạo cấp trên sẽ thấy như thế nào, vì thế mình thấy áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Như Hùng Chính Lâm đã nói, rất nhiều vấn đề là do anh làm nó phức tạp, thật ra anh chỉ cần làm theo suy nghĩ của mình, chỉ cần là vì công việc thì đâu sợ làm mất lòng ai. Nếu để hắn vào vị trí này chính là muốn hắn làm việc đó. Có một số việc mình làm có thể đắc tội người nhưng mặc dù là đối phương hận mình, bất mãn với mình thì ít nhất mình cũng có trọng lượng trong mắt đối phương không dám coi thường mình. Mà nếu mình không làm gì thì đối phương chỉ coi thường mình, thậm chí quên đi mình là ai. Ngô Hữu Đức gặp phải vấn đề giống như hầu hết công ty năng lượng tư nhân Trung Quốc. Chẳng qua vấn đề không gấp như của Ngô Hữu Đức mà thôi. Tập đoàn hóa dầu Trung Thạch và tập đoàn dầu khí Trung Quốc có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc không chỉ hạn chế trong ngành năng lượng. Chính xác mà nói nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự lên xuống của dòng máu Trung Quốc, sức ảnh hưởng của nó thậm chí có thể khiến cho Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, Bộ Thương mại thậm chí Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng không dám dễ dàng vọng động. Trước đây Đoàn Thiên Hoa còn có không gian đôi chút, bây giờ bị hai tập đoàn kia chèn ép khiến gần như không thở nổi. Sau năm 2006, tập đoàn nước ngoài khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng cũng sẽ tiến vào. Xác bài, bo. Một loạt tập đoàn sớm đã thèm khát thị trường Trung Quốc chẳng qua do chính sách nên bị cầm bên ngoài. Bây giờ theo quy định của tổ chức WTO nên các tập đoàn nước ngoài này được phép tiến vào, muốn tranh đoạt thị trường với tập đoàn nhà nước khổng lồ. Do tình hình đặc thù của Trung Quốc nên các tập đoàn này trong lúc nhất thời khó có thể chính thức dung nhập nhưng nếu có công ty Trung Quốc hợp tác thì vấn đề lại khác. Đây là lựa chọn rất khó khăn. Triệu Quốc Đống biết mình nếu quá đáng nói đến công việc không thuộc phạm vi quản lý của mình thì hiệu quả chưa chắc đã tốt, còn tạo nhiều phản cảm và nghi kỵ. Cho nên mặc dù hắn biết mình cần lên tiếng nhưng lý trí bảo hắn phải nghĩ được đối sách. Có đôi khi kêu quá to sẽ tạo ra phiền phức không cần thiết. Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười tự giễu mình. Quan hệ giữa hắn và Tăng Quyền Quân ở trạng thái khá đặc biệt, không quá kém như tưởng tượng nhưng tuyệt đối không nói là tốt. Tăng Quyền Quân chủ yếu có thái độ coi mình là người tiến vào thành cấp phó của y, kết quả y rất giật mình và bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ý thức được gì đó.
Mình tại sao lại tới? Trung ương tại sao đặt mình lên vị trí này? Tăng Quyền Quân không thể không nghi ngờ. Có lẽ đây là lời nhắc khéo, Trung ương không hài lòng với công việc của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Đúng là vì nguyên nhân này nên ở nhiều vấn đề Tăng Quyền Quân không thể không có thái độ hợp tác với mình, ví dụ như quyền nhập khẩu phân bón hóa học. Vấn đề chỉnh hợp ngành thép cũng là như vậy, Tăng Quyền Quân do dự không quyết nhưng tên này rất sáng suốt sau khi biết ý của cấp trên liền quyết đoán ủng hộ mình, hơn nữa làm rất tốt còn được cấp trên khen ngợi. Mọi người không ai không suy nghĩ cho tiền đồ của mình. Nửa năm tới sẽ diễn ra đại hội đảng, mỗi người đều cân nhắc mình sẽ đi con đường nào, mà biểu hiện chính trị chính là nhân tố tham khảo mang tính quan trọng nhất. Vì thế Triệu Quốc Đống muốn đánh cuộc một phen. Tăng Quyền Quân nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rời đi, mãi tới khi Triệu Quốc Đống biến mất khỏi cửa văn phòng thì y mới thu ánh mắt lại. Tên Triệu Quốc Đống này giống như không bao giờ biết mệt, là đấu sĩ trời sinh, không ngừng gây chuyện. Nhưng Tăng Quyền Quân phải thừa nhận cái mũi của đối phương rất nhạy bén. Đối phương đi thẳng vào vấn đề và nói tới chuyện của Ngô Hữu Đức. Tăng Quyền Quân không rõ sao Ngô Hữu Đức lại tìm tới Triệu Quốc Đống. Có lẽ do thời gian trước Triệu Quốc Đống đã biến mình thành người tích cực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, có lẽ do Triệu Quốc Đống cũng ở tỉnh An Nguyên nên Ngô Hữu Đức cảm thấy Triệu Quốc Đống đáng tin cậy. Nói chung Ngô Hữu Đức lần này xem ra đã tìm đúng cửa. Vấn đề của Ngô Hữu Đức không do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia quản, điểm này Triệu Quốc Đống nói rất thẳng. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng nói ở vấn đề này Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia không phải không có quyền lên tiếng. Làm như thế nào khuyến khích và dẫn hướng kinh tế tư nhân phát triển đã có quy định rõ ràng. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đứng mũi chịu sào nhưng công ty kinh doanh xăng dầu tư nhân lại bị công ty nhà nước, công ty nước ngoài giáp công, còn bị thể chế hành chính chèn ép. Vấn đề này Tăng Quyền Quân đương nhiên thấy rõ. Vấn đề nằm ở chỗ nó quá nhạy cảm, một khi chạm tới chính là biển lửa có thể thiêu đốt bất cứ ai. Nhưng vấn đề Triệu Quốc Đống đưa ra cũng đầy sức hấp dẫn. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia bây giờ quá trầm tĩnh, rất dễ làm người ta thấy bảo thủ, cần phải có ý tưởng sáng tạo để được dân tình ủng hộ nếu không. Tăng Quyền Quân không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống tung vấn đề ra đầy sức hấp dẫn. Y cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống điểm trúng huyệt của mình. Y cũng biết Triệu Quốc Đống muốn kéo mình xuống nước. Triệu Quốc Đống không giấu suy nghĩ của hắn, điểm này Tăng Quyền Quân rất thưởng thức, nhưng thưởng thức là một chuyện, còn có làm hay không lại là việc khác. Tăng Quyền Quân cần cân nhắc kỹ được và mất nếu khơi mào cơn sóng này. Câu nói bảo thủ, trầm lắng của Triệu Quốc Đống làm Tăng Quyền Quân giật mình. Thực tế vấn đề này y sớm nghĩ tới. Triệu Quốc Đống tới ủy ban là một tín hiệu, từ góc độ nào đó mà nói thì Hà Lệ Chi tới ủy ban cũng là một tín hiệu. So sánh với hai người kia không ngừng tạo sóng gió thì mình có phải quá nhún nhường thậm chí khiến lãnh đạo Trung ương cảm thấy mình bảo thủ không? Mặc dù một hai chuyện sẽ không thể làm Trung ương có ấn tượng như vậy với mình, nhưng Tăng Quyền Quân biết một khi có ấn tượng nào đó thì loại ấn tượng này sẽ bay lên với tốc độ rất nhanh. Nếu không nghĩ biện pháp nhanh chóng thay đổi thì về sau anh càng khó thay đổi. Đương nhiên vị trí của mình khác, có một số việc phải cẩn thận. Tăng Quyền Quân thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống này quá giảo hoạt. Nhìn chúng điểm này mới tìm mình. Còn có vài tháng nữa là diễn ra đại hội đảng, ai cũng cân nhắc cho tiền đồ của mình. Dân tình, dân ý, nói rất đúng. Ai đi ngược lại dân tình dân ý thì tự chuốc họa. Tăng Quyền Quân suy nghĩ một chút và thấy có lẽ mình thật sự nên làm gì đó mới được. Nhưng nếu mình vừa lên tiếng có lẽ sẽ gác mình lên lò lửa, nhưng nếu không làm biển lửa bùng lên sẽ rất khó khiến cấp trên chú ý. Không phải còn có Triệu Quốc Đống chuyên môn gây chuyện đứng cạnh mình sao? Tăng Quyền Quân thấy có chút an ủi, Triệu Quốc Đống muốn đẩy mình ra rồi đứng ngoài ư. Đâu có chuyện tốt như vậy. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng bỏ máy điện thoại xuống rồi nở nụ cười. Tăng Quyền Quân đúng là không yên tâm về mình, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng qua mình cho đến bây giờ cũng không nghĩ nhảy ra khỏi thuyền. Mình hy vọng chính là đối phương tỏ rõ thái độ mà thôi. Tăng Quyền Quân nhận lời phỏng vấn của mấy trang mạng nổi tiếng của cả nước. Nói đến vài kế hoạch gần đây của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Ví dụ như cải cách y tế, chỉnh hợp ngành nghề, nói tới làm như thế nào thực hiện, chấp hành quy định 36 điều về phát triển kinh tế phi công hữu. Tăng Quyền Quân nhắc tới tháng 12 năm ngoái quốc gia đã quyết định mở cửa lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, rõ ràng đưa ra quốc gia sẽ mạnh dạn xúc tiến kinh tế tư nhân tiến vào lĩnh vực này, thực hiện công ty nhà nước, công ty tư nhân cạnh tranh với công ty nước ngoài, phá vỡ cục diện lũng đoạn làm dân chúng được lợi. Tăng Quyền Quân tỏ rõ thái độ lập tức khiến cả nước chấn động.
Mặc dù Tằng Quyền Quân tỏ thái độ chỉ là chung chung chưa dính dáng tới thay đổi quy định cụ thể nhưng y rõ ràng nói phá vỡ lũng đoạn, điểm này làm rất nhiều người chú ý. Đây là một tín hiệu khiến truyền thông chú ý, không ngừng có lời xin phỏng vấn Tằng Quyền Quân làm y thấy áp lực rất lớn. Quyền 19, chương 15. Quốc Đống, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, ủy ban cũng cân nhắc một chút và cảm thấy né tránh truyền thông không phải biện pháp, cũng cần thẳng mặt đáp lại một ít câu hỏi của truyền thông. Vì thế ủy ban đồng ý nhận cuộc phỏng vấn của kênh kinh tế đài CCTV. Chương trình đối thoại của CCTV sắp tới sẽ mời cậu đến tham gia chương trình, tới lúc ấy cậu sẽ ngồi trong trường quay gần tiếng. Tằng Quyền Quân cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống không ngờ, đả kích, tới nhanh như vậy, không ngờ muốn mình ngồi gần tiếng ở trường quay, lại là chương trình đối thoại nữa, việc này làm hắn có chút đau đầu. Chủ nhiệm Tằng, việc này sợ rằng phải do ngài đi mới tốt. Tôi lo câu hỏi quá sắc bén nên khó có thể trả lời. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Triệu Quốc Đống biết lời này do Tằng Quyền Quân nói ra thì muốn thu lại là rất khó khăn. Hơn nữa Tằng Quyền Quân nhất định xin chỉ thị bên trên nếu không dù là mình hay Tằng Quyền Quân muốn tùy tiện nhận phỏng vấn trực tiếp như vậy, nhất là trong lĩnh vực kinh tế với bao điểm nóng thì không thể được. Hơn nữa chương trình đối thoại này được nhiều người xem, MC đặt câu hỏi rất thẳng, sắc bén làm người tham gia không trả lời không được. Nói dối cũng không được. Tôi cũng biết việc này không dễ nhưng chúng ta không thể không nhận phỏng vấn của truyền thông. Hơn nữa việc này chỉ có thể do cậu ra mặt. Tằng Quyền Quân nghiêm túc nói. MC Tiểu Trần của chương trình đối thoại đã tiến hành trao đổi với ủy ban ta, có thể sẽ nhanh chóng tới nói chuyện riêng với cậu. Bên phía này có lẽ không vấn đề gì lớn nhưng do CCTV mời không ít người xem, bọn họ có thể cũng sẽ đặt câu hỏi nên cậu cần chuẩn bị cho tốt. Chủ nhiệm. Tôi biết nhưng có vài câu hỏi sợ quá mẫn cảm nên tôi không tiện trả lời. Nói một hai câu vu vơ như không trả lời hoặc là nói chung chung cũng không thể áp dụng cho tất cả câu hỏi mà. Tôi đoán có lẽ chương trình đối thoại sẽ không đồng ý. Giống như ngài nói vậy, ngồi ở bên trên MC có thể theo kịch bản nhưng người xem bên dưới ai khống chế được miệng bọn họ. Bị hỏi thì cũng không thể ấp a ấp úng mà. Ừ, Quốc Đống. Tôi cũng nghĩ tới vấn đề này nên chúng ta cần bàn bạc trước hoặc là diễn tập trước đưa ra một phạm vi. Sau đó thảo luận qua về một vài vấn đề liên quan tới ủy ban ta trong thời gian này, một khi có câu hỏi về phương diện này thì cậu sẽ nên trả lời hoặc ứng phó như thế nào. Tằng Quyền Quân cũng biết đây là việc không dễ làm, nhưng bên trên có ý cần phải đối mặt với truyền thông, hơn nữa muốn lấy phương thức mà dân chúng cả nước muốn xem để tiến hành. Vì thế chương trình đối thoại là lựa chọn rất tốt. Chủ nhiệm Tằng, chúng ta đưa ra phạm vi đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng nếu ở trường quay nếu vượt quá phạm vi chúng ta xác định hoặc là dính tới công việc cụ thể thì sao? Triệu Quốc Đống hơi chép miệng. Quốc Đống, chuyện này tôi đã báo cáo với Phó Thủ tướng Tiền. Phó Thủ tướng có ý rất rõ ràng là mạnh dạn đáp lại vấn đề của dân chúng, mặc dù là hơi quá một chút cũng không sao. Hơn nữa Phó Thủ tướng rất tin tưởng cậu, cho rằng cậu càng ở trạng thái đặc biệt càng dễ phát huy năng lực. Chuyện này tôi thấy cậu không cần lo lắng quá. Chúng ta hay là thảo luận vài vấn đề cụ thể. Tằng Quyền Quân cười nói. Quốc Đống, không cần khẩn trương như vậy chứ. Đây không phải là truyền hình trực tiếp mà. Cũng đúng, chẳng qua mặc dù không phải trực tiếp nhưng tôi cảm thấy vẫn có vài đề tài rất khó xử lý. Tôi lo khán giả bên dưới hỏi nhiều câu quá sắc bén, tôi không tiện trả lời thì người ta lại nghĩ tôi cố né tránh. Triệu Quốc Đống nhún vai. Tôi không phải nói rồi sao? Ý của Phó Thủ tướng là mạnh dạn trả lời. Ngoài ra tôi cảm thấy cậu có thể đưa ra vài quan điểm cá nhân của mình, giải thích cá nhân, cảm nhận cá nhân, như vậy có thể còn đường sống để cứu vãn. Tằng Quyền Quân biết có vài vấn đề khó có thể nắm giữ, anh khó có thể nói MC và khán giả có hỏi theo ý của mình hay không. Tô Giác Hoa về tới nhà đã là 9 giờ tối, tắm xong giải tỏa ít mệt mỏi. Đối với y mà nói không có ngày nghỉ gì cả, tất cả đều do nhu cầu công việc. Ngồi trên ghế, hôm nay là cuối tuần. 10 giờ sẽ có chương trình đối thoại, đây là chương trình Tô Giác Hoa rất yêu thích. Nếu không có tình hình đặc biệt thì y luôn ngồi xem. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 5, Tô Giác Hoa bật sang kênh kinh tế CCTV. Trên màn hình đang phát một bộ phim tài liệu ngắn, Tô Giác Hoa nhìn qua thấy nói về lịch sử phát triển kinh tế tư nhân. Phó Tuyền đã nói với mình là chương trình đối thoại kỳ này có chủ đề là đối thoại với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Khách mời nghe nói ban đầu yêu cầu Tằng Quyền Quân nhưng cuối cùng lại là để Triệu Quốc Đống tham gia. Tô Giác Hoa thoáng cái thấy hứng thú hơn, thời gian bộ phim tài liệu không dài nhưng khá đầy đủ, rất khí thế. Hình ảnh trở lại trường quay,
MC cùng khách mời ngồi đối diện với nhau. Triệu Quốc Đống mặc Âu phục thoạt nhìn lớn hơn bình thường vài tuổi, trông như người 40 tuổi. Tô Giác Hoa rất thích phong cách chương trình đối thoại, nhất là thi thoảng đưa mấy đoạn phim ngắn vào cuộc nói chuyện khiến không khí càng sôi nổi hơn. Nếu như khán giả tích cực, đưa ra các câu hỏi sắc bén thì càng đáng xem hơn. Tô Giác Hoa rất muốn xem trong chương trình đối thoại kỳ này thì MC và Triệu Quốc Đống sẽ có va chạm gì. Trong các khán giả tới tham gia chương trình hôm nay có không ít người là lãnh đạo các công ty tư nhân, chuyên gia kinh tế nghiên cứu kinh tế tư nhân. Có thể tất cả mọi người đều có thể biết chủ đề hôm nay của chương trình đối thoại chính là quanh quẩn với từ kinh tế tư nhân. Mà hôm nay chương trình may mắn mời được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Triệu Quốc Đống. Chào mừng ngài, Chủ nhiệm Triệu. Vừa rồi mọi người đã xem đoạn phim ngắn giới thiệu quá trình phát triển nhanh chóng của kinh tế tư nhân nước ta từ cải cách tới nay. Nhất là sau năm 92 khi đồng chí Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách thì càng làm kinh tế tư nhân phát triển nhanh hơn. Căn cứ thống kê, điều tra của vài ngành và cơ quan thì hiện nay kinh tế tư nhân Trung Quốc đã chiếm trên 50% GDP của cả nước. Nếu tính cả đầu tư nước ngoài và đầu tư của Hong Kong, Đài Loan thì tỷ lệ sẽ vượt trên 65%, có thể nói kinh tế tư nhân gánh vác nửa giang sơn nền kinh tế quốc dân Trung Quốc cũng không quá đáng. Chủ nhiệm Triệu, chúng tôi chú ý từ năm trước tới nay Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lục tục đưa ra một loạt chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, cũng do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tự mình tiến hành thí điểm. Ví dụ như điều chỉnh quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân bón, công ty tư nhân đạt được quyền nhập khẩu giống công ty nhà nước. Lại ví dụ như hạng mục đầu tư ra nước ngoài do quyền nhập khẩu phân bón được điều chỉnh, công ty tư nhân càng nhiệt tình hơn nữa. Căn cứ theo chúng tôi biết thì từ nửa cuối năm ngoái trong ngành sản xuất phân bón hóa học các công ty tư nhân đã đầu tư ra nước ngoài hơn 40 hạng mục, số tiền đầu tư đạt trên 900 triệu USD, hơn 16 tỷ tệ. Đây coi như cao trào trong ngành sản xuất phân bón, mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ở vấn đề này cũng đưa ra các chính sách rất rõ ràng. Tôi muốn hỏi một chút Ủy ban Kế hoạch Phát triển có thay đổi về chính sách trong lĩnh vực này là dựa vào gì để làm thế? Tô Giác Hoa gật đầu khen câu hỏi của MC. Mặc dù nhiều tình huống thì y hiểu rõ hơn người trong TV, nhưng do nhiều công việc nên y không chuyên môn thống kê hiểu rõ. Mà MC hỏi rất sát thực tế, vì nguyên nhân gì mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại thay đổi thái độ ở vấn đề này? Mà ở trường hợp này nếu nói mấy câu chung chung thì khó làm người ta hài lòng. Hơn nữa dễ làm người nghe phản cảm. Triệu Quốc Đống trên TV rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười tự tin. Tôi rất ngạc nhiên khi MC lại nắm rõ các số liệu như vậy, xem ra cô đã sớm chuẩn bị và tìm hiểu kỹ càng. Điều này làm tôi rất lo lắng không biết câu trả lời của tôi có thể làm cô hài lòng hay không. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi rất muốn trao đổi với mọi người về suy nghĩ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chúng tôi trong vấn đề này. Cơ chế quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón là căn cứ tình hình sản xuất nông nghiệp trong nước và tình hình sản xuất của các công ty phân bón trong cả nước. Lúc trước do tránh con đường nhập khẩu quá nhiều dẫn tới hỗn loạn trong trật tự kinh tế nên chủ yếu do công ty nhà nước phụ trách chính. Nhưng theo nhu cầu phân bón của ngành sản xuất nông nghiệp của nước ta liên tục tăng cao, kết cấu sản xuất phân bón của các công ty trong nước cũng có thay đổi. Chính xác mà nói công ty tư nhân xuất hiện thay thế kết cấu lũng đoạn nhiều năm của công ty nhà nước. Vì thế theo thực tế này Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã trưng cầu nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này mới quyết định điều chỉnh. Trên thực tế chứng minh điều chỉnh cơ chế quyền nhập khẩu phân bón hóa học có tác dụng cân bằng nhu cầu trong nước, giúp giảm giá thành nguồn nguyên liệu cho công ty sản xuất phân bón trong nước, đảm bảo nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp, càng quan trọng hơn chính là giảm bớt đầu tư vào sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Đây là điểm mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia coi trọng nhất. Tô Giác Hoa hơi giật mình, Triệu Quốc Đống này không đơn giản. Câu nói cuối cùng có ý rất sâu sắc. Quyển 19, chương 16. MC chương trình đối thoại có phong cách vừa cẩn thận nhưng không thiếu vẻ nhẹ nhàng, lúc đặt câu hỏi cũng rất có kỹ xảo. Vừa nãy chủ nhiệm Triệu nói tới vấn đề quyền nhập khẩu phân bón hóa học, tôi để ý thấy ngài đề cập tới việc quốc gia điều chỉnh cơ chế quyền nhập khẩu nguyên liệu xuất phát từ việc giới kinh tế tư nhân nổi lên trong ngành phân bón, thay đổi kết cấu ngành phân bón hiện nay của nước ta. Thực ra không chỉ có ngành phân bón mà thông qua hơn 20 năm cải cách, kinh tế tư nhân nước ta từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, căn cứ thống kê liên quan thì kinh tế tư nhân đã chiếm hơn 50% giá trị sản lượng trong nền kinh tế quốc dân. Đúng là do kinh tế tư nhân không ngừng lớn mạnh khiến kết cấu cũ không ngừng bị phá vỡ. Nhưng chúng ta cũng thấy được các cơ quan hành chính vẫn duy trì các biện pháp cấm ở vài ngành như năng lượng, thông tin, công trình công cộng.
ở một số ngành giới kinh tế tư nhân vẫn bị chính sách phân biệt. Ở điểm này tôi muốn nghe chủ nhiệm Triệu nói xem có dự định và ý kiến gì hay không. Câu hỏi của MC coi như khách khí, mặc dù mơ hồ chỉ ra vài lĩnh vực nhưng không trực tiếp nói tới sự việc cụ thể nào cả. Sự phát triển của kinh tế tư nhân đã bộc lộ xu thế rất rõ ràng, vừa nãy xem đoạn phim ngắn cùng số liệu mà MC đưa ra, tôi về cơ bản tán thành điểm này. Đó chính là kinh tế tư nhân càng lúc càng tăng cường vị trí, địa vị trong nền kinh tế quốc dân. Vừa nãy MC cũng nói tới trong một vài lĩnh vực thì cơ quan hành chính vẫn còn thiếu thay đổi. Tôi cũng muốn nói qua cái nhìn của mình một chút. Triệu Quốc Đống cũng không tránh né vấn đề này, hắn biết vấn đề này muốn tránh cũng không được. Hắn còn phải cảm ơn nữ MC dùng một đề tài lớn như vậy để cung cấp cho mình. Lát nữa khán giả bên dưới sẽ có không ít câu hỏi còn khắt khe, thực tế và cụ thể hơn. Triệu Quốc Đống cũng đã chuẩn bị tư tưởng nhưng bây giờ có thể sớm trình bày quan điểm của mình coi như giúp người xem nắm tình hình trước. Mọi người cũng có thể thấy được MC vừa nãy nói tới mấy lĩnh vực đều khá đặc biệt, đó đều là liên quan tới quốc kế dân sinh, liên quan tới an toàn kinh tế quốc gia. Đồng thời đây là ngành đầu tư rất lớn. Do tình hình lịch sử phát triển của nước ta ảnh hưởng, cùng với bị nền kinh tế thị trường ảnh hưởng nên sở hữu nhà nước chiếm ưu thế chủ đạo ở mấy lĩnh vực này, mà kinh tế tư nhân lại ở địa vị phụ thuộc. Trên thực tế tôi cũng không cho rằng kết cấu hiện nay đã hình thành thì không thay đổi, nước ta thực hiện chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, là thể chế nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đây cũng có nghĩa chúng ta trong lĩnh vực kinh tế vẫn cần tuân theo quy luật kinh tế thị trường, quy luật kinh tế thị trường yêu cầu chính là cạnh tranh, đào thải. Cơ quan hành chính cần phải xây dựng sáng tạo một không khí thị trường tương đối công bằng, công chính, làm cho kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân có thể cạnh tranh công bằng trong các lĩnh vực, thông qua cạnh tranh xúc tiến phát triển. MC rất nhạy cảm bắt được từ quan trọng trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Chủ nhiệm Triệu, tôi chú ý ngài dùng từ tương đối khi tạo thị trường công bằng, công chính. Chúng ta nên giải thích từ này như thế nào? Từ này tôi chuyên môn sử dụng bởi vì tôi đang nói về quan điểm cá nhân của mình. Tôi có thể bỏ hai từ tương đối này đi nhưng tôi thấy không cần như vậy. Khán giả đang ngồi ở đây đều là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, từ tương đối này có hàm nghĩa khá đặc thù. Chúng ta phải tuân theo quy luật kinh tế thị trường, nhưng trong vài lĩnh vực đặc biệt và sự việc đặc biệt thì cơ quan hành chính quốc gia vẫn cần phải đảm bảo an toàn kinh tế của quốc gia. Lấy ví dụ đơn giản như tập đoàn Boeing Mỹ kinh doanh thua lỗ, công ty Trung Quốc chúng ta có ý muốn mua, cổ đông của tập đoàn Boeing cũng đồng ý bán. Nhưng mọi người nghĩ chính phủ Mỹ có chấp nhận giao dịch này không? Đồng thời cũng là phù hợp quy luật kinh tế thị trường nhưng trong những sự kiện đặc biệt, lĩnh vực đặc biệt vẫn không thể thực hiện được. Đây là điều giống nhau ở bất cứ quốc gia, thể chế nào. Đương nhiên chúng ta không thể lấy từ tương đối và đặc biệt để đánh giá tất cả. Nó dù sao cũng thuộc về phạm vi rất nhỏ. Ở hầu hết lĩnh vực tôi cho rằng chúng ta vẫn cần kiên định đi theo quy tắc nền kinh tế thị trường. Triệu Quốc Đống bổ sung thêm. Ở điểm này cứ không phù hợp quy tắc nền kinh tế thị trường thì cần phải thông qua đổi mới để thay đổi. Chủ nhiệm Triệu, chúng tôi chú ý thấy bắt đầu từ năm trước Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã bắt tay tiến hành một loạt động tác mới. Đầu tiên là thay đổi quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón hóa học, sau đó là vấn đề chỉnh hợp ngành thép khiến nhiều người chú ý. Theo chúng tôi biết thì Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhiều lần sửa đổi phương án chỉnh hợp ngành thép. Kết quả mục đích còn chưa hoàn toàn có được nhưng chúng tôi cũng thấy vài biến hóa. Đầu tiên là hai tập đoàn thép lớn ở Ký Trung phân biệt tiến hành ký hiệp định sát nhập với tập đoàn Kinh Cương, Bảo Cương, cái này nằm ngoài suy nghĩ của không ít người. Ngoài ra còn một hành động làm tất cả đều bất ngờ đó là tập đoàn thép Bồ Châu thành người sát nhập tập đoàn thép Tề Lỗ. Rất nhiều người vẫn rất bi quan khi công ty thép tư nhân thành chủ đạo sát nhập, nhưng chúng tôi thấy được biến hóa này. Chúng tôi muốn mời ngài nói ra suy nghĩ của mình với tư cách là người thúc đẩy việc chỉnh hợp ngành thép. Tô Giác Hoa càng nghĩ càng thấy hay, tối nay xem chương trình đối thoại không chỉ có mình y. Thực ra chương trình đối thoại kỳ này từ tên của vị khách mời đã khiến nhiều chuyên gia kinh tế chú ý, nhất là người trong giới kinh tế tư nhân càng hứng thú. So sánh câu hỏi do MC đưa ra, khán giả đặt câu hỏi càng khắt khe, sắc bén hơn nhiều. Có người hỏi thẳng tới nguyên nhân gây khó khăn cho tập đoàn Thống Nhất, tập đoàn Thiên Hoa. Có người trực tiếp hỏi đến thời gian phá vỡ lũng đoạn ở lĩnh vực điện tử. Cuối cùng khi kết thúc, MC cũng đề cập tới lãnh đạo của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia thời gian trước nói đến việc hình thành cục diện cạnh tranh tốt đẹp ở lĩnh vực năng lượng, thông tin, không tồn tại hiện tượng lũng đoạn. MC hỏi Triệu Quốc Đống thấy vấn đề này như thế nào?
Câu hỏi rất khắt khe, ngay cả khán giả và người xem chương trình đều chú ý tới câu này. Ngay cả Tô Giác Hoa cũng muốn xem cái nhìn của Triệu Quốc Đống ở vấn đề này. Tôi cảm thấy lũng đoạn là một loại hiện tượng cũng là một xu thế. Lũng đoạn không chỉ bởi vì có mấy công ty hình thành cái gọi là cục diện cạnh tranh sẽ không phải là lũng đoạn. Theo quan điểm cá nhân của tôi, giải thích lũng đoạn chính là nếu anh thông qua cạnh tranh thị trường hình thành lũng đoạn, như vậy các ngành chức năng có trách nhiệm và nghĩa vụ thông qua bồi dưỡng càng nhiều người cạnh tranh để tiến hành cạnh tranh tốt đẹp, như vậy người tiêu dùng mới có lợi. Nếu như anh thông qua quyền lực hành chính và chế độ chứ không phải do lực cạnh tranh của các công ty để thực hiện lũng đoạn kiếm lợi nhuận thì cá nhân tôi cho rằng phải thu hồi quyền lực này, sáng tạo một hoàn cảnh cạnh tranh công bằng để phá vỡ kết cấu này, làm cho các công ty khác có thể công bằng tham dự cạnh tranh, làm cho càng nhiều người dân được lợi. Triệu Quốc Đống vừa nói xong lập tức làm khán giả nhiệt liệt vỗ tay. Ngay khi Tô Giác Hoa khen lời nói của Triệu Quốc Đống rất hay thì cũng có không ít người chú ý lời phát biểu của Triệu Quốc Đống. Phó Chủ tịch nhìn màn hình TV rồi không khỏi chép miệng. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống khá xuất sắc, nhất là câu cuối cùng không né tránh vấn đề mà đối phương đưa ra, cũng không trực tiếp phản bác quan điểm của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, mà là phân tích sự lũng đoạn, sau đó đưa ra quan điểm của mình, thái độ rõ ràng, quan điểm kiên định, rất có trình độ. Triệu Quốc Đống trưởng thành rất nhanh trong thời gian công tác ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, triển khai công việc một cách sáng tạo, giải quyết được mấy vấn đề khá khó khăn. Óc cũng chú ý thấy mấy vấn đề mà Triệu Quốc Đống đưa ra đều ưu tiên tính tới lợi ích của quần chúng nhân dân, coi đây là căn cứ để thay đổi chính sách. Đây là biến hóa không làm người ta chú ý nhưng lại bám chặt lấy chính sách tinh thần của kỳ họp thứ 6 vừa rồi, lợi ích quần chúng đặt trên tất cả. Ở điểm này rất nhiều người còn không lĩnh ngộ được, hoặc là nói không chính thức đưa quan niệm này vào công việc hàng ngày. Mà Triệu Quốc Đống lại nhạy cảm nắm được điểm này, còn vận dụng linh hoạt vào trong công việc của mình, đủ để thấy sự trưởng thành của hắn. Nghĩ vậy Phó Chủ tịch vô thức mở ra tờ danh sách. Quyển 19, chương 17. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi mà Triệu Quốc Đống vẫn không phát hiện ra. Hắn vẫn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện vừa rồi cùng với Diêu Văn Chí mà không thể dứt ra được. Tin tức mà Diêu Văn Chí mang tới làm cho hắn khiếp sợ, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng vẫn không thể ngờ được trận gió bão này lại hung mãnh như thế. Bộ An ninh Quốc gia cùng Bộ Công an liên thủ hành động đồng thời tại 8 tỉnh, trong vòng 3 ngày bắt 22 nhân viên liên quan đến nguy hại quốc gia, trong đó có 2 người quốc tịch Úc, 1 người quốc tịch Nhật, còn lại là 19 người Trung Quốc. Nhân viên dính líu hầu hết là người trong ngành thép. Phần lớn trong số đó đều đảm nhiệm chức vụ nhất định tại mấy doanh nghiệp quốc doanh và dân doanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Thép Bắc Kinh là Tiêu Xuân Dương không ngờ cũng có tên nên đã gây chấn động cực lớn trong ngành thép. Mà hai đối tượng người Úc đều là quản lý cấp cao, còn tên người Nhật là Giám đốc Kinh doanh Quặng sắt của Mitsubishi. Vụ án này gần như là phát động đồng thời, Cơ quan An ninh Quốc gia và Cơ quan Công an tại 8 tỉnh thành ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Liêu Ninh, Hồ Bắc lần lượt bắt giữ 22 người liên quan trong cùng một ngày và đều bị giam giữ hình sự về tội gây nguy hại quốc gia. Điều khiến Triệu Quốc Đống có đôi chút an ủi đó là Lý Vĩnh Cương không dính dáng gì tới lần hành động này, nhưng Diêu Văn Chí lại nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng này của Triệu Quốc Đống. Cơ quan An ninh Quốc gia và Công an sẽ còn có một loạt hành động tiếp đó, phỏng chừng còn có không ít người sẽ bị dính vào. Triệu Quốc Đống không biết đám người Lý Vĩnh Cương, Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành qua lại như thế nào. Nhưng hắn có thể khẳng định Lý Vĩnh Cương sợ là khó mà thoát thân được. Mặc dù là không bị định tội gây nguy hại quốc gia nhưng cái tội danh tiết lộ bí mật quốc gia thì khó mà tránh được. Kỳ thật khi Diêu Văn Chí nhậm chức Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại thì đã từng phân tích cùng với Triệu Quốc Đống về nguyên nhân thất bại liên tiếp của tổ đàm phán quặng sắt của Trung Quốc, cả hai đều nhất trí cho rằng Trung Quốc đã bị động trong cuộc đàm phán. Ba doanh nghiệp khai thác mỏ lớn đều biết rõ về các nhà máy thép của quốc nội cũng như lượng dự trữ cầu cảng. Thậm chí ngay cả lượng than cốc dự trữ cũng đều rõ như lòng bàn tay, điều này khiến Trung Quốc mỗi lần tham gia đàm phán đều giống như trần truồng trước mặt đối phương vậy. Hai người cũng cảm thấy vấn đề chủ yếu là ở nội bộ, nhất là trong tình hình thị trường thép trong nước đang rất ảm đạm, ba doanh nghiệp khai thác mỏ lớn lại vẫn hùng hổ hăm dọa như cũ, cực kỳ tự tin, điều này không thể không khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Sau đó Diêu Văn Chí đưa tình hình ra tiến hành nghiên cứu nội bộ trong Bộ Thương mại. Bộ Thương mại quyết định phản ứng với các bộ ngành liên quan, một số tin tức do Triệu Quốc Đống cung cấp cũng trở thành một đầu mối quan trọng, mà Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an cũng đã sớm nhận được một ít phản ánh, chỉ là không có đầu mối rõ ràng. Trong tình cảnh này, Bộ An ninh Quốc gia,
Bộ Công an và Bộ Thương mại liên thủ triển khai điều tra đối với việc này đã trở thành hành động đầu tiên của Diêu Văn Chí sau khi đảm nhiệm Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại. Không ngờ Bộ An ninh Quốc gia cùng Bộ Công an vừa mới tham gia điều tra thì đã nhanh chóng đạt được tiến triển mang tính đột phá, thông qua đủ loại phương thức điều tra đã nhận được phản hồi từ các đầu mối. Một mạng lưới tình báo gián điệp khổng lồ bao trùm toàn bộ ngành thép Trung Quốc nhanh chóng phơi bày trước mắt hai cơ quan an ninh quốc gia và Bộ Công an. 3 tháng điều tra cũng đủ để thu được nhiều chứng cứ, từ đó mới dẫn tới hành động như sấm chớp 2 ngày trước. Tin tức này trên thực tế đã không tính là bí mật, hơn nữa đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông, người phát ngôn của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an đã ra mặt chứng thực tin tức này, chẳng qua tinh thần cụ thể thì không tuyên bố ra bên ngoài. Đây là một đòn giáng mạnh vào cuộc đàm phán quặng sắt vẫn đang giằng co gian khổ, trong số người bị bắt thì có 3 người đều là thành viên trong tổ đàm phán năm nay. Loại chuyện này phát sinh quả thực còn khiến người ta khó có thể tưởng tượng hơn so với trên phim ảnh. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên một cách dai dẳng, Triệu Quốc Đống cảm thấy tâm tình của mình đã bị chuyện này ảnh hưởng quá lớn cho nên vội vàng bình tâm lại, thực tế thì mình cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho loại chuyện này rồi. Chỉ là không nghĩ rằng cơn phong ba này lại mãnh liệt như thế mà thôi. Bỏ điện thoại ra thì mới phát hiện là số của Qua Tĩnh gọi tới, Triệu Quốc Đống vội vàng ấn nghe máy. Qua tỷ, thật là xấu hổ quá, tôi đang không để ý. Ôi, tôi còn tưởng rằng 2 ngày này cậu sợ tiếp điện thoại, người nào gọi cũng không nghe chứ. Giọng của Qua Tĩnh trên điện thoại vẫn luôn hòa nhã như cũ, cho dù là oán giận vẫn như vậy. Ha ha. 2 ngày nay đích thực là lắm điện thoại nhưng cũng không đến mức không dám nghe chứ. Từ sau khi chương trình, đối thoại, được phát sóng thì Triệu Quốc Đống phát hiện tần suất mình nhận được điện thoại tăng ít nhất gấp 3 lần, nhất là điện thoại của Âu Dương Cẩm Hoa thì gần như là không có thời gian rảnh. Ngay cả số điện thoại cá nhân của hắn cũng không được yên tĩnh, nào là từ giới kinh tế, truyền thông, còn có một ít trong giới xí nghiệp, quen lẫn không quen đều thông qua đủ con đường để liên lạc với mình. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy mình thực giống chọc phải tổ ong vò vẽ vậy. Ha ha, ai bảo cậu cứ nói thật trên CCTV làm gì? Hiếm khi Qua Tĩnh trêu Triệu Quốc Đống một câu. Qua tỷ, chẳng lẽ nói thật cũng là một tội sao? Triệu Quốc Đống thoáng động tâm, Qua Tĩnh không bao giờ nói mà không có chủ đích cả. Nói thật thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng có một số người có tật giật mình nên không muốn nghe nói thật, nhất là khi lời nói đó lại dính dáng đến lợi ích bản thân họ. Khi đó tâm tính sẽ khó tránh khỏi mất cân bằng. Giọng nói của Qua Tĩnh rất bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ đều có giá trị. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ cảm giác được lời Qua Tĩnh ám chỉ điều gì đó. Cái vấn đề cuối cùng mà MC chuyên mục, đối thoại, kia hỏi quả thực quá sắc bén, mà câu trả lời của mình rõ ràng đã đụng chạm đến ích lợi của rất nhiều người, nhất là kiểu đối đáp gay gắt không khoan nhượng này rất dễ khiến người ta có cảm giác mình nói có ý đồ. Nhưng ở trong cái hoàn cảnh đó thì Triệu Quốc Đống không muốn làm trái mong muốn của mình, huống chi quan điểm của mình là thật hay không, chính xác hay không thì ắt có công luận phán xét. Qua tỷ, tôi đã chuẩn bị tư tưởng rồi, khi chủ nhiệm quyền quân bảo tôi lên TV thì tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi không có ý định lên cười ha ha, nói mấy lời bề ngoài ba phải, như vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ đơn thuần nói ra một ít quan điểm về nguyên tắc làm người của mình, hầu hết quan điểm này tôi đã trao đổi qua với chủ nhiệm quyền quân. Chỉ có đề tài cuối cùng thì tôi chưa thương lượng với chủ nhiệm quyền quân, nhưng tôi chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Triệu Quốc Đống nói khá kiên định và nặng nề, Qua Tĩnh nghe xong cũng không nhịn được phải bật cười. Quốc Đống, cậu làm như mắc phải đại tội không bằng, đâu đến mức ấy chứ. Cũng chỉ là tranh cãi về một quan điểm mà thôi, huống chi tôi không cảm thấy quan điểm của cậu có gì không đúng cả, tôi cũng tin rằng có không ít người tán đồng quan điểm của cậu. Triệu Quốc Đống cũng ngửi ra được mùi vị rồi. Giọng điệu của Qua Tĩnh không có gì là trách cứ hay phê bình cả, lúc trước chẳng qua chỉ là trêu chọc một chút, tới lúc này Triệu Quốc Đống mới xem như nhẹ lòng, dù sao tới cấp độ này rồi mà còn nói sai thì có lẽ là có vấn đề chính trị rồi, mặc dù mình nhận định quan điểm của bản thân không sai nhưng nói ra trong tình cảnh đó có thích hợp hay không. Sau khi việc xảy ra thì Triệu Quốc Đống nghĩ lại cũng hơi sợ hãi. Được rồi, Quốc Đống, không cần lo lắng vì những chuyện đã qua, cậu đang ở đâu, nếu tiện thì đến chỗ tôi một chuyến đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Qua Tĩnh nói một cách bình thản. Ngay bây giờ sao? Triệu Quốc Đống khá kinh hãi. Chuyện rất cấp bách sao? Cũng không gấp nhưng tôi thấy nên sớm nói với cậu. Trong lòng tôi cũng không rõ lắm. Sắp cuối năm rồi, quá nhiều việc. Nếu kéo dài có lẽ sẽ phải sang năm sau mất. Qua Tĩnh không nói vòng vo. Đó là về vấn đề hướng đi của cậu.
vấn đề hướng đi của tôi. Triệu Quốc Đống thất kinh, mình mới đến ủy ban kế hoạch phát triển chưa đầy một năm, chẳng lẽ lại muốn điều chỉnh mình, thế này không phải như trò đùa sao? Ừ, bây giờ vấn đề này còn chưa xác định, cậu cứ qua đây trước rồi nói. Qua Tĩnh không nói thêm nữa. Cúp điện thoại xong rồi Qua Tĩnh cũng rơi vào trầm tư, nói thật cô cũng không ngờ vấn đề lại về hướng đi của Triệu Quốc Đống. Nhưng sáng nay khi tới báo cáo công tác với Phó Chủ tịch thì Phó Chủ tịch có nói mấy lời khiến Qua Tĩnh như ngộ ra được điều gì đó. Phó Chủ tịch nói tới vấn đề trẻ hóa cán bộ, nói đến vấn đề cần thiết khi bồi dưỡng sử dụng cán bộ ưu tú, trẻ tuổi, cũng nói đến vấn đề dũng cảm cách tân. Tiếp xúc với Phó Chủ tịch lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên Qua Tĩnh thấy Phó Chủ tịch nói về vấn đề sử dụng cán bộ trẻ tuổi một cách chuyên sâu như thế. Phó Chủ tịch không phải là người hay nói mà là một người rất khiêm tốn. Nhã nhặn nhưng nói câu nào chất câu đó, Qua Tĩnh khá tôn trọng Phó Chủ tịch, đây là một người công tác lâu năm ở Ban Bí Thư, đối với việc xây dựng công tác tư tưởng chính trị và đội ngũ cán bộ thì nắm rất chắc, rất chuẩn nên trao đổi về vấn đề sử dụng cán bộ trẻ tuổi vào lúc này không thể không khiến Qua Tĩnh có phần nghi hoặc. May là Phó Chủ tịch chủ động phá vỡ nghi hoặc của Qua Tĩnh, nói chuyện cùng cô về một vài quan điểm và ý nghĩ của mình. Từ tháng 4 đến tháng 6 sang năm là thời gian các tỉnh tham gia tuyển cử đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 17, nói cách khác thì trong vòng 2 tháng các tỉnh phải hoàn thành việc tuyển cử đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 17, một số điều chỉnh, bố trí theo dự tính cũng phải tiến hành. Một số lãnh đạo chủ yếu một vài tỉnh bởi vì đến tuổi hoặc vì luân chuyển cán bộ đều phải điều chỉnh trong lúc này, mà Trung ương thì lại có ý định thêm hành động mới để mở rộng phạm vi lần điều chỉnh này, trong đó đề bạt. Phân công cán bộ trẻ tuổi, tư tưởng cởi mở, giỏi cải cách đến các cương vị trọng yếu cũng là một bước đi trong đó. Quyển 19, chương 18. Nếu như nói Phó Chủ tịch chỉ đề cập đến đề tài mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ tuổi vào cương vị trọng yếu thì Qua Tĩnh sẽ không mẫn cảm như thế, dù sao Triệu Quốc Đống cũng mới từ Điền Nam đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển, thời gian đảm nhiệm cán bộ cấp phó bộ còn chưa tới 3 năm, nên Qua Tĩnh gần như không nghĩ tới vấn đề của Triệu Quốc Đống. Nhưng khi Phó Chủ tịch hỏi một vài quan điểm và ý kiến về chuyên mục, đối thoại, mấy ngày trước thì Qua Tĩnh lại thấy động tâm. Tên tiểu tử Triệu Quốc Đống này thực sự là quá may mắn. Qua Tĩnh cũng thầm thấy vui mừng thay cho Triệu Quốc Đống. Nếu như ngay cả lời này của Phó Chủ tịch mà Qua Tĩnh còn không nghe ra hàm ý thì há chẳng phải đã uổng công ngồi bấy lâu ở cái vị trí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương sao? Trên thực tế thì Phó Chủ tịch có tác dụng chính trong việc đưa Triệu Quốc Đống đến vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, điểm này Qua Tĩnh cũng mơ hồ biết được, Chư Hiền vẫn giữ thái độ phản đối với việc điều chỉnh Triệu Quốc Đống nhanh như vậy nhưng sau cùng lại vẫn đồng ý điều chỉnh Triệu Quốc Đống, có thể tưởng tượng ra trong tình hình đó thì còn ai có thể thuyết phục được Chư Hiền nữa đây. Thực tế thì lần điều chỉnh này Chư Hiền và mình đều đã có cơ cấu đại khái rồi, Hội nghị Thường vụ Bộ Chính trị vừa qua cũng đã mơ hồ mang mục đích gì đó. Mặc dù còn chưa hình thành rõ ràng điều gì nhưng với vai trò là chủ quản công tác tổ chức đảng vụ nên Phó Chủ tịch hẳn sẽ hiểu rõ một cách thấu triệt ý đồ của Trung ương. Mà Chư Hiền và mình cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ của Phó Chủ tịch từ sớm, đó chính là chuẩn bị bước đầu cho công tác điều chỉnh nhân sự, để đến khi Trung ương tiến hành điều chỉnh thì có thể đưa ra được người và phương án trong thời gian nhanh nhất. Trước đó một vài địa phương đã tiến hành điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt đảng, chính quyền. Đưa cán bộ trẻ có tinh thần phát triển đến cương vị trọng yếu kết hợp với chuyên mục, đối thoại, vừa rồi để mà suy xét thì có rất nhiều điều đã dần sáng tỏ. 37 tuổi, năm nay Triệu Quốc Đống mới 37 tuổi mà đã có khả năng leo lên cấp bộ trưởng, hơn nữa còn có khả năng cực lớn đảm nhiệm chủ tịch một tỉnh, có thể nói từ sau cải cách mở cửa cho tới nay là điều chưa từng có. Đương nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Phó Chủ tịch đã đưa ra một vài quan điểm của Trung ương, phải tăng cường trẻ hóa cán bộ hơn nữa. Chính là đưa một vài cán bộ trẻ đến những cương vị trọng yếu, những cán bộ trên 60 tuổi cần phải dần dần lui ra sau sân khấu chính trị. Chỉ có điều Triệu Quốc Đống xen lẫn vào trận chiến này thì không khỏi quá khiến kẻ khác để ý rồi. Khi Triệu Quốc Đống tới văn phòng của Qua Tĩnh cũng đã đến giờ tan tầm, hành lang không một bóng người nên rất yên tĩnh. Triệu Quốc Đống tới liên hệ xong thì thư ký của Qua Tĩnh đưa Triệu Quốc Đống vào trong. Sao rồi, thời gian qua bận nhiều vậy sao? Qua Tĩnh ra hiệu Triệu Quốc Đống vào ngồi. Ngay cả chỗ tôi cũng không có thời gian tới. Qua tỷ, có thể không bận được sao? Đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển chưa có thoải mái được lúc nào cả. Ý kiến của chủ nhiệm quyền quân gây ra rất nhiều tranh luận trên mạng Sina và Thiên Hạ, nhất là lĩnh vực kinh doanh dầu thành phẩm, vốn nhà nước, tư nhân và vốn nước ngoài bây giờ đấu nhau kịch liệt.
việc này vốn là quyền hạn xét duyệt của Bộ Thương mại nhưng do liên quan đến an toàn năng lượng của nước ta, nhất là vào thời điểm giới đầu tư nước ngoài sải bước tiến vào trong nước với quy mô lớn, có một vài vấn đề thì Ủy ban Kế hoạch Phát triển phải phát biểu quan điểm và ý kiến của mình. Bộ Thương mại cũng rất thận trọng đối với vấn đề này, hy vọng mấy bộ ngành cùng tiến hành nghiên cứu, hiệp thương. Trong thời gian này tôi chủ yếu làm về việc này. Triệu Quốc Đống giải bày một cách thành thật. Ừ, xem ra cậu càng lúc càng bắt nhịp được với Ủy ban Kế hoạch Phát triển đó. Qua Tính khẽ gật đầu. Có thích công tác hiện giờ không? Điều này còn phải xem nói như thế nào, nơi này là địa phương tốt nhất để học tập và rèn luyện, có thể mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức, tăng cường năng lực, mài giũa, cũng có thể làm được một ít việc mà mình vốn vẫn muốn làm. Ánh mắt của Triệu Quốc Đống có phần xa xăm. Cái cảm giác làm thành một chuyện rất tuyệt nhưng nếu muốn làm thành một chuyện trong vòng một năm thì quá khó, hơn nữa còn bị rất nhiều nhân tố khác kìm hãm. Bề ngoài thì anh tỏ ra làm được nhưng hiệu quả thực tế thì lại chưa chắc có thể khiến anh hài lòng, nhất là khi chủ thể thực hiện, trách nhiệm là chính quyền tại địa phương, cho nên có đôi khi cũng sẽ rất thất vọng. Nói như vậy tức là có buồn có vui. Qua Tính hỏi ngược lại một câu. Tự cậu đánh giá xem một năm vừa rồi làm được như thế nào. Nửa vui nửa buồn. Tôi cảm thấy mình làm cũng được, ít nhất thì cũng làm được một hai công tác thực tế. Triệu Quốc Đống nói với giọng khá tự hào. Không uổng đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển một chuyến, cho nên tôi hy vọng trong năm nay còn có thể làm xong một hai chuyện, cho dù là một chuyện thì cũng thỏa mãn rồi. Qua Tính có thể hiểu được tâm tình của Triệu Quốc Đống, tên này là một người muốn làm thực tế, hắn thậm chí không quá để ý tới quan điểm của cấp trên và đồng liêu, hắn chỉ muốn làm những việc mà hắn cho rằng đáng làm. Đây là điều mà Qua Tính thích nhất ở Triệu Quốc Đống, con người ta nếu như không có lý tưởng để theo đuổi thì người đó thực sự chỉ là một chính khách quan liêu mà thôi. Triệu Quốc Đống không phải là người lọc lõi trên chốn quan trường, thành bại một chuyện cụ thể rất khó gây gợn sóng trong lòng bọn họ, cái mà bọn họ theo đuổi chính là thái độ của cấp trên. Qua Tính không biết những người này rốt cuộc là thành thục, tỉnh táo cộng thêm thực tế hay là hoàn toàn đánh mất nhiệt tình công tác, theo đuổi lý tưởng một cách yếu đuối. Tóm lại là cô không quá thích loại cán bộ này, cô sợ bọn họ dù có kinh nghiệm phong phú, lý lịch có tỉ mỉ đến đâu nhưng nếu như không có lý tưởng công tác thì tất cả đều uổng phí. Quốc Đống, công tác do cậu phụ trách ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển đích thực khiến nhiệt huyết người ta sục sôi, từ cấp độ vĩ mô bắt đầu thúc đẩy lĩnh vực kinh tế quốc gia thay đổi. Sự thành công này chỉ e là rất nhiều người không thể cảm nhận được mà lại tha thiết mơ ước, nhưng tôi thấy hình như cậu vẫn không quên được lúc công tác dưới địa phương, không biết trực giác này của tôi có sai hay không. Lời của Qua Tính đã xé toạc đám sương mù vẫn luôn vương vấn trong lòng Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng thấy chấn động. Khả năng quan sát và trực giác của Qua Tính thật là kinh người, chỉ từ việc tiếp xúc với mình mà có thể cảm nhận được khát vọng công tác dưới địa phương cung cấp, có lẽ mình có tình cảm với địa phương. Nếu đổi là một người khác thì có lẽ sẽ bằng lòng đi tiếp cái bến đỗ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, mình mặc dù cũng thấy phong phú nhưng Thủy Chung vẫn có cảm giác khu vườn này dù tốt nhưng lại không thấy lưu luyến như ở nhà, hắn lại càng khát vọng có thể đến địa phương để xây dựng và thay đổi, biến địa phương đó trở thành thiên đường. Triệu Quốc Đống không biết khát vọng này đều có ở mỗi một lãnh đạo hay không, nhưng hắn đích thực như thế, giống như ở Ninh Lăng vậy, chứng kiến một nơi hoang vu dưới sự quản lý của mình đã trở nên tươi tốt, cứ nhìn cảnh tượng dân chúng tươi cười rạng rỡ, một con đường quốc lộ được khởi công, rồi thì dòng người qua lại tấp nập, nhìn thị trường hàng hóa sung túc là hắn lại có cảm giác tự hào khó nói thành lời. Hắn thậm chí còn thấy mình giống như quan phụ mẫu thời phong kiến, nhưng hắn không cho là điều này có gì không tốt cả. Qua Tỷ, tôi cũng không muốn giấu giếm gì, mặc dù tôi cảm thấy làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển rất thuận lợi, nhưng đúng như chị nói, trong thâm tâm tôi vẫn có mong muốn trở lại địa phương thoải mái tung cánh một phen. Tôi thừa nhận một năm công tác vừa rồi tại Ủy ban Kế hoạch Phát triển cực kỳ quan trọng đối với tôi, có thể nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá, giống như bù lấp những thiếu sót về năng lực công tác của tôi trong một năm ở Điền Nam, lợi ích mà nó mang lại khó có thể hình dung được đối với công tác sau này của tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy tất cả những điều này đều là bước chuẩn bị để tôi xuống địa phương ngày sau, thực sự tôi có loại cảm giác và khát vọng này. Triệu Quốc Đống nói với giọng chân thành, vẻ mặt cũng lộ rõ sự thăng hoa sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ cũng khiến Qua Tính cảm khái lây, vận mệnh bao giờ cũng coi trọng người có chuẩn bị, ai nói Triệu Quốc Đống chỉ biết cắm đầu kéo xe mà không biết ngẩng đầu nhìn đường chứ. Quốc Đống, như vậy là tốt rồi, tôi cũng không định giấu giếm cậu, nhưng bây giờ tin tức này mới chỉ là một xu hướng. Còn xa mới nói đến bố trí cụ thể. Tôi chỉ muốn cậu sớm chuẩn bị tâm lý, giả dụ, nhớ ký,
tôi chỉ nói là giả dụ vì loại chuyện này tôi cũng không nên tiết lộ sớm cho cậu biết, có lẽ sẽ đảo loạn tâm tư của cậu, nhưng tôi cho rằng mấy năm nay cậu liên tục điều chỉnh qua mấy địa phương, tố chất, tâm lý cũng có năng lực thích ứng nhất định rồi, do đó tôi vẫn quyết định nói với cậu. Qua Tĩnh nói có phần lộn xộn, có lẽ là cũng chưa cân nhắc kỹ càng về vấn đề này, hơi ngừng lại một chút rồi như hạ quyết tâm nói. Ngày hôm qua Phó Chủ tịch có nói với tôi một ít quan điểm và ý kiến về vấn đề sử dụng cán bộ trẻ tuổi, chắc hẳn Phó Chủ tịch đại biểu một vài ý kiến của giới cao tầng Trung ương, chủ yếu là vì tuyển cử đại biểu và bước tiếp theo vào năm sau. Trung ương dự định đẩy nhanh trẻ hóa cán bộ thêm một bước nữa, bồi dưỡng một lãnh đạo trẻ có tố chất chính trị vững vàng, năng lực công tác và thành tích nổi trội, tư duy rộng mở, dám cải cách đổi mới, đưa nhóm người này lên cương vị trọng yếu, tôi cảm thấy Phó Chủ tịch rất coi trọng cậu. Phó Chủ tịch rất coi trọng tôi. Triệu Quốc Đống khá kinh hãi, miệng há hốc hồi lâu không khép lại được, hắn không ngờ sự biến động về chức vụ của mình lại có nguồn gốc từ quan điểm của Phó Chủ tịch. Đương nhiên, không chỉ có cậu, Phó Chủ tịch cũng có ấn tượng rất sâu về nhóm lãnh đạo trẻ tuổi như cậu, nhưng tôi cảm thấy Phó Chủ tịch có ấn tượng đặc biệt về cậu. Qua Tĩnh mỉm cười, dĩ nhiên không loại trừ việc Phó Chủ tịch biết quan hệ giữa mình với Triệu Quốc Đống không tệ, nên để lộ chút quan điểm này có lẽ là muốn gợi ý với mình. Bây giờ Trung ương mới chỉ có ý đồ này nhưng vẫn chưa chính thức xác định. Tôi đoán phải đến hội nghị thường vụ Bộ Chính trị năm nay mới có thể xác được, rốt cuộc cậu có thể lọt vào mắt bên trên hay không thì còn chưa rõ ràng lắm, nhưng tôi hy vọng cậu có sự chuẩn bị tư tưởng về phương diện này. Quyển 19, chương 19. Sau khi ra khỏi phòng của Qua Tĩnh thì Triệu Quốc Đống muốn tìm một nơi yên tĩnh để tỉnh táo lại. Mặc dù Bắc Kinh vào tháng 2 vẫn rét lạnh nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm thấy nhiệt độ này vẫn chưa đủ. Lúc này hắn rất muốn đứng trên một đỉnh núi nào đó, để cho gió núi đóng băng đầu óc của mình và rồi khi nhiệt huyết sục sôi thì mình có thể hét to phát tiết tâm tình mà không cần cố kỵ điều gì. Mặc dù chỉ là một khả năng nhưng cũng đủ để máu trong người Triệu Quốc Đống sôi lên, lời của Qua Tĩnh đã phơi bày một đại lộ trước nay chưa từng có trước mắt mình. Có lẽ con đường này rải đầy bụi gai hoặc là bẫy dập khắp nơi nhưng ít nhất thì đây cũng là một đại lộ có thể nhìn được hy vọng và mục tiêu phía trước. Một đại lộ đủ để mình phấn đấu đạp bằng mọi chông gai suốt đời, làm quan là vì cái gì, không phải là cầu thỏa mãn được chí nguyện to lớn, thực hiện được tham vọng của mình sao? Giai đoạn đầu ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển đúng là không quá thuận lợi, nhưng bây giờ thì mình đã ổn rồi, ngay cả Tằng Quyền Quân cũng đã dần tiếp nhận một vài quan điểm của mình, địa vị của mình trong lòng đối phương cũng từ từ tăng lên, việc này có thể thấy được qua sự thay đổi thái độ của Đồng Lập Quốc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà mấy công tác mình được phân công quản lý cũng nhận được khen ngợi đáng giá, ít nhất cũng có thể khiến lãnh đạo bên trên và mọi người bên dưới thấy rõ ràng. Ngành công nghiệp phân bón hóa học cũng đã tìm được đường ra, giá cả phân bón hạ xuống, điều này là rõ như ban ngày, chỉnh hợp ngành thép, có chửi mắng, có vỗ tay tán thưởng, có bùi ngùi, sụt xịt nhưng không ai dám phủ nhận rằng đây là bước đi bắt buộc phải có. Việc thanh lý những công ty nhỏ lẻ gây ô nhiễm đã đạt được những hiệu quả bước đầu. Mặc dù còn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề nhưng ít ra cũng đã không còn qua loa như trước kia. Điều kiện ước định giữa Triệu Quốc Đống với các tỉnh đó chính là có thể tạm hoãn đóng cửa các công ty khó khăn nhưng nếu vấn đề môi trường mà nghiêm trọng thì phải đóng cửa, mà đã đóng cửa thì không thể cho phép mở cửa lại, đồng thời cũng không cho phép mở công ty tương tự, phải làm được ba điều này. Đây đã thành văn bản hình thức ràng buộc giữa Triệu Quốc Đống với lãnh đạo các tỉnh, và sẽ căn cứ trách nhiệm vào đây. Muốn một gậy đập phát chết tươi là không hợp với thực tại, như vậy không bằng lùi một bước tìm bước tiếp theo, trước tiên cứ ngăn chặn những khả năng mới có thể xuất hiện, việc trọng điểm là đóng cửa nếu vấn đề môi trường nghiêm trọng, phòng ngừa mở lại. Làm được ba điều này theo Triệu Quốc Đống thấy cũng đã rất khó rồi, nhưng nếu như cố gắng thì vẫn có thể làm được, cho nên hắn thà rằng nới lỏng chính sách một chút nhưng thực hiện phải kiên quyết. Điều này cũng nhận được sự nhất trí đồng ý của Tằng Quyền Quân và các tỉnh. Tằng Quyền Quân và các tỉnh đều có lo lắng Triệu Quốc Đống chỉ xoáy vào những chuyện vụn vặt, không nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, như vậy chẳng những khiến quan hệ giữa địa phương với ủy ban sẽ xấu đi mà hiệu quả cũng không tốt. Trước tiên cứ nói dứt khoát tránh sau này không bị loạn, nếu như tỉnh nào để xảy ra vấn đề thì ủy ban kế hoạch phát triển có dùng, thượng phương bảo kiếm chảm bọn họ thì bọn họ cũng không oán. Có lẽ biểu hiện của mình tại ủy ban kế hoạch phát triển phù hợp với ý đồ của lãnh đạo. Vừa thực hiện được yêu cầu khẩn trương trẻ hóa cán bộ của Trung ương lại vừa có thể bồi dưỡng được đầu tàu cho nhóm cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi. Tóm lại, mình coi như đã bị vây vào trong vòng rồi, mặc dù chưa chắc có thể thoát ra nhưng ít nhất cũng coi như là một viên ngọc tỏa sáng xung quanh đi.
tới Hương Sơn, một công viên ở Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống ngồi trên xe trầm tư một hồi lâu rồi đột nhiên nói. Lão tài xế họ Ngô cùng Âu Dương Cẩm Hoa đều khá kinh ngạc nhưng không dám nói gì, lão Ngô liếc nhìn Âu Dương Cẩm Hoa một cái rồi khởi động xe, từ từ lái đi. Thôi vậy, lão Ngô, cứ đi lòng vòng trên đường 2-3 vòng đi, tôi muốn nghĩ vài chuyện. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài thì mới nhận ra giờ đã hơn 7 giờ, sắc trời đã tối mịt rồi. Sau đó tìm chỗ nào đó ăn cơm. Có một số việc không thể nói với người khác cũng thực sự là một loại thống khổ khó tả. Triệu Quốc Đống rất muốn tìm một ai đó để thổ lộ một chút nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại không tìm được người nào đó thích hợp cả. Lưu Nhược Đồng vốn là người thích hợp nhất nhưng giờ sắp sang năm mới rồi. Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO, chỗ cô tới Bát Ngao, khu nghỉ mát trên đảo Hải Nam họp, nghe nói nước Nga cũng tới tiến hành giao lưu. Triệu Quốc Đống đoán có khả năng là giao lưu hợp tác về phương diện tình báo cho nên mới tránh họp ở Bắc Kinh vốn dễ gây ồn ào để tới Bát Ngao khá vắng vẻ này. Cù Vận Bạch cũng là một đối tượng thích hợp. Triệu Quốc Đống cũng chẳng hề kiêng kỵ gì cô cả, nhưng giờ công việc của Cù Vận Bạch rất nhiều, hơn nữa hai bên cách xa nhau mấy ngàn km nên không tiện cho lắm. Điều này khiến cho hắn có cảm giác rút kiếm mà lòng lại mờ mịt. Công tác trọng tâm năm tới không tính là nhiều nhưng chuyện lại vụn vặt, phức tạp, rất nhiều cái phải lùng sục vào, cũng may năm cục bên dưới và phó trưởng ban thư ký của mình đều lão luyện cho nên cũng làm cho Triệu Quốc Đống nhẹ lòng không ít. Cuối năm các tỉnh đều chạy lên ủy ban là chuyện không thể tránh được. Hội nghị, tổng kết, tiệc rượu, tiệc cơm có thể xếp thành một danh sách dài. Loại chuyện này Triệu Quốc Đống đã quá quen nên ra một nguyên tắc để Âu Dương Cẩm Hoa đi bố trí rằng, hễ là lời mời của công ty, hội nghị thì có thể đến phát biểu ngắn gọn nhưng không ăn cơm, hễ là lời mời từ các tỉnh nếu có lãnh đạo từ phó chủ tịch tỉnh trở lên tham gia thì về nguyên tắc sẽ phải đi và cố gắng không phải dùng tới xe, nếu như thực sự không bố trí được thì có thể chọn một nơi nào đó ở gần, như vậy thuận tiện nhiều cái. Cứ vào thời điểm này hàng năm thì đều vừa bất đắc dĩ vừa đau khổ, hội nghị và ăn tiệc liên tục hơn 10 ngày có thể khiến một người khỏe như Châu cũng phải ngã. Đây là tình hình chung ở Trung Quốc, chẳng trách nói rằng nếu xóa bỏ được các khoản chi tiêu công quỹ thì mỗi năm chi phí hành chính mỗi đơn vị sẽ giảm đi không biết bao nhiêu, đồng thời cũng khiến nhiều địa điểm tổ chức ăn chơi giải trí đóng cửa rồi thì nhiều người thất nghiệp. Đây tựa như đã trở thành một nghịch lý rồi. Trương Hoành Vĩ thấy đầu hành lang kia vẫn sáng đèn nên thoáng trầm ngâm nhưng rồi vẫn cất bước qua đó. Âu Dương, chủ nhiệm Triệu còn chưa xong việc sao? Nhìn thấy Âu Dương Cẩm Hoa còn đang cúi đầu sửa sang văn kiện là Trương Hoành Vĩ biết chắc Triệu Quốc Đống còn chưa đi. Cục trưởng Trương, hình như sếp còn đang xem gì đó, ngài tìm chủ nhiệm Triệu sao? Âu Dương Cẩm Hoa đứng dậy nói. Không, tôi chỉ xem chủ nhiệm Triệu xong việc chưa và có kế hoạch gì hay không. Nếu như không có thì mấy người chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa cơm. Trương Hoành Vĩ cười nói. Tối nay sếp có một cuộc hẹn, hình như là khách từ An Nguyên tới, để tôi hỏi giúp ngài một chút. Âu Dương Cẩm Hoa rất biết chừng mực, quan hệ giữa Trương Hoành Vĩ với sếp rất mật thiết. Nhiều lúc ra ngoài thì sếp đều kêu Trương Hoành Vĩ đi cùng nhưng hôm nay thì tình hình có hơi đặc biệt. Hình như là mấy thuộc hạ cũ của sếp ở An Nguyên tới chúc Tết, do đó tối nay sếp gạt luôn mấy kế hoạch mà cô bố trí từ trước. Từ đó đủ thấy sự coi trọng của sếp, cho nên sếp có thể đưa cục trưởng Trương đi cùng hay không thì cô không chắc cho lắm. Hùng Vĩ, vào đi. Triệu Quốc Đống không ngẩng đầu lên mà cứ cúi nhìn cái gì đó trên tay. Nếu bữa cơm của anh không có gì quan trọng thì đi ăn cơm cùng tôi đi, có mấy đồng nghiệp cũ từ An Nguyên và Điền Nam tới, đã lâu rồi không gặp nhau nên muốn ăn cơm và tâm sự. Bữa cơm tối nay làm cho tôi có cảm giác chờ mong như The Dream Factory, Giáp Phương Ất Phương, Nhà Máy Ước Mơ. Bộ phim mở đầu khái niệm, phim Tết, của đạo diễn Phùng Tiểu Cương năm 1997, giống như kiểu nhìn thấy tôm hùm là buồn nôn nhưng lại hứng thú với bản thức ăn dân dã và rượu ngon. Ha ha, chủ nhiệm Triệu, việc này đúng là khó tránh được, phong tục tập quán của người Trung Quốc chúng ta chính là muốn giữ gìn tình cảm từ năm trước qua năm sau, cả năm toàn là công vụ chỉ có lúc này mới là tình cảm tư nhân, đây là phong tục tập quán của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Trương Hoành Vĩ tỏ ra khá thoải mái trước mặt Triệu Quốc Đống. Đều là đồng nghiệp cũ của ngài sao? Trong một năm vừa rồi thì quan hệ giữa hắn và Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng vào giai đoạn hòa hợp, Triệu Quốc Đống cũng không coi hắn là cấp dưới mà nhiều lúc xem như là đồng nghiệp tương giao ngang hàng. Hắn cũng rất thích hưởng thụ loại đối xử này, đương nhiên hắn cũng có thể nắm chắc chừng mực, lãnh đạo có biểu hiện như vậy cũng không có ý nghĩa rằng anh có thể không kiêng nể gì, được sủng mà kiêu thì kết quả thường rất thảm hại. Ừ. Đều là đồng nghiệp cũ cả, Trung Dược Quân thì chắc anh nhớ chứ, có một lần ăn cơm cùng nhau rồi, lần này còn có thị trưởng Tiêu Phượng Minh,
ngoài ra còn có một người từ Ninh Lăng tới, bây giờ là phó chủ tịch thị xã Hồng Sơn ở Điền Nam và còn có hai bí thư huyện ủy hai huyện nữa. Triệu Quốc Đống cũng không giấu Trương Hoành Vĩ, đám cán bộ bên Ninh Lăng hẹn nhau tới đây nên hắn cũng không thể tránh được, dù sao cũng không thể cấm mọi người tới đây gây náo nhiệt được, còn có 10 ngày nữa là tới Tết rồi, càng cuối năm mọi người càng bận, ước hẹn nhau thì gộp chung lại ngày này luôn. Được rồi, tôi sẽ thoái thác bữa cơm bên kia, hai ngày nay đều ăn tiệc, tôi cũng giống ngài, ăn thì khó chịu nhưng không đi không được. Hiện nay đồng nghiệp cũ của ngài chắc không tới quán ba chứ? Trương Hoành Vĩ cười hì hì đáp ứng. Bọn họ đều biết thói quen của tôi rồi nên sẽ không quá phận, đương nhiên sắp sang năm mới rồi, có rượu thì mới dễ tăng không khí. Tôi cũng muốn tìm một cơ hội tâm sự với bọn họ, thường ngày mấy người bọn họ cũng đi lại liên miên, nếu không làm vậy thì tình cảm sẽ phai nhạt đi mất. Triệu Quốc Đống nói khá bùi ngùi. Chủ nhiệm Triệu đúng là người niệm tình cũ, đi mấy năm rồi mà các thuộc hạ vẫn nhớ tới ngài, thật không dễ gì. Trương Hoành Vĩ cũng thấy Triệu Quốc Đống rất có mị lực về tính cách, đi mấy năm rồi mà một đám cán bộ Ninh Lăng vẫn còn nhớ đến hắn, đến Bắc Kinh lần nào cũng đều tới thăm hỏi. Tuy thân phận hiện giờ của Triệu Quốc Đống đã khác trước nhưng nếu như cảm tình mà lạnh nhạt thì người ta đã không tìm tới cửa. Ngay cả mình tiếp xúc với đối phương trong khoảng thời gian này cũng có thể cảm nhận được bề ngoài thì Triệu Quốc Đống tỏ ra rất tài năng, cá tính nhưng đám cấp dưới đi cùng thì lại rất thoải mái, tự nhiên. Quyển 19, chương 20. Không khí trong phòng rất náo nhiệt, Triệu Quốc Đống dẫn theo Trương Hoành Vĩ cùng Âu Dương Cẩm Hoa tới thì mấy người Trung Dược Quân đã sớm chờ ở đây. Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh, Tăng Lệnh Thuần, Lỗ Năng, Mã Nguyên Sinh, Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng, Đường Diệu Văn. Ngoài ra còn có Hoắc Vân Đạt, về cơ bản đây đều là người Triệu hệ. Đương nhiên Triệu Quốc Đống chỉ có từng này thân tín. Thực tế Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng vẫn duy trì quan hệ liên lạc với hắn, mà Chủ tịch huyện Hoa Lâm, Cát Thành cũng được Triệu Quốc Đống coi trọng. Lúc Triệu Quốc Đống ở Điền Nam, Cát Thành nhân lúc đi công tác từng tới Côn Châu gặp hắn. Lúc Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh, Cát Thành cũng tới gặp một lần. Chẳng qua Thôi Tú Phu, Chu Trọng cùng với Cát Thành do thân phận là Chủ tịch huyện. Lại là người tiến vào vòng tròn sau nên dù từ tình cảm hay quan hệ cũng khó so sánh được với mấy người kia. Vì thế lần này Trung Dược Quân hay Tiêu Phượng Minh không tính tới bọn họ. Ngay cả ba người Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng cùng Đường Diệu Văn do Tiêu Phượng Minh chủ động nhắc tới thì Trung Dược Quân mới đồng ý. Vưu Liên Hương và Trúc Văn Khôi không tới. Một người làm thị trưởng nên không tiện, một là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh nên cũng không thể đi nổi. Trúc Văn Khôi còn gọi điện tới xin phép với Triệu Quốc Đống. Chủ nhiệm Triệu, hay là uống bích ngọc nhũ đặc sản của Ninh Lăng chúng ta đi. Tôn Trường Phú đúng là lợi hại, y biến loại rượu này thành rượu bổ dưỡng cho sức khỏe. Chẳng qua bây giờ sản xuất quá nhiều tuy chất lượng không vấn đề gì nhưng tôi cảm thấy không thơm ngon như trước. Tiêu Phượng Minh giơ chai rượu lên nói. Đây là hàng từ trước nên mới ngon. Cục trưởng Trương, thư ký Âu Dương nếm thử, rượu của Ninh Lăng chúng tôi không thua gì so với Mao Đài Ngũ Lương Dịch đâu. Lão Tiêu. Anh nói quá không đó. Mao Đài Ngũ Lương Dịch là rượu trắng, anh đây là rượu bổ, người chính thức uống rượu không mấy ai uống loại này, lo không đủ uống. Lỗ Năng trêu ghẹo. Giá thì đắt, uống cái này mọi người cũng phải suy nghĩ. Lão Lỗ, nếu vậy thì anh đừng uống. Tiêu Phượng Minh cười cười nhìn đối phương. Ý của anh là bí thư Dược Quân không nỡ mời rượu Ngũ Lương Dịch hả? Hay là hai chúng ta không uống bích ngọc nhũ, Mao Đài Ngũ Lương Dịch tùy anh chọn. Anh chọn đi, tôi tin ở đây không bán hàng giả cho chúng ta. Trung Dược Quân uống hơi kém nhưng Tiêu Phượng Minh không yếu. Lỗ Năng uống mặc dù hơn Trung Dược Quân nhưng không phải đối thủ của Tiêu Phượng Minh. Bị Tiêu Phượng Minh ép như vậy, y đúng là thua. Chẳng qua về mồm miệng thì Lỗ Năng không thua ai. Lão Tiêu, tôi chỉ lấy việc nói việc. Hôm nay chúng ta lên Bắc Kinh để làm gì, không phải tìm náo nhiệt sao? Chẳng lẽ còn tham một chén rượu ư? Chủ nhiệm Triệu còn chưa nói gì. Đâu tới lượt anh đề nghị. Thấy thái độ của Lỗ Năng đã mềm đi, mấy người khác đều nở nụ cười. Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ. Lỗ Năng mồm miệng không thua ai nhưng Tiêu Phượng Minh chỉ dùng cách đơn giản đã thắng. Hôm nay nếu mọi người lên Bắc Kinh đương nhiên phải tận hứng. Bích Ngọc Nhũ tôi rất thích uống, nếu có cơ hội tôi không uống mấy loại khác mà uống rượu này. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Hoành Vĩ và Âu Dương phải làm chứng cho tôi đó. Trương Hoành Vĩ cùng Âu Dương Cẩm Hoa đều gật đầu. Triệu Quốc Đống đây là nói thật, ở Bắc Kinh hắn không tránh được phải đi tham gia nhiều bữa ăn. Hắn tuy uống giỏi nhưng không thích uống rượu trắng cho mấy.
vì thế rượu Bích Ngọc Nhũ Ninh Lăng là lựa chọn tốt nhất của hắn. Cốp xe Audi lúc nào cũng có hai thùng rượu Bích Ngọc Nhũ, cần là lập tức lấy ra được. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, theo ý của Triệu Quốc Đống là mọi người ngồi ăn chú ý hoàn cảnh không cần quá quy cách. Chọn nơi thích hợp, yên tĩnh, chỉ như vậy mà thôi. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cũng chú ý thấy Triệu Quốc Đống tới dự tiệc mang theo Trương Hoành Vĩ cùng Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương Cẩm Hoa là thư ký của Triệu Quốc Đống nên coi là người tri kỷ của Triệu Quốc Đống. Còn Trương Hoành Vĩ kia thì Trung Dược Quân tới hai lần Trương Hoành Vĩ đều có mặt, lần trước không nói, đây là trùng hợp gặp phải. Nhưng lần này lại khác, từ thái độ của Trương Hoành Vĩ làm Trung Dược Quân nghiền ngẫm ra không ít điều. Xem ra Triệu Quốc Đống rất tin tưởng Trương Hoành Vĩ. Mấy người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện đương nhiên không tránh được nhắc tới thay đổi cục diện chính trị ở tỉnh An Nguyên. Thôi Hồng An cuối năm vừa rồi điều tới làm giám đốc sở xây dựng. Đậu Tái Viễn, phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng tỉnh ủy đến làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương, đây coi như an bài không sai. Nhưng Triệu Quốc Đống lại biết Đậu Tái Viễn kiêm chức chánh văn phòng tỉnh ủy không lâu sau khi mình đi. Vị trí này rất quan trọng, nếu làm tốt thì 3-4 năm sau có lẽ lên chức làm phó chủ tịch tỉnh. Thậm chí trực tiếp làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng không có gì bất ngờ. Đậu Tái Viễn làm chánh văn phòng tỉnh ủy 2 năm đã xuống địa phương, nhìn như nắm một nơi nhưng người sáng suốt đều biết đó là Lăng Chính Dược muốn đẩy Đậu Tái Viễn đi. Trần Anh Lộc làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy như vậy phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng tỉnh ủy phải là người được Trần Anh Lộc tin tưởng. Đậu Tái Viễn tới Vĩnh Lương coi như được trọng dụng. Thôi Hồng An vừa đi, Vĩnh Lương như rắn không đầu, Lam Quang bây giờ cũng rất buồn bực. Nếu như lão Thôi còn làm tiếp 2 năm nữa thì y rất có thể kế nhiệm. Bây giờ thì hay rồi, Đậu Tái Viễn bị đẩy xuống và không biết ở vị trí bí thư thị ủy mấy năm. Lam Quang nếu muốn tiến bộ thì phải tính tới việc đi ra ngoài. Lỗ Năng bây giờ đảm nhiệm phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nên thoải mái hơn mấy người Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh nhiều, nói chuyện cũng không e ngại mấy. Theo lời của y thì ban tuyên giáo chỉ từng đó công việc, mỗi ngày y chỉ mất 2 tiếng là xử lý xong. Thôi Hồng An coi như tới vị trí khá tốt, tôi còn tưởng tỉnh ủy đuổi hắn tới làm cục trưởng cục bảo vệ môi trường nữa chứ. Tiêu Phượng Minh lạnh nhạt nói. Chủ tịch Tần khen ngợi Vĩnh Lương làm tốt công tác bảo vệ môi trường, tôi cũng cảm thấy đây gác Thôi Hồng An lên lò lửa. Cũng may Thôi Hồng An đến sở xây dựng coi như là an ủi. Hừ, anh đừng nghĩ trí tuệ chính trị của người khác đơn giản như anh. Thôi Hồng An làm mấy năm ở Vĩnh Lương không có công lao cũng có khổ lao. Long Ứng Hoa lúc ở Vĩnh Lương làm rất tốt, chẳng lẽ nói không có chút công lao nào của Thôi Hồng An. Bí thư Ứng lúc làm bí thư tỉnh ủy chú trọng vào bảo vệ môi trường, Vĩnh Lương bị phê bình suốt, Thôi Hồng An có thể không nghe lời sao. Nếu không bí thư Ứng đã sớm xử lý hắn. Lỗ Năng không cho là đúng, hắn không có gì phải e ngại nhiều như Tiêu Phượng Minh. Ai cũng biết kết cấu sản nghiệp của Vĩnh Lương là gì. Thôi Hồng An muốn điều chỉnh thì phải trả giá. Lúc ấy tôi như bí thư Ứng đã chỉ rất rõ ràng sự phát triển kinh tế các địa phương khác nhau phải có đánh giá khác nhau, không được vơ đũa cả nắm. Nhật báo An Nguyên còn chuyên môn coi Vĩnh Lương điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là tấm gương, là điển hình. Nhưng bây giờ thay đổi lãnh đạo chủ yếu nên mùi vị khác nhau. Đương nhiên lãnh đạo cũng có nói cho Vĩnh Lương anh mấy năm để điều chỉnh, chẳng lẽ anh còn chưa điều chỉnh xong? Chẳng lẽ điều chỉnh mãi không thôi sao? Mọi người đều hiểu tình hình của Vĩnh Lương là như thế nào? Có điều chỉnh Thôi Hồng An thì cũng có thể làm người ta tâm phục khẩu phục. Tôi thấy điều Thôi Hồng An tới sở xây dựng là nước đi rất cao, có thể bịt miệng không ít người. Không tới mức làm cho người ta thấy quá tuyệt tình. Nhưng đối với Thôi Hồng An mà nói có lẽ hắn rất lo lắng, con đường làm quan của hắn không biết đã tới đỉnh chưa. Lỗ Năng nói khá khắt khe. Đối với hắn mà nói thì trên đầu y sớm có chữ Triệu, Lăng Chính Dược sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bây giờ cũng may còn có Hắc Mộng Hiệp cản phía trước. Nhưng Lỗ Năng vẫn phải mang đuôi làm người, chỉ trước mặt đồng nghiệp cũ, lão lãnh đạo thì mới có thể phát tiết. Trung Dược Quân im lặng không nói. Thôi Hồng An điều tới sở xây dựng trông như rất bình thường, nhưng đối với các bí thư thị ủy mà nói lại rất lo lắng. Đẩy qua đẩy lại ở cùng cấp làm anh không có gì để nói. Vị trí chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh vẫn để trống, nghe nói Lăng Chính Dược vẫn chưa tìm được ai thích hợp. Điều này làm Trung Dược Quân có chút hồi hộp. Vị trí này thoạt nhìn quyền cao chức trọng nhưng đối với Trung Dược Quân mà nói lại không tốt. Vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng là vị trí tốt nhất để y cất cánh, nếu điều ngang cấp mình tới ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh thì đó là sự thất bại thảm hại. Bây giờ Trung Dược Quân lo nhất việc này, vì thế hắn từng cẩn thận hỏi Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Dương Kính Quang.
Dương Kính Quang cũng nói tỉnh ủy chưa xác định, Lăng Chính Dược rất chú trọng vị trí này cho nên rất thận trọng, Dương Kính Quang còn trêu nếu Trung Dược Quân muốn thì y đương nhiên hoan nghênh. Quyển 19, chương 21. Làm giám đốc sở xây dựng coi như tới đỉnh. Lão Lỗ, quan điểm này của anh từ đâu mà ra? Mã Nguyên Sinh cười ha hả nói. Bao người tranh nhau mà không tới được vị trí này đó. Hừ, Lão Mã, như anh như tôi có thể tới vị trí này thì ngủ cũng cười thầm. Nhưng đối với Thôi Hồng An mà nói lại khác, y là bí thư thị ủy ở Vĩnh Lương xếp hạng 4 hạng 5 về kinh tế của tỉnh. Lần này đẩy sang làm giám đốc sở xây dựng thì anh nói xem trong lòng có cảm thấy mất mát không? Người bình thường có thể chịu được không? Lỗ Năng lắc đầu nói. Cho nên chiêu này rất lợi hại, để anh làm ở vị trí đó mấy năm, bao hùng tâm tráng trí cũng mất sạch. Quan trọng nhất chính là tới Thôi Hồng An không minh bạch bị điều chỉnh khó có thể làm người ta phục. Ngụy Hiểu Lam xen lời. Thay đổi của Vĩnh Lương tôi thấy rõ nhất, chỉ riêng quyết tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường cả thị ủy Vĩnh Lương và lực độ thúc đẩy công việc này đủ để chứng minh Thôi Hồng An làm tốt trên cương vị bí thư thị ủy, cũng không làm dân chúng Vĩnh Lương thất vọng. Ngụy Hiểu Lam làm bí thư huyện ủy Thổ Thành ở ngay sát huyện Kim Lương Vĩnh Lương. Thị ủy, ủy ban Thổ Thành điều chỉnh kết cấu kinh tế rất lớn, mấy năm qua có hiệu quả rất rõ ràng. Mặc dù ảnh hưởng đến kinh tế địa phương ví dụ như hoàn toàn đóng cửa các công ty gây ô nhiễm môi trường cao, thị ủy Vĩnh Lương gần như yêu cầu bí thư huyện ủy các quận, huyện phải tiến hành gạt bỏ ung nhọt này. Đây là điều hiếm có nhưng bây giờ Thôi Hồng An lại thành vật hy sinh không khỏi làm Ngụy Hiểu Lam phải có suy nghĩ. Lần này Trúc Văn Khôi đến Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực, Ninh Lăng còn dư một phó thị trưởng. Ngụy Hiểu Lam vốn là người có hy vọng nhất nhưng Trung Dược Quân lại chọn Cổ Bình Nguyên khiến không ít người bất mãn. Ngụy Hiểu Lam cũng có chút mất mát, cô vốn nghĩ ứng viên sẽ là mình hoặc Đường Diệu Văn, không ngờ lại là Cổ Bình Nguyên. Vì thế cô bắt đầu có suy nghĩ rời khỏi Ninh Lăng, lần này cô lên Bắc Kinh chính là muốn nói chuyện này với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không tỏ thái độ ở vấn đề này. Dù sao hắn là người từ An Nguyên đi ra nên không tiện tỏ thái độ với cách làm của Ti An Nguyên. Như vậy dễ tạo thành mâu thuẫn không cần thiết. Về phần Thôi Hồng An đến sở xây dựng, Triệu Quốc Đống tin Lăng Chính Dược đã rất phí công suy nghĩ. Vừa muốn người ngoài không cảm thấy y là kẻ vua nào thần đấy, lại muốn có vị trí cho thân tín của mình. Triệu Quốc Đống thấy Trung Dược Quân khá yên lặng làm hắn có chút khó hiểu. Hắn cũng thấy tâm trạng Trung Dược Quân không quá vui chỉ là đối phương thể hiện không giống người chủ bữa tiệc hôm nay mà thôi. Dược Quân, giữa năm sẽ diễn ra đại hội đảng. Thị xã các anh đã chọn xong người tham gia đại hội đảng chưa? Triệu Quốc Đống tìm đề tài. Về cơ bản đã xác định xong, đến cuối tháng 5 tỉnh tổ chức đại hội đảng đến lúc ấy mới thật sự xác định. Trung Dược Quân gật đầu nói. Chủ nhiệm Triệu, nghe nói trước đại hội đảng thì các nơi sẽ có điều chỉnh nhất định. Triệu Quốc Đống nhìn Trung Dược Quân rồi thản nhiên nói. Chắc sẽ có một chút điều chỉnh, mấy năm trước An Nguyên thay đổi không nhiều cho nên 1-2 năm nay sẽ thay đổi lớn. Chẳng qua năm ngoái An Nguyên điều chỉnh khá rộng nên năm nay tôi đoán không có biến hóa quá lớn. Nhưng nghe nói Chủ tịch Tần cùng Bí thư Miêu cũng có khả năng rời đi. Tằng Lệnh Thuần lúc này cũng lên tiếng. Theo lý thuyết trong hai người bọn họ nhất định sẽ có người đi. Chủ tịch Tần là cán bộ vẫn ở tại tỉnh ta, làm hết một khóa chủ tịch. Bí thư Lăng mới tới thì không thích hợp rời đi, hơn nữa lời đồn Chủ tịch Tần phải đi đã có nhiều năm, kết quả người khác đi mình y chưa đi. Về phần Bí thư Miêu có lẽ không thể ngồi ở vị trí này thêm khóa nữa. Bây giờ còn chưa rõ, Trung ương điều chỉnh cũng cần cân nhắc nhiều mặt. Vị trí của Miêu Trấn Trung rất quan trọng không dễ động. Dù sao An Nguyên chúng ta năm ngoái thay đổi rất lớn, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó chủ tịch thường trực tỉnh để đi. Nếu Chủ tịch Tần đi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với toàn tỉnh, gây ảnh hưởng bất lợi cho phát triển kinh tế và sự nghiệp xã hội. Tôi nghĩ Trung ương sẽ cân nhắc tới điểm này. Lỗ Năng nói xen vào. Triệu Quốc Đống cũng thừa nhận quan điểm của Lỗ Năng rất có tính thuyết phục. Hơn 2 năm trước An Nguyên thay đổi tương đối nhỏ, tất cả tập trung vào năm trước. Bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh, trưởng ban tổ chức cán bộ, ba nhân vật quan trọng đều đổi. Nếu năm nay đổi chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy nữa thì gần như thay máu hoàn toàn An Nguyên, đây không phải việc tốt với sự phát triển của An Nguyên. Nhưng Miêu Trấn Trung cũng đã ở An Nguyên gần 10 năm. Trung ương có lẽ phải cân nhắc đôi chút. Trong này còn nhiều nhân tố không xác định. Tỉnh thay đổi thì không phải địa chúng ta có thể cân nhắc. Dược Quân, Phượng Minh, còn có Hiểu Lam, Giản Hồng cùng Diệu Văn, bây giờ mọi người cần nhất là làm tốt công việc của mình.
Tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng năm ngoái vẫn duy trì ở mức cao, chỉ còn kém Ando có một bước, nhưng tôi cảm thấy mọi người có thể chăm chú học tập chính sách tinh thần của kỳ họp thứ 6 vừa rồi. Đây thực ra là chuẩn bị cho đại hội đảng, nắm bắt phương hướng thiết thực kết hợp vào công việc của địa phương. Triệu Quốc Đống nói có ý gì, Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh cũng rõ ràng. Sau lần gặp trước thị ủy, ủy ban đã cố ý điều chỉnh phương hướng công việc, xây dựng nhà xã hội chẳng những được đẩy mạnh, hơn nữa còn hình thành một loạt chế độ quản lý và phát triển nhà xã hội, cũng trình sang đại hội đại biểu nhân dân thị xã thảo luận và tạo thành tiếng vang lớn ở Ninh Lăng. Nhất là ti, ủy ban đề xuất muốn coi nhân viên từ ngoài tới được đối xử công bằng về giáo dục, y tế với dân chúng địa phương, thị xã cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thiện và đền bù thiếu hụt, điểm này cũng khiến truyền thông chú ý. Một tổ công tác của Viện Khoa học Xã hội đã chuyên môn tới Ninh Lăng điều tra, tìm hiểu về cách quản lý và phục vụ dân cư từ ngoài tới, muốn tiến hành nghiên cứu theo chuyên đề. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Mộng Hiệp tự mình dẫn đoàn điều tra. Các nơi đều đã tổ chức học tập chính sách tinh thần của kỳ họp thứ 6, nhưng Ninh Lăng trong thời gian ngắn như vậy đã có phản ứng đúng là không nhiều. Nhất là Ninh Lăng nổi tiếng là đô thị mới phát triển đột nhiên thay đổi phương hướng đương nhiên khiến người ta chú ý. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của Ninh Lăng vẫn duy trì 35,4%, mặc dù giảm rõ rệt nhưng tăng trưởng GDP vẫn làm người ta sợ hãi. Ninh Lăng đã bám sát Ando, nếu năm nay có tốc độ tăng trưởng khoảng 20% thì nhất định sẽ vượt qua Ando. GDP tăng mạnh cũng là cơ sở tăng tài chính cho Ninh Lăng. Thu tài chính của Ninh Lăng hơn xa các địa phương khác, điều này khiến cho Ninh Lăng càng cẩn thận hơn khi khai thác bất động sản. Thị trường bất động sản Ninh Lăng phát triển không quá nhanh, được các công ty bất động sản coi là thị trường không có không gian phát triển. Ở tình huống đó nên so sánh với Tân Châu, Đường Giang, Vĩnh Lương thì giá nhà, giá đất ở Ninh Lăng thấp hơn không ít, giá nhà thậm chí thấp hơn cả Thông Thành có kinh tế kém xa Ninh Lăng. Mặc kệ là khu Giang Đông hay là khu Hà Nam hoặc nội thành cũ Tây Giang thì giá nhà thương mại đều không tăng quá mạnh. Nhưng thị trường bất động sản Ninh Lăng cũng xuất hiện cục diện phân hóa. Một số nhà thương mại cao cấp có giá rất cao, tạo khoảng cách không hề nhỏ với nhà bình thường. Chính quyền Ninh Lăng đang đẩy mạnh cùng với các công ty lớn ở Ninh Lăng xây dựng nhà ở cho nhân viên, đây cũng là điều làm các công ty bất động sản tức tối, than thở. Theo bọn họ thấy một bộ phận trong quần thể này có thể sẽ mua nhà thương mại. Nhưng bây giờ Ninh Lăng lại xây dựng nhiều nhà tập thể cho công nhân thì sẽ đè ép thị trường nhà đất của Ninh Lăng, càng khiến thị trường bất động sản Ninh Lăng trầm lắng hơn. Ninh Lăng vốn không muốn tuyên truyền nhiều về phương diện này chủ yếu là do thái độ của tỉnh còn khá mập mờ, không quá ủng hộ. Nhưng sau khi Triệu Quốc Đống nhắc làm hai người Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh đột nhiên hiểu ra, bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Quyển 19, chương 22. Trương Hoành Vĩ vẫn cẩn thận quan sát mối quan hệ giữa Triệu Quốc Đống cùng các cán bộ An Nguyên. Chính xác mà nói là cán bộ từ Ninh Lăng đi ra, trong đó có hai vị đã không thuộc về thị xã Ninh Lăng. Một là phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, một đã sang Điền Nam làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Hồng Sơn. Không thể nghi ngờ các cán bộ này đều là những người trưởng thành trong thời gian Triệu Quốc Đống công tác ở Ninh Lăng. Theo thông lệ một lãnh đạo chủ yếu rời đi thì tuy còn sức ảnh hưởng với địa phương đó nhưng chỉ có thể kéo dài một năm là giảm mạnh, ba đến năm năm sau gần như không còn sức ảnh hưởng, trừ khi vị lãnh đạo kia có cống hiến quá quan trọng không ai có thể xóa nhòa cho địa phương. Nói tóm lại sức ảnh hưởng của người kế nhiệm không bằng người trước. Theo Trương Hoành Vĩ thấy thì Triệu Quốc Đống chỉ có thể thuộc về người sau, nhưng là Triệu Quốc Đống ảnh hưởng đến cán bộ Ninh Lăng vượt xa tưởng tượng của y. Dù là Triệu Quốc Đống đóng vai trò quan trọng như thế nào với sự phát triển của Ninh Lăng, nhưng bí thư thị ủy và thị trưởng cùng hai vị thường vụ thị ủy Ninh Lăng đều lên Bắc Kinh gặp Triệu Quốc Đống thì đã vượt quá lý luận chung. Theo Trương Hoành Vĩ cảm thấy tất cả mọi người bao gồm ba vị bí thư huyện ủy kia đều tôn kính, tán thành và tin tưởng Triệu Quốc Đống. Được tôn kính thì có thể hiểu, Triệu Quốc Đống bây giờ là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, ở vị trí này không được tôn kính đúng là khó khăn. Hơn nữa hắn còn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng vài năm, mọi người ít nhiều đều trưởng thành trong tay hắn. Nhưng tán thành cùng tin tưởng nhưng lại không dễ dàng, nhất là về sau. Tán thành căn cứ vào quan điểm công việc của bọn họ nhất trí, mà tin tưởng lại căn cứ vào nhân cách của Triệu Quốc Đống. Dù sao bây giờ Triệu Quốc Đống đã rời khỏi An Nguyên, mặc dù hắn là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia nhưng ảnh hưởng không quá nhiều tới cục diện chính trị An Nguyên. Nhất là tân bí thư tỉnh ủy An Nguyên lại có khúc mắc với Triệu Quốc Đống. Mấy cán bộ Ninh Lăng còn có thái độ như thế này theo Trương Hoành Vĩ tấy chính là thật lòng cảm nhận như vậy. Mấy người ngồi đây thấp nhất cũng là bí thư huyện ủy,
đều là người ở trong chốn quan trường hơn chục năm thì không phải người không biết suy xét. Trương Hoành Vĩ mặc dù hiểu đôi chút về lịch sử phát triển của Triệu Quốc Đống nhưng y còn không rõ mâu thuẫn giữa Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có thể làm đến bước này không phải ngẫu nhiên. Trương Hoành Vĩ phát hiện mình đã vô thức bị đối phương hấp dẫn. Lúc trước mình chủ động dựa vào Triệu Quốc Đống chủ yếu là coi trọng hắn, nhưng sau đó khi đi theo Triệu Quốc Đống và hiểu được tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, y cảm thấy đối phương là người dám nói dám làm, hết lòng vì công việc. Đương nhiên dám làm cũng dựa trên đủ tự tin. Trương Hoành Vĩ không phủ nhận mình dựa vào Triệu Quốc Đống là do sự tự tin sau lưng đối phương. Nhưng Trương Hoành Vĩ cảm thấy đây là điều rất bình thường, nếu một người không biết lượng sức mình như vậy không đáng để quan hệ. Triệu Quốc Đống biết vị trí của mình ở đó, khi chọn làm việc gì thì hắn đều có nắm chắc ở mức nhất định. Trương Hoành Vĩ là người rất thực tế, khi hắn cảm thấy vị trí của mình ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia không quá tốt, y bắt đầu tìm kiếm cơ hội thay đổi của mình. Triệu Quốc Đống mới tới xem ra là điểm đáng chú ý, vì thế y không hề do dự dựa vào Triệu Quốc Đống. Trương Hoành Vĩ cũng không để ý người ở Ủy ban thấy mình như thế nào. Y làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển hơn 20 năm, Trương Hoành Vĩ biết tổng thể thực lực của mình kể cả chỗ dựa và lý lịch đều không thể vào top 5 của các vị cục trưởng. Nói cách khác trong 3 đến 5 năm tới mình đừng mong tiến thêm một bước. Đời người có mấy lần 3 đến 5 năm, vì thế Trương Hoành Vĩ khát vọng nhảy ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Rất nhiều người hy vọng đến được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia bởi vì nắm quyền lực lớn lao, quyền xét duyệt các hạng mục, tài chính. Nhưng ai biết sau mỗi hạng mục, mỗi khoản tài chính đều có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào đó, đồng thời cũng có vô số hạn chế. Mà đối với Trương Hoành Vĩ thì y càng hy vọng thấy những gì mình cố gắng biến thành sự thật. Triệu Quốc Đống đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã mang tới một luồng gió mới. Trương Hoành Vĩ vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống sẽ không ở quá lâu tại Ủy ban. Từ tính cách với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống thì thích hợp công tác ở địa phương hơn. Trương Hoành Vĩ vẫn tin tưởng điểm này. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chẳng qua chỉ là nơi Triệu Quốc Đống rèn luyện mà thôi. Nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm Triệu Quốc Đống sẽ xuống địa phương, tới một tỉnh có kinh tế hơi kém phát triển một chút làm chủ tịch. Theo Trương Hoành Vĩ thấy biểu hiện của Trung Dược Quân hình như cũng chính là tương tự như mình. Bữa ăn kết thúc nhưng mọi người chưa tản đi. Vân Đạt, Lâm ở Hồng Sơn vẫn thuận lợi chứ? Triệu Quốc Đống quan tâm hỏi Hoắc Vân Đạt. Cũng được. Lý Khánh mặc dù hơi cổ hủ nhưng công việc khá buông tay. Nói thật y vốn có quan hệ không quá tốt với Bí Thư Ngô, tôi thật ra cảm thấy đây là do tính cách của hai người khác nhau quá lớn chứ không có mâu thuẫn quá sâu sắc. Bây giờ Lý Khánh vẫn làm theo quy hoạch mà Bí Thư Ngô đưa ra, về cơ bản không có biến hóa mấy. Hoắc Vân Đạt nhấp ngụm trà thưởng thức xem trà phổ nhị Bắc Kinh có khác gì Điền Nam không? Ồ, vậy là tốt, thực ra tôi vẫn muốn hỏi anh một vấn đề là có hối hận đã ở lại Điền Nam không? Triệu Quốc Đống hỏi câu mà hắn muốn hỏi nhất, hắn vốn nghĩ mình sẽ ở lại Điền Nam 3 năm, như vậy Hoắc Vân Đạt có thể làm ra thành tích thì mình cũng có thể giúp đỡ đề bạt một phen. Ai ngờ mình đi nhanh như vậy, mặc dù Thương Vô Bệnh có quan hệ tốt với mình nhưng đối với một cán bộ cấp phó giám đốc sở mà nói thì điều này hoàn toàn khác. Hoắc Vân Đạt nở nụ cười, Triệu Quốc Đống nhắc tới câu này thì y biết Triệu Quốc Đống muốn hỏi vấn đề gì. Vấn đề này chính hắn cũng nghĩ qua nhiều lần. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa hắn và Lý Khánh khá tốt, làm việc ở Hồng Sơn cũng thoải mái nhưng cảm giác xa quê thi thoảng vẫn trần về. Chủ nhiệm Triệu, vấn đề này tôi cũng đã nghĩ nhưng tự hỏi sau khi ngài đi thì tôi có chút hối hận. Nhất là Phan Xảo cũng đã về An Nguyên nên tôi cảm thấy chỉ một mình đi xa quê. Cũng may có Hướng Quân ở bên đó cùng tôi, nhưng tôi nghĩ mãi tại sao mình cứ muốn về An Nguyên. Nam Nhi chí tại bốn phương, dân chúng Hồng Sơn nhân hậu, lương thiện. Còn có nhiều người sống dưới mức nghèo khổ, có đôi khi tôi đi khách sạn thấy bao cặp mắt đầy mong đợi nhìn mình, tôi cảm thấy trách nhiệm trên lưng mình là rất lớn. Hoắc Vân Đạt thở dài nói. Nghĩ như vậy nên tôi cảm thấy đỏ mặt vì tư tâm của mình. Chúng ta làm quan phải để lại danh tiếng tốt trong dân chúng mà. Tôi hy vọng ít nhất ngày nào đó khi tôi rời khỏi Hồng Sơn, dân chúng Hồng Sơn sẽ đánh giá là tôi đã làm vài việc tốt cho Hồng Sơn. Có đánh giá như vậy là tôi thỏa mãn rồi. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút xúc động, nghe qua thì dung tục giống như chỉ làm việc để lấy lòng dân chúng. Nhưng làm quan không lấy lòng dân chúng thì lấy lòng ai? Bây giờ mọi người đều nói đến thành tích, vậy thành tích là gì? Thành tích là làm cho dân chúng hài lòng, tăng thu nhập cho dân chúng, cải thiện hoàn cảnh sống cho dân chúng, đây là lấy lòng dân chúng, cũng chính là thành tích.
Nhiều người chú ý đánh giá của lãnh đạo cấp trên hơn, Triệu Quốc Đống thấy điểm này không sai, nhưng nếu thái độ của lãnh đạo cấp trên có thành kiến với dân ý, như vậy làm như thế nào điều hòa hai vấn đề này chính là xem năng lực của anh. Lãnh đạo cấp trên cân nhắc vấn đề theo góc độ của mình, mà nhu cầu của dân chúng càng thực tế hơn. Làm như thế nào phối hợp cũng là thể hiện năng lực của cán bộ lãnh đạo địa phương. Quyển 19, chương 23. Anh nói rất đúng, không quan trọng làm ở đớ, không quan trọng lầm ở vị trí nào, quan trọng là anh có trái tim muốn làm việc. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút nói. Đương nhiên vị trí khác nhau sẽ phát huy tác dụng, thực hiện mục tiêu khác nhau. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần có thể thực hiện mục tiêu mới là quan trọng nhất. Hoắc Vân Đạt gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ở Hồng Sơn tôi còn có thể dựa theo ý của mình làm chút chuyện, lãnh đạo thị ủy, ủy ban cũng ủng hộ. Hơn nữa tôi thấy mình ở Hồng Sơn cũng sẽ tạo được thành tích, cảm giác này rất khác. Ý của anh là nếu anh ở Ninh Lăng chưa chắc có thể phát huy như vậy. Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Hắc hắc, chủ nhiệm Triệu, ngài đúng là giỏi bắt chúng sơ hở. Nhưng ngài phải thừa nhận tôi về An Nguyên chưa chắc tìm được vị trí thích hợp cho mình. Tôi ở Hồng Sơn làm phó thị trưởng, bây giờ bảo tôi về làm bí thư hay chủ tịch huyện thì chỉ sợ là rất khác nhau, phải điều chỉnh tâm lý. Tôi không cho rằng mình hơn Ngụy Hiểu Lam cùng Đường Diệu Văn. Ngay cả Hiểu Lam, Diệu Văn lần này cũng có thể không thể tiến lên, tôi về lại Ninh Lăng không chừng sẽ tới Tào Tập làm bí thư huyện ủy. Hoắc Vân Đạt đang muốn nói thay cho Ngụy Hiểu Lam cùng Đường Diệu Văn. Theo y thấy Ngụy Hiểu Lam cùng Đường Diệu Văn dù từ lý lịch hay thành tích đều hơn xa so với Cổ Bình Nguyên. Ngụy Hiểu Lam biến Thổ Thành làm huyện có nền công nghiệp thực phẩm phát triển nhất An Nguyên. Giá trị sản lượng đứng đầu cả tỉnh, mang lại rất nhiều công ăn việc làm cho người lao động, ngay cả Vĩnh Lương cùng Nam Hoa ở gần đó cũng có mấy ngàn lao động sang Thổ Thành làm thuê. Đây là biến hóa quá lớn so với một huyện thuần nông nghiệp trước đây. Mà Đường Diệu Văn làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm vẫn đảm bảo kinh tế Hoa Lâm tăng trưởng rất nhanh, hơn nữa là người đưa ra ý tưởng kêu gọi người dân địa phương đi xa về quê gây dựng sự nghiệp, rất nhiều người đã trở về. Mà ủy ban huyện Hoa Lâm cũng thành lập hệ thống tín dụng và cung cấp tài chính hỗ trợ. Qua đó khiến Hoa Lâm đứng hàng đầu thị xã Ninh Lăng về phát triển kinh tế tư nhân. Cổ Bình Nguyên mặc dù hai năm nay cũng làm ra chút thành tích, Tào Tập cũng có thay đổi nhiều nhưng so sánh với Thổ Thành cùng Hoa Lâm thì vẫn chưa thể bằng được. Hơn nữa Cổ Bình Nguyên lên quá nhanh, từ phó cục trưởng cục xây dựng tới chủ tịch quận Tây Giang, bí thư huyện ủy Tào Tập, bây giờ đã thành phó thị trưởng, gần như trong 3 năm lên vài cấp. Triệu Quốc Đống cũng thật không ngờ Cổ Bình Nguyên lên chức lại tạo tiếng vang lớn như vậy ở Ninh Lăng. Hiển nhiên Hoắc Vân Đạt nghe được một ít phản ánh từ Ninh Lăng. Có lẽ từ Giản Hồng, cũng có thể từ Tằng Trạch Quang, tóm lại tiếng vang của việc này vượt quá dự đoán của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không biết Trung Dược Quân có rõ việc này không? Vân Đạt, anh phải học cách nhìn nhận vấn đề một cách thoáng hơn. Tôi cũng có chút ý kiến về việc này nhưng tôi không nói gì. Dược Quân là bí thư thị ủy nhưng cũng là người, cũng có tình cảm. Cổ Bình Nguyên làm rất xuất sắc ở Tào Tập, điểm này anh phải thừa nhận. Dù lý lịch thiếu một chút nhưng anh vốn là phó chủ tịch quận Tây Giang thoáng cái sang Đông Giang làm chủ tịch quận, bước tiến này cơ sở lớn không? Có thể cũng có người có ý kiến với tôi không? Ngụy Hiểu Lam từ phó chủ tịch quận Tây Giang sang Thương Hóa làm chủ tịch huyện cũng giống như vậy mà. Chẳng lẽ nói ai đó phủ nhận được biểu hiện xuất sắc của anh và Ngụy Hiểu Lam sao? Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Hắc hắc, chủ nhiệm Triệu, việc này thực ra không có quan hệ gì với tôi. Chỉ là bên Ninh Lăng có thể có vài phản ứng mà thôi. Một cốc nước có thể hoàn toàn thăng bằng là không dễ làm, nhưng nếu làm hơi quá thì không phải mất sự công tâm của bí thư thị ủy sao, hơn nữa. Hoắc Vân Đạt dừng lại không nói nữa. Triệu Quốc Đống có thể hiểu ý còn lại mà Hoắc Vân Đạt không nói. Mọi người đều là cán bộ trưởng thành dưới trướng mình, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Rõ ràng gạt người mình đề bạt lên như vậy đúng là một vấn đề. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Trung Dược Quân thiếu khả năng khống chế toàn cục, nhiều vấn đề lại dùng tình cảm mà giải quyết, mà như vậy dễ tạo ra hiềm khích mâu thuẫn. Bây giờ Tiêu Phượng Minh coi như biết đại cuộc, biết Ninh Lăng hiện nay không thể mất đoàn kết nội bộ, nếu không thì pháo đài Ninh Lăng sẽ bị công phá. Tuy nhiều chuyện Trung Dược Quân xử lý không thỏa đáng nhưng Tiêu Phượng Minh vẫn phải hết sức bảo vệ quan điểm cả đối phương. Nhưng vàng còn không hoàn hảo. Trung Dược Quân có vấn đề như vậy nhưng người này vẫn kiên trì nguyên tắc cơ bản trong công việc, nhất là việc phát triển thị trường bất động sản thì Trung Dược Quân vẫn rất cứng rắn. Nhất là vấn đề nhà xã hội, Triệu Quốc Đống biết Trung Dược Quân chịu áp lực rất lớn, có lẽ y muốn Cổ Bình Nguyên đến giúp mình chia bớt áp lực. Vân Đạt,
Dược Quân cân nhắc của mình, đứng ở góc độ khác nhau thì đối đãi vấn đề sẽ khác nhau. Tôi cũng sẽ nói chuyện với Hiểu Lam chuyện này, để cô ta không nên suy nghĩ quá nhiều. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói, kỳ nghỉ Tết năm 2007 là kỳ nghỉ khá thoải mái. Dù sao làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Tết về cơ bản không có chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không cần phải trực ban đợi xử lý tình hình đặc biệt gì mấy. Vì thế hắn có thể hoàn toàn thả lỏng mình. Trong đợt Tết Triệu Quốc Đống cũng về An Nguyên một ngày, sau đó đến Điền Nam một ngày thăm và gặp mặt bạn bè cũ. Mặc dù đã đi nhưng tình cảm vẫn còn, Thường Vô Bệnh, Dương Bưu, Ngô Nguyên Tể, Chu Đăng Cao, đương nhiên cũng không thiếu được nhân viên ở ban tổ chức cán bộ ngày xưa cùng với đám người Vương Liệt, Trương Quốc Phú, Diệp Khánh Xuyên, Vi Văn Minh, Đinh Hoa. Triệu Quốc Đống chỉ ở lại Côn Châu một ngày. Một năm công tác ở Điền Nam để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Một năm này làm hắn tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm, nó giống như một năm công tác ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia vậy, làm hắn có nhiều điều cần suy nghĩ, cần nhớ. Ngoài hai ngày ở An Nguyên cùng Điền Nam, số ngày nghỉ còn lại Triệu Quốc Đống ở nhà, cũng đón bố mẹ lên Bắc Kinh chơi vài hôm. Ba anh em Triệu Đức Sơn, Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Vân Hải và chị gái Triệu Linh San cũng lên Bắc Kinh coi như thay đổi thông lệ tụ họp ở An Đô. Chẳng qua bố mẹ hắn không quá quen thời tiết Bắc Kinh, chỉ ở hai hôm rồi về An Đô. Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Vân Hải đều dự định kết hôn trong năm nay, điều này làm Triệu Quốc Đống và bố mẹ hắn rất vui vẻ. Dù là Trường Xuyên hay Vân Hải đều điều hình kết hôn muộn, về phần Đức Sơn thì hai ông bà không hề nhắc tới. Có thể thấy Triệu Trường Xuyên cùng Triệu Vân Hải kết hôn cũng đã làm ông bà vui vẻ rồi. Triệu Trường Xuyên dự định kết hôn vào đợt 1/5, Vân Hải lại tổ chức đợt Quốc Khánh. Như vậy cũng làm mọi người có thời gian chuẩn bị. Kỳ nghỉ Tết cứ thế thoáng qua, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than thời gian vui vẻ luôn trôi rất nhanh. Bây giờ hắn cần quay lại quỹ đạo công việc, cần làm như thế nào thì vẫn phải làm. Tất cả còn đang tiếp tục. Những lời qua tiếng nói năm trước giống như không hề tồn tại vậy, không có tin gì mới đồn ra. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng tự hỏi mình thật sự muốn xuống địa phương như vậy sao? Nếu có cơ hội này thì mình có nên cân nhắc như vậy không? Nhưng bây giờ lại giống như không có việc gì vậy. Cũng như lời qua tiếng nói đây chỉ là một khả năng, cũng có nghĩa khả năng này có thể hoặc không thể xảy ra. Như vậy mình còn phải tiếp tục làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Mấy kế hoạch tính tới trong năm ngoái, năm nay phải được tiến hành. Triệu Quốc Đống không có thói quen chờ đợi, nếu không có động tĩnh gì thì cứ làm theo kế hoạch mình đã đặt ra là được. Phá vỡ tảng băng trong ngành dầu khí là vấn đề rất khó khăn mà hắn cần đối mặt. Từ tập đoàn Thiên Hoa tới Thống Nhất đều là vấn đề ngay trước mắt, nếu đã lên tiếng thì hắn cần kiên trì với thái độ của mình. Quyển 19, chương 24. Tăng Quyền Quân không khỏi thở dài một tiếng trong lòng nhìn Triệu Quốc Đống đang thao thao bất tuyệt nói về quan điểm cá nhân của hắn trong việc nâng cao cơ chế cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng, thông tin, làm như thế nào hạn chế tốc độ phát triển rất nhanh của các công ty nước ngoài vào Trung Quốc đồng thời tăng tính tích cực của khối kinh tế tư nhân. Vẫn là câu nói kia, Triệu Quốc Đống là đấu sĩ trời sinh, gần như không bao giờ dừng lại. Cũng chỉ có đợt Tết là hắn để yên một chút, hết Tết lại bắt đầu gây sự. Đã có không ít người coi Triệu Quốc Đống là kẻ địch trời sinh với công ty nhà nước, nhất là với các công ty nhà nước lũng đoạn trong lĩnh vực năng lượng, thông tin mà nói thì lời phát biểu của Triệu Quốc Đống trên truyền hình đợt trước Tết làm các vị tổng giám đốc khó ăn khó ngủ. Hơn nữa còn có ví dụ ở việc chỉnh hợp ngành thép, nếu hắn thật sự nhằm vào ngành năng lượng thông tin thì không ai biết sẽ có kết quả như thế nào nữa. Ngay cả Tăng Quyền Quân cũng cảm nhận được một tia biến hóa. Bên phía ban tư vấn về chính sách thương mại đã chủ động liên lạc với mình. Tìm hiểu công việc trung tâm và phương hướng của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia trong năm nay. Tăng Quyền Quân đương nhiên biết việc này có ý gì. Bọn họ đây là hy vọng kéo dài địa vị lũng đoạn nhưng hiện nay đang gặp phải uy hiếp cùng khiêu chiến. Nói thật, Tăng Quyền Quân cũng có chút hy vọng có một người không chịu ngồi im như Triệu Quốc Đống ở Ủy ban. Giống như có người đã nhắc mình vậy, Ủy ban Kế hoạch Phát triển cần phải có dòng máu mới để tăng sức sống của cả Ủy ban. Mặc kệ thành công hay không chỉ cần có người làm thì sẽ mang tới một chút thay đổi. Ngay cả Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại giờ cũng cảm nhận được nguy cơ, công lao này thuộc về Triệu Quốc Đống. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tăng Quyền Quân cũng có con đường tin tức của mình. Y nhận được tin Trung ương sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự ở nhiều nơi trước Đại hội Đảng. Nghe nói lần này lãnh đạo chủ yếu của Trung ương muốn đề bạt sử dụng cán bộ trẻ. Một nhóm cán bộ trẻ sẽ được lên vị trí lãnh đạo quan trọng. Mà nghe nói Triệu Quốc Đống này rất có thể nằm trong nhóm đó.
Đây là động tác rất lớn làm cho người ta rung động. Nhưng quan trọng nhất không ngờ là Triệu Quốc Đống cũng trong nhóm đó. Ngay cả Tằng Quyền Quân cũng có chút không biết lãnh đạo Trung ương nghĩ như thế nào nữa. Đúng thế, đề bạt cán bộ trẻ lên vị trí lãnh đạo chủ yếu là phương châm mà đảng vẫn phổ biến gần 20 năm qua. Cán bộ sinh sau năm 1960 lên vị trí lãnh đạo chủ yếu cũng phù hợp thay đổi của thời đại, nhưng Tằng Quyền Quân cảm thấy cần có quá trình từng bước, quá chú trọng thì lại sợ hơi quá. Mà Triệu Quốc Đống nằm trong danh sách này đúng là quá đột nhiên. Mặc dù bây giờ mới chỉ là tin đồn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng chỉ riêng tin đồn cũng đủ làm người ta chấn động. Triệu Quốc Đống năm nay mới 37 tuổi, tham gia công tác mới 15 năm, làm cán bộ cấp phó bộ trưởng chưa đầy 3 năm, làm cán bộ cấp giám đốc sở cũng chỉ có 5 năm. Bây giờ không ngờ sắp tiến vào hàng ngũ cấp bộ trưởng, đây là độ phá quá lớn trong thể chế nhân sự Trung Quốc, dù là phá cách đề bạt cũng là quá đột nhiên. Ví dụ như hiện nay cán bộ dưới 40 mà thành bộ trưởng đúng là chưa từng có. Nhất là ở địa phương càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Triệu Quốc Đống giống như không hề cảm nhận được, vẫn tiếp tục nói đến đề tài mà hắn đang nghĩ. Nắm bắt phương hướng của Trung ương, Triệu Quốc Đống có nhạy cảm trời sinh, điểm này Tằng Quyền Quân nhận thức rất rõ. Khi chính sách tinh thần kỳ họp thứ 6 vừa đưa ra, hắn đã nói vào tai mình là Ủy ban Kế hoạch Phát triển cần phải theo ý dân, lắng nghe tiếng nói của dân, chủ động có thay đổi nếu không sẽ thành tâm điểm chỉ trích. Lúc ấy mình không quá chú ý, chỉ là yêu cầu Triệu Quốc Đống thích hợp kết hợp vào mấy công việc của hắn mà thôi. Bây giờ xem ra quyết định đó cũng là sáng suốt. Mình và Triệu Quốc Đống nhận phỏng vấn tạo được tiếng vang lớn trong cả nước, truyền thông có thái độ ủng hộ với công việc của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mà bây giờ Bộ Thương mại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, thành bia ngắm của dư luận. Nhất là ở hoàn cảnh tập đoàn Thống Nhất, Thiên Hoa gặp khó khăn chồng chất. Hơn nữa gần đây giá xăng dầu liên tục tăng cao càng làm người dân phản ứng mạnh. Lần trước khi họp thì lãnh đạo Bộ Thương mại đã nửa đùa nửa thật nói với Tằng Quyền Quân rằng Ủy ban Kế hoạch Phát triển là lùi bước trước khó khăn, đẩy Bộ Thương mại ra miệng núi lửa. Triệu Quốc Đống có lẽ là nhân tài hiếm có, nhưng hắn dù sao cũng còn quá trẻ, lý lịch và kinh nghiệm như vậy có thể làm lãnh đạo chủ yếu một tỉnh không? Có lẽ để Triệu Quốc Đống tiếp tục làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển 2 năm đi xuống làm chủ tịch tỉnh nào đó còn miễn cưỡng. Nhưng bây giờ đẩy xuống thì có lẽ là hơi nhanh quá. Tằng Quyền Quân không tán thành việc này. Người này thật sự hoàn toàn không biết gì về vận mệnh của mình sao? Tằng Quyền Quân có chút không tin. Triệu Quốc Đống cùng Qua Tĩnh có quan hệ mật thiết là điều ai cũng biết, mà Phó Thủ tướng Tiền ưu ái với hắn cũng không phải bí mật gì. Chỉ còn nửa năm nữa là diễn ra đại hội đảng một số tỉnh đã lục tục triển khai. Danh sách các đại biểu tham gia đại hội đảng toàn quốc cũng sẽ dần được công bố, đây chính là một động hướng. Ninh Pháp nhận được thông báo của Ban Bí Thư không khỏi thầm than. Nội dung hội nghị Bộ Chính trị lần này là gì thì y cũng biết, thực tế đây là hội nghị chủ bị lần thứ nhất trước khi diễn ra đại hội đảng, đồng thời muốn tiến hành thảo luận vài bố trí nhân sự quan trọng trước đại hội đảng, trong đó có một chính là vấn đề phân công cho cán bộ trẻ. Mình thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 15 đã là quá đột xuất. Khiến truyền thông trong và ngoài nước đưa tin liên tục, nhưng lần này ít nhất có vào ủy viên có độ tuổi ngang mình khi đó, thậm chí còn có người càng trẻ hơn mình. Đây là thứ yếu, vấn đề là Triệu Quốc Đống nghe nói cũng sẽ nằm trong danh sách này. Ninh Pháp suy nghĩ một chút, sau khi mình rời khỏi An Nguyên thì Triệu Quốc Đống bắt đầu nhảy ba bậc liên tiếp. Ai cũng nói Ứng Đông Lưu xử lý việc cẩn thận hơn mình, nhưng việc sử dụng Triệu Quốc Đống thì Ứng Đông Lưu mạnh dạn hơn mình, việc này cũng có quan hệ lớn do tác động của Qua Tĩnh. Qua Tĩnh đánh giá Triệu Quốc Đống càng chính xác hơn mình, cũng mạnh dạn hơn mình. Diêu Văn Chí lần này đang cạnh tranh chức ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ninh Pháp đoán chắc không có vấn đề gì lớn. Nhưng nghĩ tới khi Diêu Văn Chí là thị trưởng An Đô, Triệu Quốc Đống còn là thị trưởng Hoài Khánh. Bây giờ mới có mấy năm Triệu Quốc Đống thậm chí rất có thể thành ủy viên Trung ương Đảng, mà Diêu Văn Chí vẫn phấn đấu cho vị trí ủy viên dự khuyết, chênh lệch là rất rõ ràng. Ninh Pháp cũng mơ hồ biết vấn đề của Triệu Quốc Đống có tranh luận rất lớn, có lẽ phải sau hội nghị Bộ Chính trị mới kết luận được. Dù sao dùng một cán bộ đầy tài hoa như vậy sẽ có mạo hiểm nhất định. Đương nhiên dùng tốt thì sẽ tạo thành tác dụng kiểu mẫu, nhưng nếu sai lầm sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng. Xem ra không chỉ có mình thấy Triệu Quốc Đống là mầm tốt, câu nói vàng ở đâu cũng sáng đúng là rất thích hợp với Triệu Quốc Đống. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia khiến hắn thành nhân vật phong vân. Đây là con dao hai lưỡi và tạo ra tranh luận kịch liệt trong hội nghị Bộ Chính trị. Thay đổi chính sách quá kích thích không phù hợp chủ trương của Trung ương, suy tính sâu xa,
Tiến từng bước, Trung Quốc là quốc gia với trên 1,3 tỷ dân nên bất cứ quyết định nào cũng không thể không cân nhắc thật kỹ. Dù vì thế mà hy sinh vài hiệu suất cũng phải làm. Đây là kinh nghiệm tổng kết từ sau khi Ninh Pháp làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên. Trung Quốc không thể loạn, không thể có biến động, ở nhiều chuyện liên quan tới chính sách quốc kế dân sinh thì điểm có thể nhanh một chút nhưng áp dụng trên quy mô rộng thì phải cẩn thận nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên Ninh Pháp cũng không đồng ý lấy lý do này để trì trệ không tiến. Một ít động tác của Triệu Quốc Đống nhìn qua kịch liệt nhưng Ninh Pháp chú ý trước khi đưa ra chính sách áp dụng trên quy mô lớn thì Triệu Quốc Đống đều chọn thí điểm ở vài nơi để dò xét phản ứng của xã hội. Mà khi xác định thí điểm có hiệu quả thì sẽ quyết đoán áp dụng trên quy mô lớn. Nhiều người chỉ nhìn thấy một loạt động tác của Triệu Quốc Đống tạo thành hiệu ứng oanh động nhưng lại quên quả bóng thử dò xét của Triệu Quốc Đống đã thả ra, khi hắn thấy thời cơ tới thì mới hạ quyết tâm. Diêu Văn Chí có lẽ không thua Triệu Quốc Đống mấy về tư tưởng và ý tưởng nhưng thiếu chính là khí phách cùng nghị lực. Nhưng trong thời gian ngắn sau khi Diêu Văn Chí tới Bộ Thương mại đã có thể hiện khác. Chắc đây là do bị mình ảnh hưởng đôi chút. Ninh Pháp thất thần suy nghĩ. Quyển 19, chương 25. Triệu Quốc Đống đương nhiên không phải không biết gì về hướng đi sắp tới của mình, nhưng hắn cũng biết mình lọt vào danh sách, cán bộ trẻ, đó tạo ra tranh luận rất lớn, tới bây giờ chưa yên càng đừng nói là có kết luận. Chính xác mà nói mấy cán bộ khác mặc dù gọi là cán bộ trẻ nhưng bọn họ tuổi hầu hết đều hơn Triệu Quốc Đống 5 đến 8 tuổi. Tất cả cán bộ trẻ kia đều trên 40, về kinh nghiệm công tác hay tuổi đều có ưu thế rõ ràng hơn Triệu Quốc Đống. 5 năm chênh lệch là rất lớn. Có lẽ trong xã hội bình thường thì không cảm thấy gì nhưng với quần thể tinh anh quyết định vận mệnh chính trị một quốc gia thì những người sinh sau năm 70 đều là người còn quá non nớt, có lẽ đợi khóa sau sẽ ổn hơn. Nhưng Triệu Quốc Đống không cho là như vậy, hắn cho rằng mình mặc dù có thời gian công tác ngắn hơn mấy vị khác nhưng KNCN và lý lịch không thua gì bọn họ, thậm chí còn hơn. Thời gian công tác ở cơ sở và ở cơ quan thuộc tỉnh, ở hai cấp bộ không phải ai cũng có nhiều kinh nghiệm phong phú như vậy. Hơn nữa hắn cũng hiểu được nếu vứt bỏ thành tích ở địa phương thì mình dù ở cơ quan thuộc tỉnh hay trên bộ cũng lấy ra được vài thứ đáng xem. Chính vì như vậy nên Triệu Quốc Đống cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách cạnh tranh một suất cán bộ trẻ này. Dù cuối cùng có thua nhưng cũng lưu lại được ấn tượng cho lãnh đạo cấp trên. Hơn nữa căn cứ từ đủ loại tin tức truyền về, hắn không cho rằng mình không có cơ hội nào. Hội nghị Bộ Chính trị sắp diễn ra. Triệu Quốc Đống biết hội nghị này sẽ quyết định mình có thể lọt vào danh sách bao người chú ý này không. Mấy vị khác về cơ bản không có tranh luận, chỉ có một mình là còn có tranh luận. Qua tính cũng thật không ngờ việc chọn Triệu Quốc Đống vào danh sách đó hay không lại tạo ra sóng gió lớn như vậy. Cô vốn nghĩ mấy vị trước đã thuận lợi thông qua thì Triệu Quốc Đống sẽ không có vấn đề gì lớn mới đúng. Nhưng từ mấy vị bên kia chuyển về thì tình hình không quá tốt. Ngoài ủy viên trưởng và phó chủ tịch có thái độ tương đối rõ ràng ra thì mấy vị thường vụ bộ chính trị khác không quá rõ, điều này làm cô không thể xác định được. Theo cô thấy ít nhất Tiền Việt khá thưởng thức Triệu Quốc Đống. Nhưng thưởng thức là một chuyện, Tiền Việt tựa hồ càng hy vọng Triệu Quốc Đống có thể tiếp tục ở lại ủy ban kế hoạch phát triển phát huy tác dụng, cũng không quá đồng ý để Triệu Quốc Đống xuống địa phương. Có lẽ Tiền Việt cảm thấy biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở ủy ban kế hoạch phát triển khá xuất sắc. Triệu Quốc Đống thích hợp gánh vác công việc quan trọng hơn nữa ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Đây cũng là lý do sao. Cũng may Tiền Việt cũng không có rõ ràng tỏ thái độ, chỉ là nói việc phân công Triệu Quốc Đống cần cân nhắc tổng hợp, đầy đủ phát huy sở trường của cán bộ trẻ, khiến cho hắn có thể gánh vác trọng trách phù hợp với mình. Cân nhắc tổng hợp, trọng trách thích hợp với hắn. Qua tính suy nghĩ mãi câu này, chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống tới địa phương sẽ không thích hợp. Thường vụ Sầm thì Qua Tĩnh cũng đến hỏi ý kiến của đối phương một chút. Trưởng ban Qua, trưởng ban chưa mời ngài tới văn phòng một chuyến. Thư ký đi vào thấy Qua Tĩnh đang suy nghĩ gì đó nên nói nhỏ. Ồ, tôi biết rồi. Qua Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bây giờ cô đang gặp vấn đề rất khó khăn, ít nhất muốn qua cửa Chư Hiền là rất khó. Chư Hiền cũng nói rõ quan điểm cá nhân là Triệu Quốc Đống dù về lý lịch hay kinh nghiệm đều không thích hợp. Có chênh lệch nhất định với mấy đồng chí kia, không thích hợp nằm trong nhóm cán bộ lần này. Vì thế Qua Tĩnh đã nhiều lần trao đổi ý kiến với Chư Hiền nhưng vẫn không được Chư Hiền tán thành. Không đả thông được Chư Hiền, như vậy cô không thể không thông qua càng nhiều cố gắng, thông qua con đường khác để đạt được mục đích. Qua Tĩnh cũng thấy có chút đau đầu. Cũng may tranh luận về Triệu Quốc Đống không phải là nghiêng về một phía, có kiên quyết phản đối, cũng có kiên quyết ủng hộ. Điểm này là do biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển đạt được tán thành.
mà trong đó còn một nhân tố rất rõ ràng, đó chính là một nhóm cán bộ cao cấp trưởng thành từ tỉnh An Nguyên trong gần 10 năm qua cũng sẽ giúp ích nhiều cho Triệu Quốc Đống. Ví dụ như Tô Giác Hoa cùng Ninh Pháp cũng là người có quyền đưa ra quyết định, mà Ứng Đông Lưu bây giờ cũng đã tiến tới cấp độ này, không ai có thể bỏ qua điểm này. Qua tính đau đầu vì chuyện của Triệu Quốc Đống, Chư Hiền cũng cảm thấy khó giải quyết được vấn đề này. So với Qua Tĩnh chú ý đến ý kiến của các thường vụ Bộ Chính trị thì Chư Hiền càng chú ý hơn tới thái độ của các ủy viên Bộ Chính trị. Làm y có chút bất ngờ chính là quan điểm của Ninh Pháp không quá giống trước đây. Ninh Pháp cho rằng hai năm qua Triệu Quốc Đống trưởng thành rất nhanh, biểu hiện rất tốt ở Điền Nam và Ủy ban Kế hoạch Phát triển, có thể cân nhắc vấn đề của Triệu Quốc Đống. Tô Giác Hoa cùng Ninh Pháp nhất trí trong cùng một vấn đề đúng là hiếm thấy. Triệu Quốc Đống mới 37 tuổi. Công tác mới 16 năm thì trưởng thành về chính trị được sao? Có thể trưởng thành tới mức độ nào? Làm bí thư thị ủy mấy năm, làm trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam một năm, làm ở ủy ban kế hoạch phát triển một năm coi như trưởng thành sao? Chư Hiền cũng tức tối vì sự cố chấp của Qua Tĩnh. Theo y thấy Qua Tĩnh là người có lý trí, biểu hiện rất tốt ở vị trí phó trưởng ban thường trực. Qua Tĩnh cơ gì cũng tốt nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà luôn có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Điều này làm Chư Hiền rất khó hiểu. Đương nhiên Triệu Quốc Đống là cán bộ trưởng thành lên khi Qua Tĩnh làm trưởng ban tổ chức cán bộ An Nguyên, hai bên có quan hệ mật thiết thì y có thể hiểu. Con người không phải thánh, có thiên vị cũng là bình thường. Nhưng Chư Hiền thấy Triệu Quốc Đống lên chức quá nhanh, từ một bí thư thị ủy đã ngồi tên lửa bay lên vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, đối với người khác mà nói đã là khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ không ngờ Triệu Quốc Đống lại được cân nhắc làm cấp bộ trưởng. Y cảm thấy đây là vượt quá nguyên tắc. Nhưng Chư Hiền không thể không cân nhắc thái độ của Qua Tĩnh. Ở tình huống thái độ của các vị thường vụ còn khác biệt thì càng phải cẩn thận cân nhắc hơn. Chư Hiền vốn rất muốn thuyết phục Qua Tĩnh, nhưng rất nhanh y phát hiện đây là phí công. Giống như Qua Tĩnh chỉ muốn chứng minh quan điểm của mình là chính xác, sau mấy lần tranh luận, thảo luận cũng không có kết quả. Vấn đề này Chư Hiền o biết là do suy nghĩ trước đây của mình ảnh hưởng hay Qua Tĩnh bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Tóm lại hai người khó có thể nhất trí ở vấn đề này. Ngay khi Qua Tĩnh thở dài một tiếng, Chư Hiền cũng không nhịn được lắc đầu thở dài một hơi. Ban đã tiến hành điều tra về Triệu Quốc Đống được cả quyển dày và đang đặt trước bàn làm việc của y. Có thể khiến nhiều lãnh đạo chú ý như vậy thì chỉ riêng điểm này đủ để Triệu Quốc Đống kiêu ngạo. Xem ra chỉ có thể trình lên hội nghị Bộ Chính trị quyết định. Đây là điều Chư Hiền không hy vọng thấy, y vốn hy vọng có thể quyết định trong ban trước là tốt nhất. Nhưng bây giờ ý đỏ này đã thất bại. Đây là điều bất đắc dĩ, mình và Qua Tĩnh có ý kiến đối lập, các thường vụ và ủy viên cũng có quan điểm khác nhau. Mà có một bộ phận các ủy viên không hiểu gì mấy về Triệu Quốc Đống, cho nên xem ra phải đợi tới lúc cuối cùng mới biết được kết luận. Quyển 19, chương 26. Ứng Đông Lưu và Thủ tướng đi khách sạn hết quận Tân Hải, tâm trạng Văn Quốc Cơ khá vui vẻ. Quy hoạch của quận Tân Hải, Tân Môn tốt hơn trước rất nhiều. Trọng điểm thể hiện ưu thế là trung tâm kinh tế, giao thông của phía Bắc, thể hiện rõ ưu thế khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề mới. Ở điểm này Văn Quốc Cơ cảm thấy Ứng Đông Lưu có suy nghĩ rất tỉnh táo. Là thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố công nghiệp lâu năm đồng thời có ưu thế hải lục, không đầy đủ, nhất là ưu thế vận tải biển càng đứng đùa phía Bắc, gánh vác trách nhiệm là cổ họng của Bắc Kinh. Nếu như Tân Môn không có một quy hoạch lâu dài thì Văn Quốc Cơ cho rằng bộ máy Tân Môn không đủ tư cách. Cũng may Ứng Đông Lưu đến Tân Môn đã chứng minh quyết định của Trung ương là chính sách. Đông Lưu, tôi đã xem một chút, vừa nãy cũng đã nói chuyện với mấy người chủ nhiệm Trương. Quy hoạch Tân Hải Tân Môn rất được nhưng quan trọng nhất là chứng thực. Tôi thấy thành ủy, ủy ban Tân Môn làm công tác chuẩn bị rất tốt, bây giờ là lúc phấn đấu chấn hưng Tân Môn. Đại hội đảng sắp diễn ra, tôi hy vọng Tân Môn có thể mượn cơ hội này để bay vụt lên. Tôi hy vọng Tân Môn mấy năm tới sẽ có bộ mặt khác. Cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm, Tân Môn chúng tôi tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Thủ tướng, sẽ xây dựng Tân Môn thành thành phố để dân chúng hài lòng, làm Trung ương yên tâm. Ứng Đông Lưu đi sát phía sau Thủ tướng. Đông Lưu, anh nghĩ xem, Tân Môn từ trước đến giờ vẫn là trọng trấn kinh tế của phương Bắc, trên thực tế Trung ương vẫn xác định vấn đề định vị, phân công của Bắc Kinh và Tân Môn. Bắc Kinh bành trướng quá nhanh, khuyết điểm của thành phố lớn càng lúc càng rõ ràng. Thành ủy. Ủy ban Bắc Kinh cũng đã báo cáo vấn đề này với Trung ương. Thành ủy, Ủy ban Bắc Kinh cũng sớm đưa ra quy hoạch. Ở điểm này tôi nghĩ hai thành phố Bắc Kinh, Tân Môn nên giao tiếp nhiều hơn.
Cá nhân tôi cho rằng Bắc Kinh và Tân Môn phải suy nghĩ lâu dài hơn, không nên câu nệ được mất trước mắt thậm chí mấy năm sau mà phải nhìn xa hơn, phải suy nghĩ đến 10 thậm chí 20 năm tới. Văn Quốc Cơ nói, tài nguyên đất đai của Bắc Kinh có hạn nhưng dân cư đô thị tăng lên quá nhanh, nguyên nhân có nhiều mặt. Nhưng tôi cảm thấy có một điểm cần xác định, đó là vấn đề định vị của Bắc Kinh. Trung tâm văn hóa chính trị đương nhiên không có vấn đề, nhưng có nên xây dựng thành trung tâm kinh tế phương Bắc không? Từ trung tâm kinh tế thật sự có hàm nghĩa rất rộng. Vừa bao gồm phát triển các ngành mới, vừa phát triển các ngành truyền thống. Như vậy Tân Môn và Ký Trung có phải nên gánh vác thay chức năng trung tâm kinh tế của Bắc Kinh không? Điểm này tôi cũng nói qua với Trung ương. Đó chính là Bắc Kinh về sau có thể không cần đặt chỉ tiêu khảo sát là kinh tế, thậm chí từng bước điều chỉnh và thay đổi cách nói phát triển kinh tế. Quốc vụ viện đang tiến hành điều tra và quy hoạch theo hướng này. Tôi hy vọng Tân Môn và Ký Trung đều phải chủ động gánh vác chức năng này. Ứng Đông Lưu không khỏi có chút giật mình. Không ngờ Văn Quốc Cơ lại nói đến vấn đề này. Đây là tin tức quá tốt với Tân Môn. Nếu như công năng kinh tế của Bắc Kinh giảm đi, từng bước chuyển sang Tân Môn và Ký Trung, vậy Tân Môn có thể tiếp nhận các ngành công nghệ cao của Bắc Kinh. Ở điểm này Tân Môn có ưu thế đột xuất hơn hẳn Ký Trung. Thủ tướng, tôi đồng ý với quan điểm của ngài. Đây không phải là do tôi chỉ nghĩ tới lợi ích của Tân Môn. Tôi từ Bắc Kinh đi ra đã tới An Nguyên công tác gần 10 năm, hàng năm cũng nhiều lần vào Bắc Kinh nhưng mỗi lần đều thấy Bắc Kinh rất chật và đầy áp lực. Bắc Kinh quá đông người, đô thị quá lớn, thay đổi rất nhiều, mức chi tiêu cũng tăng rất cao. Nhất là giá nhà Bắc Kinh thì nói thật, dù là tôi làm bí thư tỉnh ủy cũng cảm thấy mình không thể mua được nhà trong khu vực vành đai 3 trở lại, huống hồ gì là dân chúng. Trên mặt Ứng Đông Lưu lộ rõ vẻ nghiêm túc. Giá nhà tăng lên có nhiều nhân tố nhưng có một điểm chung, đó là do càng lúc càng nhiều thanh niên muốn đến Bắc Kinh khiến tài nguyên đất đô thị không đáp ứng được nhu cầu. Bắc Kinh cũng vì thế mà không ngừng mở rộng ra ngoài, đô thị càng lúc càng lớn khiến vấn đề quản lý sẽ gặp nhiều hơn, giá quản lý cũng càng lúc càng cao. Các loại tài nguyên như nước, không khí, giao thông và hoàn cảnh đều trở nên khan hiếm, đây không chỉ là vấn đề của Bắc Kinh mà còn của cả Trung ương.